Những nghiệp lành, những nghiệp tốt đều do cách cư xử ăn nói của mình hết á, chứ không chạy đâu cả. Trên các ngày dạy mình ăn nói phải tế nhị, dùng những ngôn từ rất là nhẹ nhàng, tế nhị lịch sự để nói chuyện, thì mình sẽ tạo rất rất nhiều điều lành trong cuộc sống của mình. Quý vị muốn sống khổ hay sống tốt? Mình thích tốt lắm chứ người ta sao tiếp tục nó bậy hoài, đúng không? Mình muốn tốt hơn người khác nhưng mà cái miệng vẫn tiếp tục nó bậy, cái đầu tiếp tục nghĩ bậy, cái thân đầu làm bậy mà đồ làm tốt. Nói chừng mà đập vô cái đó, trời tôi sống tốt tôi bị, sống tốt làm sao mà bị, phải không? Quý vị nghĩ lại coi tại sao mình bị cái này bị cái kia, bởi coi lại coi mình đã làm gì mình bị chứ. Chứ phải tự nhiên đâu, không có cái gì tự nhiên trong cuộc sống hết á. Phải có qua có lại. À, mình có chọi vô vách tường á thì cái banh nó mới dội vô mặt mình, đúng không? Nếu mình không cầm cái banh chọi vách tường thì làm gì có banh dội vô mặt. Để nó sống trong cái gian đừng cầm cái banh chọi đâu hết á. Người ta có chọi mình lụm mình giấu luôn, đừng chọi lại. Ví dụ người ta cầm cái cục đá nó chọi cho mình chụp cái đá giấu luôn thì nó không có cái gì chọi lại. Ha, mình chọi lại nó sẽ chọi thêm nhiều cục đá nữa, rõ không? Nên để không bị chọi đá, lụm cục đá giấu luôn, như Đạo Phật hết chuyện. Rõ chưa? Bây giờ muốn tốt phải làm sao? Nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt thì quả báo tốt. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, quả báo thiện. Luật là thế rồi, còn gì phải đắn đo suy nghĩ. Thì giờ đi còn đắn đo suy nghĩ không? Chắc không? Giúp người, ngài giúp ta. Cho đi, ngài cho lại. Làm thử đi rồi sẽ thấy được thầy nói cái gì. Tu là phải hành, là phải làm những gì mình đã học. Phải tập đi tập lại, tập nói điều tốt cho đến 5 năm sau, tập nghĩ điều tốt 5 năm sau, tập làm điều tốt 5 năm sau, thì chắc chắn những điều gì mà mình làm mình muốn làm ngược lại cũng không dám làm. Nghĩ xấu sợ tội, nói xấu sợ tội, làm xấu sợ tội, thì mình đã học được cái cách gọi là đối nhân xử thế đó. Nói cái gì cũng vui vẻ, mở miệng ra là cười ha hả, làm sao mà người ta vui trước mặt mình là đủ. Còn cái chuyện nó không muốn vui là chuyện của nó. Huynh đệ ghét thầy cũng chuyện của huynh đệ. Bản thân thầy là không ghét huynh đệ, không hề ghét một người nào hết. Ghét người là nguy hiểm lắm đó. Dân tập không ghét ai. Mà hỏi thầy, thiệt sự mà hỏi ghét thầy không biết ghét là cái gì. Ủa mắc chứng thì phải ghét. Người ta có làm gì mình đâu còn ghét. Nếu có làm chăng nữa luật nhân quả xử rồi, mắc chứng thì phải lo, phải không? Nếu mình hiểu được vậy tự nhiên hết ghét. Mà với mình với người ta có gì vậy đâu ghét, phải không? Nếu đẹp trai hơn mình cũng ráng chịu, bởi vì mình đâu có đẹp đâu, mình ghét người ta vô lý. Bây giờ mình muốn thí dụ mình đẹp hơn người ta mà người ta tìm cách đẹp hơn mình thì mình giận chút xíu thôi, thì mình cũng còn thua nó mà. Mình biết thân phận mình rồi, mắc chứng phải giận ai, đúng không? Mình chấp nhận thân phận thì không tạo tội. Bây giờ mình nói mình đẹp đi, sao đẹp? Có nhiêu đó thôi, muốn hơn đâu có được đâu, đúng không? Thì làm cuốn sách tụng đó, cái hình thầy phía trước rất là đẹp, là in bản chính, nó đi photocopy riết cái mặt đen thùi lùi. Thầy mới kêu cái thằng in á, nói con làm gì làm được sao, nhìn cái hình coi có nhìn ra cái mặt thầy đó. Người ta nhìn tụng kinh ta muốn bệnh rồi đó. Cái nó nhìn hồi nói đẹp như đó mà được hơn. Thầy làm thinh luôn không thèm nói. Nó nói đúng mà, phải không? Nó nhìn cái hình nó nói vậy đó, đẹp như đó mà đòi hơn người ta. Thầy làm thinh từ đó thầy hiểu được không nên mở miệng đòi hỏi hơn cái mình đang có. Mà thiệt nó nói đúng rồi. Mà đúng ra cái hình mình, huynh đệ ơi, mình nhìn cái hình mình tụng kinh cũng thấy vui nữa. Đằng này nó photo riết cái mặt đen thù lùi, nhìn không ra ông nào hết, giống như cái cục lọ vậy đó. Cái người tụng kinh có vui không? Nhìn thằng cha không thấy thằng chả đâu hết. Tụng kinh sao vui được, người ta cũng cần có phương tiện để mà cái xúc tác làm cho mình vui vẻ tụng kinh chứ. Thì nhìn thấy mà gớm à. Ma không ra ma, người không ra người. Nhưng mà cũng nỡ tặng cho người ta cuốn kinh mà copy xấu như vậy. Chắc 1000 quá à. Chẳng thà thì chấp nhận thì in cho nhiều thì cũng vừa huynh đệ, còn hơn để in tầm bậy bạ rồi người ta nhìn không ra, người ta mắc cười thêm á. Mình xấu nhưng mà cố gắng làm sao mình che đậy cái xấu bằng cái gì đó, một cái tế nhị hơn, người ta không thấy xấu của mình. Nhìn chung chung cũng tạm được đi, thì đỡ có tội hơn, rõ không? Chứ mà để nó nhìn mà nó phân chia từng cái một nó gớm lắm. Nếu mà huynh đệ nhìn vậy thì tôi không có được. Thì cái nếu mà gần mà thấy thầy như vậy mà tôi với thầy là ngồi đó tụng kinh mà ói mửa tùm lum á. Nên mình biết mình xấu nên cố gắng ăn nói làm sao cho lịch sự, cho tế nhị. Mình biết mình không đẹp, làm sao đó người ta cảm thấy đừng ghét mình là phước rồi.
thầy hiểu được thân phận thầy, thầy đi tới đâu thầy cũng cười hết đó. Thầy bởi vì thầy còn được có hàm răng à? Thầy thiệt, thầy chỉ có hàm răng thôi, thầy phải cười hoài. Thì cái người mà khó chịu thấy hàm răng thầy nó cũng đỡ ghét. Chứ thầy mà cái mặt gì mà còn làm mặt buồn, ai coi cho được? Mà thiệt đó, hiểu không? Thì chúng ta phải hiểu mình, phải hiểu được mình. Người Mỹ nói gặp ổng nó thấy hàm răng ổng không, nếu mà tôi không cười dồn thấy gốm. Mình biết mình đó, không phải thầy chê thầy đâu, đó là sự thật là như vậy. Nếu mà thầy không cười được thì cái mặt nó kỳ ghê lắm, nó lùm, nó hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy á. Thành ra mình phải tự đổi, thấy không? Mình phải tự sửa, phải tự tu, tự chỉnh, tự bổ. Thế là mình phải sửa mình làm sao người đối diện nhìn không thấy gớm. Thật sự không lẽ ông nói tao nhìn mình tao còn ghê chứ tụi nó. Chứ mình gán tụng kinh cho nhiều để mình cái lòng mình càng lúc càng an lạc hạnh phúc nhiều chừng nào á, thì cái mặt mình nó dễ coi một chút. Thiệt đó, thử làm đi. Cái mặt mình có quạo cỡ nào mình tụng kinh thời gian sau cái mặt nó bớt quạo. Cái mặt nó nhăn cỡ nào tụng kinh nó bớt nhăn. Quần áo nhăn ủi được, cái mặt nhăn ủi không được. Thiệt đó, rõ không? Tự cho mình cơ hội đi. A Di Đà Phật. Người Phật tử thuần thành chân chính là biết thân phận của mình, biết mình là con cái của chư Phật, cho nên mình nó không nên tạo tác những điều nó quá đáng. Há làm điều gì, nghĩ gì, nói gì đều là vì huynh đệ ba tánh sanh. Nên làm đi, ngộ lắm mình cứ làm đi tốt hết luôn. Chuyện gì còn có mấy ổng lo. Thiệt mà, cứ làm thử trong đạo nói chừng 1 tháng 2 tháng đi, thấy nó vui ghê lắm. Thì mình không chịu buông bỏ, mình cứ giữ những cái thói hư tật xấu coi như của mình á, mình tạo tác hoài thành thói quen mà mình không biết rằng là mình đang tạo tác. Thầy có viết cái câu á là nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh. Hả, cái trí mình càng tệ á mình càng tạo nghiệp. Hả, cái nghiệp mình càng nặng cái trí mình càng cạn, càng mờ. Cho nên tụng kinh niệm Phật để phát triển trí tuệ. Mà khi mình có trí tuệ mình sẽ thấy được mình làm cái gì là tội, làm cái gì là phước. Mình biết làm, càng tụng kinh nhiều chừng nào phước càng nhiều, tội càng ít. Hả, với điều kiện là ngồi xuống tụng phải được an lành, hạnh phúc, vui vẻ để được tụng thì sẽ có kết quả tốt trong việc tu học. Còn ngồi xuống tụng với sự đau khổ buồn phiền thì sẽ là hậu quả của sự tu học đó. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Bây giờ huynh đệ hỏi, thầy nói lẹ quá, nói mới có nửa tiếng mà nói nhiều ghê luôn á. Nói quá mức luôn. Trí nhớ kém hả? Không sao, trí nhớ kém là chuyện thường. Nhiều người đang có trí nhớ cũng không nhớ nữa. Không nhớ mình có trí nhớ. Thầy với huynh đệ của thầy càng tu nhiều chừng nào trí tuệ nó càng kém chừng đó. Thầy uống B12 để mà giúp đỡ trí nhớ cô. Thì trong thức ăn chay không có B12. Trong B12 nó có trong động vật. À, từ từ chút xíu. Trong B12 nó có trong động vật. Nhưng mà người Đức họ chế tạo B12 từ những cái chất thực dưỡng nào đó, họ chế thành B12 để cho những người ăn chay như mình á dùng B12 để không bị mất trí nhớ. Đa số các thầy sau này mất trí nhớ nhiều là bởi vì thiếu B12. Cho nên huynh đệ của thầy với thầy đi về Đức á, là các vị đó cho mình B12 về mình uống ngậm mỗi ngày để mình không bị mất trí nhớ đi. Dạ đúng rồi, nhớ không lâu hoặc là lâu mới nhớ, phải không? Quên đi phải không? Tốt. Vậy à, muốn nghe thầy kể chuyện quên không? Nghe kể chuyện quên nha. Thầy kể chuyện quên thiệt sự là quên. Thầy đi kiếm mắt kiến, kiếm hoài không ra mắt kiến rồi. Thầy kiếm cái này nữa, thầy kiếm mắt kiến đó. Thầy đang đeo á. Thầy lấy mắt kiến thầy, thầy để lên này. Thầy đọc cái khác, thầy kéo lên trên đầu. Xong cái hồi nói, ủa sao trời nắng quá mắt kiến đâu mà rờ hoài, không thấy mắt kiến mà ra đây không rờ rồi. Ủa mắt kiến đâu rồi ta? À, trên đầu. Thầy cầm trái chuối, cầm điện thoại bấm, đút trái chuối lỗ tai. Hello, sao lạnh quá. Quên bằng thầy không? Uống B12 vừa xong á,
đẩy xe Honda ra khỏi nhà, quên cái khẩu trang. Lấy khẩu trang xong đẩy xe ra, cái quên mắt kiến, cái dừng xe lại, cái vô lấy cái nón nữa. Mà mới uống B12 xong á, đã quên vậy rồi. Bây giờ chỉ uống có B52 thôi là nó. B52 nó mới trị được cái bệnh đó. Mà thầy bệnh nặng lắm á. Thầy nói ra huynh đệ là không những cười mà thầy còn xấu hổ luôn. Phước đức là thầy chưa có bước ra khỏi nhà. Thầy bước ra khỏi nhà một cái là cái đạo tràng mà thấy thầy một cái là họ chết dài hết. Thì mặc cái áo dài vô thì chưa mặc cái quần dài. Quên không, thầy nói thiệt luôn đó, thầy không có mắc cỡ đâu. Thầy ở cái bè đó thì mặc cái áo dài vô, xong thì đi mang đôi giày vô thì thấy ủa nó trống cái gì đó. Nhớ là phước đức là chưa ra khỏi cửa. Chó nó chạy theo nó lôi cái quần là thấy bà cố nội. Cách đây chưa được 7 tháng vậy mấy. Mặc áo dài vô rồi quên mặc cái quần dài. May là mình phát hiện sớm nha. Tới chừng mà chổng khu lại Phật rồi thấy bà cố nội rồi. Thấy chưa, bây giờ học cái quên không? Quên đó, cái quên này kinh khủng đến độ như vậy luôn. Có nhiều bữa hỏi, hey, hỏi do đệ tử á, hey, hôm nay mày thấy sư phụ tắm chưa vậy? Tắm của ông Long hỏi tôi, nó không biết tôi có tắm chưa nè. Nó quên đến mức vậy đó. Nhưng mà không phải mình làm nhiều việc quá, mà ở không quá nó quên. Có làm mẹ về đâu đi nói chuyện đâu mà. Giờ còn than phiền quên nữa không? Quên như vậy mới gọi là quên. Bây giờ uống tới cái B2, 12 gì đó. Chỉ có B52 mới trị được bệnh quên này thôi. B12 không thấm nào thấm vô cái não được. Mà mới ngậm xong á, mấy à, ngậm vừa xong ra là quên 3-4 thứ rồi, nó chắc nó chưa thấm vô não á. Có cậy nó đi, vậy nó vui hơn. Khỏi mất công giận hờn buồn phiền gì. Há nó cự mình xong ra kia cười ha hả hết chuyện. Đó là con của Phật. Đó không? Quân đệ á, muốn nhìn được sự vui vẻ hạnh phúc, đứng trước tượng Phật Di Lặc đi, nhìn ông cười đi. Ông đâu có buồn mẹ gì đâu, còn mình tại sao phải buồn, phải không? Cái buồn gì cũng vậy, cho dù buồn cỡ nào, người tu á, có tu giỏi cỡ nào, cái buồn không bao giờ bỏ rơi mình. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, buồn cười buồn ngủ không tha ta bữa nào. Hai cái buồn này theo mình cả đời á. Phải không? Hả, mà không có buồn cười buồn ngủ là cuộc đời đó vô vị rồi. Trên người tu phải cười nhiều vô để bớt đi sự phiền não lo âu. Cho dù có lo âu cỡ nào, ngồi xuống tụng kinh cũng phải vui để đừng tạo tác nghiệp. Rõ chưa? A Di Đà Phật, chúng mình sự an lành. Alo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con có một cái câu hỏi là nói con gái nhà Đức Cha, con trai nhà Đức Mẹ, mày trong trong cái luật nhân quả thì mỗi một người tạo nghiệp ra thì tự người đó gánh, mà tại sao là con gái là nhờ Đức Cha, con gái là nhờ Đức Mẹ? Là cộng nghiệp đó con. Dạ. Chung nhà, nếu không là oan gia trái chủ đâu phải là vợ chồng con cái. Dạ, cộng nghiệp tại sao lại gọi là nữ thì lại là gái thì nhờ Đức Cha, mà con trai thì âm mẹ dương, tại sao con không là âm dương? Âm dương, con chưa có hiểu vấn đề này âm con. Dương. Dạ. Tại sao gọi là con gái nhờ Đức Cha, con trai nhờ Đức Mẹ? Dạ. Nó dạng âm dương của vũ trụ. Để ý coi, mẹ thương trai nhiều hơn gái, mà cha thương gái nhiều hơn trai. Để ý coi, để ý kỹ lại đi. Bố thầy 17 anh em, bố thầy thương bà chị thứ 6 thầy vô cùng. Thương thương nhất nhà luôn, mà 17 đứa là thương cô đó là nhất nhà luôn, mà bảo quậy nhất nhà luôn. Còn ngược lại mẹ thầy thương trai nó quậy nhất nhà luôn, không có thương ngày nào người đó quậy. Đó là nghiệp nhau, gọi là cộng nghiệp. Đưa lên để trả lẫn nhau, để chia sẻ hoặc đòi hoặc trả. Hiểu không? Tại sao mình không đau khổ gì đứa khác, mình đau khổ gì đứa này? Có phải vậy không? Đó là cộng nghiệp đó. Tại sao năm đứa con mà lại thương một đứa, bốn đứa kia không thương nhiều? Bởi mình nợ nó. Nó đòi gì cũng đưa, nhiều khi nó không đòi mình cũng đưa. Mình mua đồ gì cho năm đứa, mua đó tốt nhất, còn đứa kia ít hơn. Mình cũng thiên vị, người cha mẹ trong nhà rất là thiên vị. Thiên vị với con cái lắm đó. Vì đứa thương nhiều thương ít. Cái đứa làm cùng cực đau khổ với mình nhiều nhất mà lại chửi nó hoài, còn đứa ăn chơi nhõng nhõng lại thương. Để ý coi cái nhà nào cũng có chuyện đó nữa. Gọi là cộng nghiệp oan gia trái chủ đó. Dạ, mô Phật, chắc theo con nghĩ thầy nói con hiểu, có nghĩa là cũng như là âm dương thì cái cảm giữa người nam và người nữ, cho nên là dạ, mình, đúng. Nếu mà cái nghiệp của mình với người đó thì mình phải tạo làm sao cho nó thuận lợi để mình lên, mình một là trả nợ, hai là
là rồi, mình đầu dạ em ơn Phật à, con hiểu rồi. Dạ, Phật chú con dạ. Dạ nghe nè, nó ngộ lắm, nhiều khi nó không đòi mình cũng trả, nhưng mà đặc biệt không phải lên để đòi nợ hoặc trả nợ, lên gặp nhau đây để chúng ta hoàn tất cái nợ trong tiền kiếp, cái ân oán giữa mình với họ. Nếu mình hiểu được điều này thì mình sẽ không dãy nảy, không có hận thù. Bởi lúc chúng ta vay nghiệp phải trả nghiệp rồi tạo nghiệp, nghiệp đời vay trả, đời trả vay, vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi quả báo luật không sai. Chúng ta đến với nhau trong hiện tại bây giờ, gặp nhau để hoàn tất cái ân oán giữa chúng ta với nhau. Một, người ta đòi mình vui vẻ mà trả. Hai, mình đòi người ta cũng vui vẻ trả, thì tự động sẽ hết. Mà thí dụ giờ con đòi thầy dãy nảy thì không trả, bắt đầu thầy suy nghĩ, thầy ghét con, thầy thù hận con, thầy tiếp tục thầy tạo nghiệp nữa. Còn nếu thầy im lặng thì trả sẽ hết nghiệp. Còn nếu ngược lại, nợ con nợ thầy mà thầy đòi mà con lại tiếp tục dãy nảy kiếm chuyện chửi thầy là con vẫn còn nợ, tức là không bao giờ hết, gọi là oan gia tương báo. Oan tương báo, ân oán không bao giờ hết. Cho nên chúng ta bị nghịch cảnh, bị chướng duyên nghịch cảnh phải chấp nhận, bởi vì giữa mình với họ có oan gia trái chủ. Để giải quyết cái điều này, khi chúng ta bị như vậy mà không dãy nảy cái nghiệp của mình, niệm vãng sanh quyết định chân ngôn chân nhiều, và tức là bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn đó. Bên Tịnh độ nó đổi là vãng sanh quyết định chân ngôn, nhưng mà từ cái gốc của bài này gọi là bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn. Thí dụ giữa thầy với cô có vấn đề nợ qua lại kiếm chuyện hoài, khi mà thầy gặp lại cô, thầy nói chuyện với cô, nhưng mà cái đầu thầy vẫn niệm vãng sanh không ngừng nghỉ. Đây là cách giải quyết oan gia trái chủ với mình, với người, ngay cả cha mẹ anh em với mình trong nhà cũng vậy. Thí dụ nó cự mình hoài, mình lại gần nó, mình cứ niệm vãng sanh mà miệng vẫn nói vui vẻ bình thường, dần dần mình sẽ hết nghiệp, hai người sẽ không cự cãi nhau nữa, mà đánh lộn thôi. Cự hết được rồi, quánh. Thì nó đùa thôi. Tức là mình cứ niệm vãng sanh để mình giải trừ oan gia trái giữa mình với người, tự động sẽ hết chuyện. Rõ không? Bắt đầu mình phải tập cái này để mình không có cự cãi trong lúc trả nợ. Lúc mình trả nợ mà mình cự, tức là mình tiếp tục tạo nghiệp. Rõ chưa? Bây giờ hiểu câu là vay nghiệp rồi phải trả nghiệp chưa? Trong lúc mình trả nghiệp lại tạo nghiệp. Thế nên gọi là vay nghiệp, trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Mà nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Há mượn là phải trả. Há nợ người ta đòi. Chuyện bình thường, mắc chứng nhảy cà tửng không trả. Nhiều khi còn quỵt nợ luôn nữa. Há quỵt nợ đừng có hòng. Bây giờ quỵt cái này đi, ngày mai mốt trả tiếp đó. Nợ của nhân quả làm sao quỵt được, phải không? Bây giờ mình hành hạ người này quá để lợi dụng, rất là ác với người bên cạnh, vì này quá dễ lợi dụng cho đã đời đi, mai mốt anh té cái bạch xuống chết, mai mốt quay trở lại làm người ở cho bà, xong bà đánh đập tàn nhẫn với tội lợi dụng ở kiếp rồi. Đừng có tưởng bở đâu nha, đừng nghĩ là thấy người ta hiền dễ thương nhào vô tận xài cho đã đi rồi mạt sát người ta, cuối cùng mà mình ngã ngựa đi. Khi mình chết quay lại làm nghề ở của nó hành hạ mình, nó đánh đập mình mỗi ngày với cái tội lừa gạt nó ngày xưa. Vấn đề phải biết rằng là như thế đấy. Mẹ bà ngoại thầy chửi con cái là chửi chồng á, mỗi lần chửi là 3 ngày. Khi mà chết xuống dưới rồi hả, nhốt vô một góc tối thu lui, không cho ăn trong 2 năm trời luôn. Bà ngoại có thầy luôn á. Nếu mình để thấy được cái gì thầy đang nói đây á, mình để sẽ sợ hãi việc làm của mình. Thầy nguyện làm sao mẹ thầy, ngày xưa mẹ thầy nổi danh là bà Tư, mà bà tụng không chuông không mỏ, bà tụng một cái là anh em chạy ra khỏi nhà hết. Bà tụng 2-3 ngày là mẹ ruột của thầy đó, bà tên nổi danh là Tư Tụng. Nhưng khi bắt đầu tới đời thầy thì tụng bằng chuông mỏ, bây giờ bà hết tụng rồi đó, thầy tụng thế cho bà luôn. Giờ mẹ thầy không hề la rầy ai hết. Mà ngày xưa nổi danh là Tư Tụng, quận Phú Nhuận là ai cũng biết, thầy ông Diệm với ông Thiệu đó ai cũng biết đó. Ghê chưa? Vì thầy đời thầy tụng riết, bây giờ bà không có tụng giống bà ngoại thầy nữa, bởi vì bà ngoại thầy đã tù 2 năm trời. Nếu mà đứa cháu không tụng tu cho giỏi, đừng có hòng bà ra khỏi cái cửa ngục đó. Cho nên mình con cháu cộng nghiệp, mình có quyền cầu siêu cho quyền thất tổ là lý do đó đó. Bởi vì mình cộng nghiệp với ông bà cha mẹ, cho nên mình có quyền được cầu nguyện, được tụng kinh, được giúp đỡ các vị được siêu. Đó là bổn phận đầu tiên mà người Phật tử phải làm. Nên thầy làm xong người thầy rất là nhẹ nhàng, gia đình rất là nhẹ nhàng. Mẹ thầy không còn chửi bới con cái như ngày xưa nữa. Quân đệ tưởng tượng đi, nếu mà mình quay một cuốn phim 3 ngày liền là bà sẽ chửi đúng 3 ngày không ngừng. Bà có trình độ như vậy luôn á. Nên thầy nguyện làm sao mẹ thầy đừng bị giống bà ngoại. Thầy thấy bà ngoại nhiều. Khi thầy ngồi xuống thầy tụng miệt mài bao nhiêu năm trời, tự nhiên mẹ thầy không còn tụng bằng cái đó nữa, mà thầy tụng thay bà. Thầy làm rồi đó.
thầy dám làm dám nói, thầy biết được đó là thầy đã trải qua những cái chứng nghiệm lớn nhất. Thầy tụng hết, không cho mẹ thầy tụng tầm bậy nữa, mẹ thầy hết nghiệp. Nhưng thầy mới viết, đệ tử thì viết là vay nghiệp trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Đó, mình trả nghiệp xong mình tiếp tục mình tạo nghiệp nữa thì còn gì mà gọi là tiến hóa. Cho nên mình hãy biết là xấu rồi, bỏ cái xấu làm tốt là vãng sanh. Vãng sanh là từ chỗ xấu bước ra chỗ tốt, sống trong cái tốt tức là bỏ đi sống nơi khác. Là từ chỗ tối ra chỗ sáng gọi là vãng sanh ở hiện tiền này. Huynh đệ đừng có nghĩ lầm rằng nhảy đạch 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 rồi vãng sanh, không bao giờ có. Mình đã từng là một người xấu. Mình sống xấu quá độ, bây giờ mình từ bỏ tất cả cái xấu, quay ra cái tốt để sống gọi là vãng sanh hiện tiền. Rất là đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu. Đừng có nghĩ xa xôi quá, tội lỗi một đống nhảy đạch đạch chết rồi vãng ở đâu? Vãng ở đâu? Một ngày giết không biết bao nhiêu con gà, con vịt, con chó, con trâu mà niệm vài ba câu rồi đi vãng. Làm sao có chuyện đó được, hiểu không? Rồi tội lỗi đó ai gánh cho mình? Hiểu không? Dễ hiểu chưa? Cho nên đừng có mong cầu những cái nó ngoài tầm tay, mà những cái không bao giờ có thật. Mình biết rằng là một người từng sống đánh người ta, đánh đập người ta mỗi ngày là niềm vui. Khi mà hiểu được luật rồi, không đánh ai nữa, đi ra ngoài đi tu luôn rồi, đó là vãng sanh rồi đó. Tức là không tạo tác nghiệp ác, sống với điều tốt lành. Mình rời bỏ được cái điều xấu ác, mình ra cái điều kia mình sống tốt lành, mình đã vãng sanh trong ngay cuộc sống hiện tiền của mình. Vãng là đi, sanh là sống, đi sống nơi an lành, tốt lành hơn. Hiểu chữ vãng sanh chưa? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin có ba câu hỏi cầu xin thầy. Dạ. Cho con. Câu hỏi thứ nhất, khi con niệm Phật và chị chú Đại Bi, mà con xin để con lấy con bỏ chị chú Đại Bi cũng uổng, mà niệm bỏ Phật cũng uổng, thành ra con trước đây con. Ủa tại sao phải bỏ Đại Bi rồi bỏ niệm Phật chi? Để con nói vậy, tại vì con muốn tụng kinh và chú Đại Bi và niệm Phật, nhưng mà cả hai điều mà con ngồi lâu quá, con ngồi không nổi, như lại con mắt con mổ nó đau, thành ra con trước đây mấy tháng nay thì con chỉ niệm Phật chi thôi, mà giờ cũng trở lại con tụng kinh, mà cái nào con thấy con bỏ con cũng thất tiếc hết trơn. Mà trời, bây giờ cô ngồi lâu quá mắt mình kém đúng không, mình tùy phương tiện tùy duyên thôi. Thí dụ giờ cô ngồi 2 tiếng thì cô mỏi cô đau đúng không, cô ngồi 1 tiếng thôi chẳng hạn, mình tụng kinh xong mình nhắm mắt lại niệm Phật hít sâu thở dài, đó là công phu đó. Mình tụng kinh cũng là thiền, tụng kinh cũng là thiền, mà thiền động bằng cái miệng. Ngồi yên tịnh trong bài kinh mình đọc không giáp cái đầu mình nghĩ, cái miệng mình tụng, cái tay mình gõ, cái tụng xong xuôi rồi cái ngồi yên lặng lại hít vô niệm Phật, thở ra niệm Phật. Thấy gì mình làm 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mình mỏi mệt đâu, mình làm 1 tiếng đồng hồ mình khỏe hơn. Mà không có bỏ cái nào hết á. Dạ, con khuya 4 giờ con về, con công phu là con ngồi tại phòng của con, tại vì có một mình con, dạ, ông xã con mất rồi. Thì ra ngồi tại phòng con chị chú Đại Bi con niệm Phật. Cái này con không có tụng kinh làm 5-6 tháng này, tại vì mắt con mổ con không thấy chữ được. Cho nên con tụng Đại Bi rồi đúng không? Dạ, con giờ đâu cần phải nhìn nữa đâu. Dạ con không nhìn nữa, nhờ niệm Phật con không nhìn nữa, nhưng mà con muốn tụng kinh, nhưng mà thời gian nào để cho con bớt cái niệm Phật, bớt cái tụng kinh lại cho nó, mà con thấy con cô cô ngồi xuống á, tụng kinh nó có 3 cách tụng. Tụng to nhìn sách, tụng to là thanh trì tụng. Tụng cho vừa đủ nghe là kim cang tụng, còn ngồi một mình lầm bầm là niệm. Để đó mình chọn cái nào cũng được, đâu cần phải bỏ cái nào. Không, con bớt chứ con không bỏ. Thì bớt lại. Dạ. Ừ, bớt lại một chút cho nó đỡ khổ. Tụng mà khổ tụng chi. Dạ, dạ con ngồi trong phòng nha. Dạ, ngồi đâu cũng được, ngồi ở trong toilet cũng được, không sao. Dạ, còn cái câu hỏi thứ hai là khi con niệm Phật xong rồi con hồi hướng, mà con hồi hướng nhiều quá, mà con nghĩ lại là nhiều quá nhiều rồi, cái thời gian của con nó chiếm cô hết. Cô xin nhiều quá hả? Dạ, con xin nhiều quá mà không biết con làm được cái xin gì chi vậy? Không. Là con như xin cho con hết bệnh và cho quan gia trái chủ và cũng cô, tổ. Cô, nghe thầy nói một lần thôi nha. Dạ. Rồi xuống tụng kinh hết, lòng vui vẻ hạnh phúc được tụng kinh, tự nhiên nó biến mất không cần phải xin. Cái người gọi là hành giả, tức là mình á, cái người mà đang ngồi tụng kinh niệm Phật là mình đang giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ bệnh tật. Muốn như vậy là phải tụng kinh hết lòng vui vẻ hạnh phúc hoan hỷ được tụng, là mình đã giải quyết bệnh của mình rồi, giải quyết nghiệp chướng rồi, không cần phải xin. Dạ. Tụng kinh mình xin nhiều quá thành ăn mày. Dạ con nghĩ dạ đúng rồi, ăn mày, nhưng mà không cho. Nó ngồi rõ ràng là nó đang được mà nó cứ xin hoài à, túi đâu mà đựng. Dạ con thấy con cũng làm không được bao nhiêu, mà con xin giờ quá thấy thì bởi vậy mình phải mắc cỡ chứ.
Phật không biết có chứng cho con Bồ Tát chứng cho con không, mà con ra con mới gặp thầy là con hỏi cho nên bây giờ mình gì? Không cần xin nữa, mình là con của ngài đúng không? Dạ. Mình là con của Phật đúng không? Dạ. Gọi là Phật tử đúng không? Dạ. Phật tử là con của Phật. Dạ. Còn nghĩa là mình là con của cha mẹ mình đúng không? Dạ. Mắc chứng gì xin? Không xin nữa. Xin chi? Bữa giờ xin được gì đâu? Con thấy con không xin thì con tâm con nó không thấy thiếu phải không? Dạ thiếu. Kinh quen rồi. Con phải là phải nguyện, con phải cầu cho là cho Bồ Tát với Phật là chứng cho con, chứ con không nguyện được là không biết Bồ Tát có Phật có chứng cho con không. Cái bà trong hàng xóm bà cầu Bồ Tát riết Bồ Tát không dám lại nhà bà luôn đó. Không tin thì thôi, trong xóm này á bà cầu Bồ Tát không dám tới, thần thánh cũng chạy luôn. Thì cái xóm đó ai cũng chạy bà hết rồi. Dạ. Vậy là mình không cần nguyện gì hết. Xin chi? Bà đó có xin ông trời cũng cho nữa. Đừng có xin nữa, xin người ta ngán mình lắm. Gặp cái mặt là xin là thấy gớm. Vậy xin là xỏ nha. Xin nhiều quá người ta xỏ mình đó. Dạ, vậy là Phật. Không sao đâu cô. Tụng kinh cho giỏi vô là mình có, không cần phải xin hen. Mình cô hả? Cả cái đất nước này, Phật giáo, các thầy, các cô đều ngồi nghỉ tùm lum chứ không có niệm Phật được đâu. Không phải mình cô, yên tâm. Sao chắc là mọi chắc với mềm là sao? À, thành tâm nhưng mà vẫn có tùm lum phải không? Là niệm chưa đủ. Khi niệm tùm lum là chưa có đủ. Ừ. Thì bây giờ mình ngồi xuống hết lòng đi, kệ chuyện còn lại của mấy ổng lo. Mình lớn tuổi rồi có xin gì, lấy gì đựng. Thí dụ ổng đổ vô nhà chỗ đâu chứa. Phải không? Già rồi. Bây giờ thí dụ cô xin đi, ổng thấy cục vàng 50kg cô giác nổi không? Nó dập người mình luôn á chứ. Hiểu không? Cần gì xin, mình con ổng mình cứ ngồi làm hết lòng tụng kinh đi. Ổng cho gì âm thầm mình tự biết. Hen. A Di Đà Phật, chúc may mắn nha. A Di Đà Phật, con xin thầy cho con hỏi một câu. Con nghe giữa thầy là 3 năm rồi, nhưng mà con thì tụng đại bi lâu lắm rồi con cũng không thấy gì hết, nhưng mà cũng không phải, nhưng mà cái lúc cũng mấy tháng nay là con thì đại bi với lại đọc quán sanh thì con thấy ngồi im thì con thấy cái gì nó như tiếng bò trên đầu á, thì bây giờ sao? Nhờ thầy cô, làm sao cho con hết tất được. Cả chúng ta đều được như vậy chứ không phải bị. Khi mà mình tụng kinh nhiều á, cái đầu nó nở ra. Có thấy cái đầu thầy tròn không? Dạ. Ngày xưa cái đầu thầy rất là méo. Dạ. Nó vuông dứt hà, bây giờ nó tròn ra. Mình tụng nó nở lên, cũng thấy bự không? Dạ. Nó bự lên nè. Dần dần bự bự to cái đầu, bắt đầu cái đầu, cái tóc mình ai giống như ai rờ tóc mình đúng không? Dạ. Đừng có sợ bị cái luồng năng lượng luân chuyển trong cái não mình á. Nó làm cho tóc mình nó nhúc nhích, ai rờ nào không sao, yên tâm, đừng có để ý tới nó, kệ nó đi. Nhớ không? Bây giờ là Phật bắt đầu là chiếc là tụng là có kết quả rồi đó, nó mới như vậy. Còn mình tụng nó trơ trơ mấy năm sau là không có kết quả rồi, nhớ không? Bây giờ là Phật chúc cô may mắn. Dạ. Đừng có lo cái chuyện đó là tốt đó. Bây giờ là Phật. Đây nhìn thấy cái đầu thì tròn không? Thấy u cục không? Giống như cá la hán vậy. Tụng kinh càng nhiều cái này nó càng u. U chứng tỏ là còn ngu. Chừng nào mà nó bằng tròn hết rồi nó mới hết ngu. Thiệt mà không tin thôi. Như là Phật cứ hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch thầy. Khi này có cái này mới hỏi cô, còn không có cái này đừng hỏi. Dạ. Dạ. Con trước Tết nay con bệnh thập tử nhất sinh, con đi khám khắp nơi không có ra bệnh. Ồ vậy à. Dạ. Rồi mấy ngày trước nay á, con đêm nào con cũng nằm thấy người mất, mà nhiều khi mời con ăn cơm nữa. Mọi người nói như vậy là thọ mạng mình đã hết. Rồi con có gặp một bạn đồng tu, có cho con thỉnh cuốn kinh của sư thầy biên soạn đó. Con cũng có trì, con có cúng củ quyền và cúng cháo. Ngày đầu tiên, tối cũng đêm như vậy, cũng tới giờ đó con cũng có thấy một cái gương mặt. Con nghĩ đó là Diện Nhiên Vương Bồ Tát từ trên cao dán xuống sát khuôn mặt con á. Rồi con cũng thấy vậy, con quay qua, trong tâm con nghĩ là con không biết con có cái lỗi gì hay không. Rồi cũng như vậy thôi, trong một tích tắc vậy cái ngày biến mất. Kính bạch thầy giải nghi cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quynh tụng cho thầy tiếp tục cái cuốn mà nhận của thầy Thiện Chí hay ai vậy, có là A Di Đà phải không? Dạ A Di Đà Phật. Tiếp tục cúng cháo, chén cháo lỏng thôi. Dạ.
Cũng như mình nấu cháo giống như sữa á, lỏng lỏng chứ đừng có hạt nhiều quá. Lỏng thì lỏng ba chén với muối gạo, chút xíu muối gạo. Rồi chút xíu hoa quả thì khi nào hoa cần thay mới thay. Rồi tụng mỗi ngày, đêm nào tối nào ở không thì tụng đi. Trong 49% ngày là huynh giải rất là nhiều oan gia trái chủ, huynh đã vay mượn, huynh thấy rất là nhiều người về nhà. Rồi nếu huynh tụng cho đúng mức đi, nếu mà không được 49% ngày thôi là chắc chắn huynh sẽ thấy được rất rất nhiều người về nhà huynh mà vui vẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ, là huynh đã hoàn tất được cái nợ của mình với họ. Nó gọi là củ hiền tất tổ, bà nội ngoại hay bên vạn linh trăm họ của mình. Huynh cứ làm hết lòng đi, ai nói huynh thọ mạng đã hết, người này là chưa có đủ trình độ. Ai muốn dám tới lấy mạng mình đi à? Chỉ có người sống lấy mạng nhau thôi, còn các vị kia không ai lấy mạng của ai, tất cả đều nằm trong nghiệp số. Huynh tụng kinh, huynh sẽ đổi số. Huynh đệ phải nhớ rằng là thí dụ người ta nói 3 ngày nữa mình chết, huynh đệ ngồi xuống tụng kinh ráo riết không ngừng nghỉ, không có sự chết xảy ra, hoàn toàn không có. Nếu huynh đệ thí dụ một người nào tới nào 1 tuần sau huynh chết, huynh tụng hết tuần đi, nếu mà huynh chết trong tuần đó thầy sẽ chịu trách nhiệm, thầy mua hồn cho huynh đệ. Chứ giờ sao giờ? Dạ. Nó chết rồi làm gì, mua hồn thôi. Dạ sao con bệnh mà con đi khắp nơi con bệnh khác. Gì huynh? Bệnh huynh là bệnh tâm linh, bệnh oan gia trái chủ, bệnh của quyền thất tổ. Bổn phận huynh phải tu để độ. Dạ. Huynh không tu bệnh kiếm không ra, chiều là bệnh. Nằm mới thấy tầm bậy tầm bạ. Con thì có ai ngủ với huynh chưa? Ngủ trong đêm á? Dạ không. Có nói có, không nói không, dạ, không có gì phải ngại. Dạ dạ không. Mà đêm về nhiều, thấy người âm nhiều. Dạ. Năng lượng huynh quá kém. Trước kia con không có, mới thấy hôm... Đúng rồi, bây giờ thấy ngồi thiền tụng kinh cho nhiều vô năng lượng mạnh. Dạ, mình không thấy âm linh, mình thấy chư Phật. Dạ. Nên khi huynh tụng cho nhiều nhiều vô đi, cứ tụng hết lòng đi. Cứ để cháo tụng xong rồi cháo thì ăn, muối gạo thì rải ra sân. Dạ. Cứ làm mỗi đêm cho thầy, nếu mà cũng làm ngày mấy thời cũng được. Nhưng mà đặc biệt buổi chiều thì cho cháo thôi, còn những ngày buổi khác thì không cần phải lấy cháo. Dạ. Thì trong vòng 49 ngày huynh sẽ thay đổi. Dạ. Còn huynh không hết bệnh nó kiếm thầy. Nếu có chết báo thì biết. Cho cái hòm à. Dạ, thầy rất là vui vẻ cho hòm. Đối với thầy cái chết rất là bình thường, cho nên thầy nói chuyện chết rất là đơn giản. Quynh đừng có lo, kệ bà nó đi chết đâu có sao đâu. Hôm qua thầy coi cái gì mà vui lắm, thằng kia nó nói nha, bị bắn nó đau lắm, bị thương đau lắm. Thầy nghĩ thằng đó không đau đâu, nó chết cha nó rồi, bắn chết lấy gì đau, phải không? Thầy đã kệ nó đi, Quynh cứ tụng hết lòng đi, chuyện chết để cho mấy người khác lo. Chúc may mắn nha. Yên tâm cứ tụng kinh. Huynh tụng kinh mà huynh chết vì tụng kinh, thầy sẽ chịu trách nhiệm. Ở đây ai chết vì hít thở và tụng kinh mà chết, thầy sẽ lo. Chính xác. Còn gì nữa, giờ nó chết rồi cho nó cái hòm thôi chứ. Yên tâm hen. Thầy nói chuyện chết rất là đơn giản, vui vẻ thì nói chuyện rất là vui, không có gì, không có gì phải buồn hết trơn. Kệ nó sống đúng chết phải rồi. Dạ không, bệnh là bệnh tâm linh không kìm nó được. Bệnh tâm linh không kiếm nó được. Mình chỉ có tụng kinh mình mới giải quyết được thôi. Hen. Rồi muốn nào huynh rảnh á, nói chuyện với thầy chút xíu, rồi thầy chỉ cho cách làm. Thầy nói chuyện với họ luôn đi. Ừ. Nếu mà huynh nói chuyện được với những người mà tới đòi huynh á, thì họ sẽ không có đòi nữa. Nó tới nhiều huynh đòi nữa, nói một câu thôi. Mạng cùi nè, lấy đi. Mày ngon mày lấy đi. Mày dám lấy không? Tao dám đi. Ừ. Vậy đó, còn nó dám không? Sức mấy mà dám. Chúc may mắn. Thầy là vậy đó. Ngang tàn. Không biết nữa. Nay chúng ta gặp nha, nói chuyện chơi. A Di Đà Phật. Dạ. Thầy chào huynh đệ thôi, đừng có giận. A Di Đà Phật huynh. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy. Con xin hỏi, con có một đứa em nay mắt nay cũng đã mười mấy năm rồi, nó bị tai nạn đó thầy ạ. Nên bây giờ con cũng muốn đọc kinh cầu siêu cho em con á, nhưng mà không biết có được hay không, mà nó cũng hay không có rõ ràng lắm. Có nhiều lúc đó, có khi nhập về người kế bên á thì lại nói là nó đã đi học đạo gì rồi, nó thành đổ trạng rồi. Có khi lại về lại khóc lóc, nói bây giờ là em chỉ còn đứng ngay chỗ đó, em chờ chừng nào em bắt được người ta thấy em chỗ đó em mới đi được. Rồi bây giờ em bị cái gì vậy con? Dạ, nó bị té xe. Bây giờ con tới ngay chỗ đó đó, xe đoạn đường nào con tới đó
con lập bàn án nhỏ nhỏ như nãy mình cúng đơn giản, gì cũng đơn giản thì chút xíu xíu thôi, cho nó ba chén cháo đi, đứng đó tụng thời kinh đi, rồi nói với em á, kêu nó về với mình, con tụng đi, con giúp nhiều người đó lắm á. Thầy đã làm ở Pleiku á, ở chỗ đó đoạn đường đó chết rất là nhiều, để chồng của đệ tử thầy cũng chết ở đó. Thầy bên đó thầy đập bàn án, thầy tụng xong xuôi từ đó đi, cái chỗ đó không còn đụng xe nữa, hết luôn. Con làm được, nếu mà nó vậy là coi chừng nó vớ vẩn ở đâu. Nó nói thì trạng đậu rồi mà sao nó còn đứng đón ai nữa. Không, tại cứ lần trước thì nó là thì đổ trạng rồi, lần sau lại thì khóc là nói em cũng vẫn còn. Chắc là coi lại rồi không nạp thế nó bị đuổi ra cái gì. Không biết. Mà ngay cái chỗ nó té đó bây giờ nó đã cất nhà lên, nó xây tùm lum hết. Mà vậy thôi. Mình làm có được không? Không thì thầy chỉ cho con làm nha. Để dạ. Thầy chỉ cho con làm về lấy tên tuổi của em á. Để vô cái mỏ, để vô cái mỏ tụng kêu mỗi ngày đó là cho 49 ngày sau em biến mất à. Cái mỏ tụng kinh, cái mỏ này thì bình thường rồi, cái mỏ kia kìa. Nhét vô cái mỏ. Nhét vô cái mỏ, nhét ở đây à, nhét cho chết à. Nhét cái mỏ này nè. Dạ. Không lẽ viết tên nó nhét ở đây, nhét vô cái kia cả ông. Anh gì đẹp rồi. Anh nói thầy chỉ cho thầy chọc á. Cái thầy cho làm, nghe. Làm chắc chắn sẽ được hen, A Di Đà Phật. Huynh đệ hỏi thầy chọc huynh đệ nó nha, chứ không có gì đâu, đừng có giận, ráng chịu. Đối với thầy không có gì quan trọng. Quan trọng chứ của người tu là gì? Không có gì quan trọng. Quan trọng tu còn gì nữa là quan trọng. Cái tôn chỉ là quan trọng nhất của người tu là gì? Trả lời. Không có gì quan trọng. Có gì nữa đâu quan trọng. Cái mạng cùi bà nó rồi. Hỏi tiếp đi con. Dạ. Dạ, dạ chào thầy với các vị Phật tử. Nói lớn con. Dạ con xin hỏi thầy, tại như con bị tai nạn á, rồi con bỏ em bé vậy có sao không thầy? Cái gì con? Dạ cũng như con bị tai nạn xe á thầy, con bỏ em bé vậy có sao không thầy? Dạ mình con ở nhà nếu con tụng kinh á, cầu cho em được siêu đó là tai nạn thôi con. Dạ. Còn cố tình tạo tác gọi là thai nhi sản nạn, thai nhi bị chú bỏ là mình cố tình mình giết sinh mạng. Thầy có làm nhiều bệnh về cái này, có nhiều người làm 7-8 lần á. Khi mình tụng kinh á, trong bụng nó đi ra mà cái người đàn bà nằm nó phải banh cái chân ra, nó ra 7-8 lần xong mới hết á. Mà nó hành cái người này bệnh á, ngày đêm bệnh không có làm gì được ngoài bệnh, bởi vì mình hại chết cái thân mạng cái nhà người ta phải đòi người ta báo oán rồi. Bệnh hoài không làm ăn không ngóc đầu được. Còn mình bị tai nạn không sao hết, mình về cầu nguyện cho em. Dạ. Nha. Tại mẹ con rồi nói chụp yếp quang với lại uống tay á. Cái không biết là đợi. Tại bị té. Rồi sao bắt uống bị gì? Bị nứt xương chậu quá. Cái chập yếu quen á. Nó chập yếu quen ảnh hưởng. Rồi, dạ, chập, rồi hiểu rồi. Bị nứt sao mày uống thuốc cho nó lành? Dạ giờ con đang uống thuốc ở trung tâm chỉnh hình đó thầy. Dạ. Đâu sao đâu con. Thì uống thuốc cho nó hết bệnh thôi. Nhưng mà ý là gia đình không cho đợi em bé. Sợ ảnh hưởng á. Cũng như mình chập yếu quen giờ với em gai. Giờ đang có hả? Mà giờ bắt buộc uống cho ga thầy. Rồi thầy. Vậy là con hỏi thầy cơ là có tội không thầy? Thầy không có xác định, cô tự quyết định đi A Di Đà Phật. Thầy không có làm được, thầy không có nói được điều gì hết A Di Đà Phật. Okay. Ngoài cái khả năng của thầy không có nói được A Di Đà Phật. Xin lỗi thầy không trả lời được A Di Đà Phật không? Rồi. Mình ghi tên cầu siêu cho bé được không thầy? Như ví dụ mình lại chùa rồi mình ghi tên cầu siêu cho. Ủa em còn đó không hay là sao? Hay đi rồi? Bỏ rồi. Bỏ rồi thì bây giờ con tự lo, tự cầu siêu cho em. Dạ. Phải tự tụng cho em chứ không lên chùa, ông thiện chí không có làm tại được vì, đâu. Dạ tại vì con hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chụp âm gây với lại ít quen là có ảnh hưởng. Đúng rồi. Thì bây giờ con phải tự lo đi, tự tụng kinh cầu siêu cho em nha. Dạ. Bây giờ đọc Phật rồi chúc con may mắn. Dạ. Dạ ăn. Bình thường rất là tốt, chứ nước uống cũng được, trừ ra muối gạo bỏ đi. Rải ra sân muối gạo ít thôi nha. Rải sân buổi chiều ha. Cháu mình ăn bình thường nha, A Di Đà Phật đừng có bỏ. Rồi cô, huynh đệ hỏi những gì mà thiết thực trong cuộc sống tu hành nha. Bật lên nói được rồi cô, nói to lên. Ô Phật, bữa nay cũng dịp mai con đến đây một lần đầu tiên. Nhưng bây giờ con hỏi thầy, con có đứa con gái này 32 tuổi mà nó bệnh hoài, mà khi đó hãy xin việc làm nó bệnh, ở nhà thì bệnh ít. Giờ thầy hướng dẫn chỉ cho con coi.
có khi là nó khóc, có khi người dựa vô nói này nói kia mà không biết như thế nào. Giờ đến đây con nhờ thầy. Em có bị tự kỷ, bị trầm cảm không bà? Dạ không. Bị bệnh mà ông lên bà xuống á hả? Dạ. Ông lên bà xuống đó hả? Dạ. 32 tuổi rồi hả? Dạ, 32 tuổi rồi thầy. Rồi bị lâu chưa? Dạ, nay cũng lâu rồi. Nó thích lên đồng hả? Hay là bị người ta nhập? Bị người ta nhập thôi. Khi mà nhập vô con mắt nó có đỏ hay nó nhắm mắt tròng trắng hay là đỏ lồm? Là bình thường. Nói chung là cũng không để ý nhưng mà khóc. Khóc thì nhiều. Vì khi nó bị trầm cảm hay bị tự kỷ sao bà? Giờ cũng không biết nữa thầy. Nó có trốn, nó không nói chuyện với bà không? Không, nói chuyện bình thường. Chứ không có gì hết. Mà cái lâu lâu nó làm lần vậy hả? Cũng vẫn bằng bình thường. Nhưng mà hãy xin đi vô công ty làm là cái ngày đó nằm trên giường cứng, không có xuống được đi nữa. Vậy cô ơi, cô về nhà tụng cho Cú Quyền cô đi. Cú Quyền hả thầy? Dạ, tụng Cú Quyền cho nhiều vô nha. Cuốn sách của thầy Thiện Chí cho đó. Dạ. Tụng mỗi buổi chiều, tụng hoài 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 đi. Dạ. Rồi cho em ngồi xuống tụng, nó sẽ giải được cái oan gia trái chủ của Quyền thất tổ nha bà. Dạ. Dạ, vậy là cái ông mà theo nó là ông làm biến thấy mẹ luôn á. Ừ. Không chịu đi làm. Bây giờ cứ mỗi lần làm đơn xin công ty là cái ngày đó không xuống được. Đúng rồi, nó bệnh làm biến bà ơi. Dạ, còn ở nhà thuốc làm biến không có. Bệnh thì ít mà đi làm bệnh nhiều. Ừ đúng rồi, vậy nó bệnh làm biến á. Ừ. Bệnh nó khó trị lắm bà. Dạ không, cái này con nhờ thầy chứ. Bây giờ thầy xác cháu không làm biến. Bà nói như vậy làm sao? Dạ. Sao thầy. Mà cứ bây giờ cô tụng Cứu Quyền cho nhiều vô, nếu thực sự bị Cứu Quyền đeo á thì sẽ hết. Dạ. Còn nếu mà tu tụng 100 ngày rồi mà không hết á thì tìm cách khác. Dạ. Dạ, với Đà Phật. Bây giờ nói chung là bây giờ để thì về Mỹ thì làm đơn coi tụi nó có chế tạo thuốc làm biến được không. Cháu thì siêng làm chứ không có làm biến đâu. Rồi bây giờ dạ. Cô tụng cho thầy nhiều như vậy đi. Dạ. Rồi hồi hướng công đức cho cô Hiền nha. Dạ. Rồi nếu mà em tỉnh thì kia em tụng thêm nữa nha. Dạ. Ở Di Đà Phật. Rồi nếu có duyên một ngày đó, nếu mà cô làm không được thì có thể gặp nói chuyện coi sao ha. Dạ, mô Phật. Di Đà Phật. Rồi chúc cô may mắn. Di Đà Phật. Để cho con hỏi chúng ta chia sẻ với nhau. Nam mô Di Đà Phật. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Thầy rất là hoan hỷ. Dạ. Con cũng mới ngồi xuống ngục cô được mấy ngày thầy. Không mấy ngày thôi hả? Dạ. Wow, giỏi hen. Tại công việc của con rất là bận, con cũng theo dõi trên mạng rất là lâu rồi thầy. Mà cho con hỏi là thí dụ như mình đọc chú đại bi á. Dạ. Thì 21 biến thì mỗi một biến thì cầu nguyện nó giống như nhau hay là mình có thể mình một chữ một cầm. Dạ. Khi cái lục cầu nguyện ngộ lắm, huynh chỉ để tập trung tư tưởng vào một điều mà thôi. Khi mình tụng mình cầu nguyện một điều mà thôi, xong rồi cái chuyện còn lại là của các vị khác. Cái lục cầu nguyện là mình nói tất cả những gì mình cần, chuyện còn lại khi nào, lúc nào, ở đâu, chuyện đó của luật nhân quả nha. Yeah. Cho mình hả mở miệng ra rồi để cái chuyện nó tự nhiên đi, đừng có nghi ngờ, đừng có sợ hãi thì lời cầu nguyện sẽ được như ý nha. Yeah. Yeah. A Di Đà Phật. Cho chúc may mắn. Yeah. Yeah. Đồng thời tụng kinh á, không cần phải xin gì hết á. Ngồi xuống tụng hết lòng đi mà ông sắp à. Dạ. Nhớ là đại bi á, ngộ lắm. Mình cứ tụng đi. Cái đại bi nó làm cho mình thay đổi tâm lý, thay đổi sinh lý, thay đổi đời sống tâm linh cũng thay đổi luôn. Cho nên mình cứ hết lòng mình tụng, nó có sự biến chuyển rất là nhẹ nhàng, rất là từ từ, nó không một lần được. Người tu mà gọi là chân chính là tu tiệm tiến. Tiệm tiến là từng bước một. Còn mình tu mà đốn ngộ á, mình không đủ căn bản á, mình sẽ bị lọt vào cái cảnh giới gọi là tự cao tự đại, ma chứng sẽ ăn thịt mình. Cho nên tụng đại bi là từ từ nó sẽ tiến hóa nha. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Cho con có câu hỏi là dạ sư, thưa sư phụ, là cũng là hai người bắt đầu xuất phát biết là tập kinh tụng kinh niệm Phật đi. Nhưng mà sao, vì sao cái người kia có lực mạnh mà vì sao người kia lực yếu, là do công phu hay là sao, hay do dạ do khỏe, tư tưởng phụ? Lúc tụng kinh cái tư tưởng mong cầu, những tư tưởng không tốt lành nhiều quá thì cái năng lực tập trung không có. Khi mình tụng kinh với sự an lành hạnh phúc mà lạc quan á thì kết quả nhiều hơn là tụng kinh sự lo âu phiền não và bi quan. Tụng kinh không phải là hơn thua, mà người được lợi lạc nhiều, người không lợi lạc nhiều. Lý do là cái tư tưởng không giống nhau, bất đồng, đồng thời không có tư tưởng lạc quan hạnh phúc trong khi tụng kinh. Cho nên mình nhận cái năng lượng mà gọi là hộ trì ít hơn người ta, có vậy thôi, chứ không phải là hơn thua được. Đệ tử của thầy thực sự á,
khi mà nợ ít mà ngồi xuống tụng kinh mong rằng là, mà trong khi mình tụng kinh mà mình phiền não về tiền nợ nhiều quá, thì mình càng nghĩ về cái nợ làm cách nào trả thì mình tụng kinh á, thì cái tư tưởng mình đi ra thiệt là xa, nó quay trở lại. Đầu tiên nợ có 40 thôi, 2 năm sau tụng riết nợ 400. Nó đẻ lời ghê cơ. Vậy luôn á. Thật ra mình phải cẩn thận trong việc tu là hả, mình buồn phiền nhiều quá, mình tụng riết á, sự buồn phiền nó quay lại, nó đập mình thành lúc càng ngày càng tệ. Cho nên mình không tiến quá được, mình tụng không bằng người ta. Mình tụng còn nhiều hơn người ta mà mình lại xui nhiều hơn người ta, lý do đó đó. Hiểu chưa? Mà mình tụng ít thì mình an lạc hạnh phúc ra cái tụng, thì mình lại được an lạc hạnh phúc nhiều hơn cái người tụng nhiều. Rõ chưa? Là do tư tưởng mình, tất cả là do tư tưởng hết. Nhớ không? A Di Đà Phật. Dạ. Mình sẽ an lành. Em hỏi một câu nữa là, thưa sư phụ, khi mà mình tụng kinh niệm Phật á, mà nghiệp trước mình nó có xảy ra là do cái lòng từ bi mình không có, hoặc là do nghiệp, do mình còn sân si hay chấp gì đó nên nghiệp trước xảy ra hay sao? Một lần sân si là tạo tác nghiệp nó quay trở lại với mình. Hả? Mình sân si nó quay trở lại bực mình là mình hết á. Tất cả trở lại là do mình chứ không phải người bên cạnh. Người tu á là mình chiến đấu với mình chứ không có chiến đấu người bên cạnh. Rõ ràng người tu là chiến đấu với thằng tôi của mình chứ không chiến đấu với thằng tôi của người ta. Nếu mình chiến đấu với người ta, tức là mình đã đi trật đường của Phật tổ dạy rồi. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Phải nhớ như thế này, chiến thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu theo Phật là chiến đấu với cái tôi phàm phu tục tử của mình chứ không có chiến đấu với những người xung quanh. Khi mình muốn hơn thua với huynh đệ mình, muốn hơn mình đã thua, mình đã thắng mình đã bại. Cho nên muốn tu chân chính là phải chiến đấu với bản thân mình và cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Đó là con đường đi ngắn nhất vào ngọn nhất, và là chánh pháp. Chứ còn nếu mà còn hơn thua với người ngoài là trật rồi, không phải là Phật pháp, nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cho con hỏi một câu nữa là, một câu nữa thôi. Dạ, ngày xưa lúc trước kia là nhà con có đi biển, cha con á là sát sanh nhiều á, rồi bây giờ con là người biết tụng kinh niệm Phật á, thì con có thể sám hối dùng cái tội mà sát sanh, đi biển sát sanh á, để cho cha con bớt tội được không sư phụ? Dạ được, mình cộng nghiệp với cha thì mình tụng thất Phật diệt tội chân ngôn chân nhiều vô để giúp cái tội sát sanh của bố mình. Không phải là ông dứt trừ được, bản thân ông muốn dứt trừ ông phải làm nhiều điều tốt lành rồi bản thân ông tự sám hối, nhưng mà nó vẫn phải quay trở lại một phần nào đó, không phải là dứt hết. Bản thân phải làm thật nhiều điều tốt để bù lại những nhiều điều xấu đã làm, bản thân phải tự làm hơn, rồi con có tụng kinh phụ thì cũng được, bởi là cộng nghiệp cho nên con làm được. Con thấy là cha con là vì cuộc sống gia đình cho nên con nghĩ là cha con còn vô minh không có biết Phật pháp, cho nên con thê giống như là mình sám hối. Sư phụ hiểu rồi. Dạ. Nghe nè. Dạ. Thầy có một người đệ tử ngày xưa nghèo khổ quá, bố của cô á mới làm những con heo á, đi làm thịt heo để bán nuôi vợ nuôi con á. Khi mà ổng bệnh quá rồi, mà bên này là bên Công giáo, ổng bệnh quá rồi mà không hết được, thì cái người cô gái là đệ tử của thầy đó mới xin gia đình đó là cho nó cúng phóng sanh heo con á. Cúng sanh heo con thì ổng sẽ nhẹ. Mình nghĩ là cái chuyện đó nó mơ hồ đúng không? Tại sao người cha giết heo để bán nuôi vợ nuôi con, bây giờ con cái cúng heo phóng sanh làm sao hết được? Mà cái chuyện của ổng, ông nằm ổng bệnh rất là nặng, thì ông nó đem về quê đó đâu không biết, nó cúng những con heo, không có thả heo đi á. Nó tụng gì vậy bé? Tước dao á. Tụng Di Đà Đại Bi xong xuôi rồi, nó thả heo xong xuôi rồi về bố, 10 ngày sau bố chết phải không? 10 ngày sau bố nó chết rất là yên lành, không có la hét như con heo nữa. Nhưng mà nó tụng nữa, 10 ngày sau ổng siêu luôn. Tức là người con á, cộng nghiệp với cha, cho nên người con được phép và có khả năng giúp đỡ cho cha mình giải được nghiệp chướng mà ổng đã từng tạo trách trong quá khứ. Nên tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô, là khi mà ông cận tử nghiệp á, ông nhẹ nhàng hơn, không có la hét. Thì cái nó làm xong á, là 10 ngày sau là ông già chết xong, 10 ngày sau nữa là ông già siêu luôn, về báo cho nó biết là đi luôn đó. Người ta làm được, mình làm được, với điều kiện là phải có tấm lòng trong việc làm của mình. Thì còn nếu mà con thương cha con tụng thất Phật diệt tội chân ngôn nhiều, rồi tụng bạc trừ nghiệp chứng chân ngôn nữa, thì ba cha con sẽ giảm nghiệp. Nhưng mà còn phần còn lại là ông phải chịu trách nhiệm những tầng tạo tác, chứ không phải là xóa hết được, nhau không? Bởi vì mình không phải là người cầm cán cân của nhân quả, nhớ chưa? Nam Mô A Di Đà Phật, chú con may mắn. Dạ, con cảm ơn thầy. Chuyển cái microphone cho người khác. Chuyển qua đấy con, chuyển qua. Cảm ơn con đã hỏi những điều này cho bá tánh nghe nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Niên Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi thầy, như con cũng mới tu tập năm mới đây, nhưng mà con hỏi thầy hàng đêm con tụng niệm như sám khói như thế nào, cho hướng dẫn cho con biết. Dạ thưa, cái cuốn của thầy Thiện Chí tặng cho huynh đó. Dạ chưa có. Chưa có, rồi dạ. Chút nữa có hen.
Rồi với tụng cha mẹ con siêu thoát tụng 49 ngày như thế nào thầy chỉ. Rồi rồi, chút nữa sẽ chỉ cho huynh, hướng dẫn cho huynh, có cái cuốn đó sẵn này huynh sẽ làm theo. Trong đó ghi sẵn hết luôn, không cần phải là hỏi, đọc hết trong đó cái nghi thức sao sao huynh làm y vậy luôn. Dạ, dạ. Thì huynh đệ làm được mình làm được hen. Dạ. Nó có sẵn hết trơn rồi, đúng không nhỉ? Cơm nấu sẵn cho có ngồi xuống ăn thôi. Thế gì là Phật. Ông như cháu nấu đó mà mình tụng đêm nào cũng nấu hết trơn là nấu. Dạ, nó có ba chén cháo nhỏ nhỏ thôi huynh, chút xíu thôi, đừng có nhiều quá rồi mình húp cái rột là hết rồi. Dạ. Hen. Ban cháu tụng xong húp rất là nhiều năng lượng với lại nước uống luôn, rồi muối gạo rải ra đường cầu cho của Huyền Thất Tổ được siêu. Dạ. Rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả đó. Dạ. Hả, có tụng là có kết quả nha. A Di Đà Phật, chúc may mắn. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ lên con nữa hả? Không có, cái này con hỏi một câu à thầy. Ờ à, hỏi đi. À, cái cô mà tụng cái gì được đó đó ha. Giờ mua được nhà lầu chưa? Dạ. Được rồi thầy. Nhiều Phật nhỏ này nó hên ghê á. Thầy ơi, con tính hỏi thí dụ mình cũng củ quyền mình cúng cháo á thầy, nhưng mà con ăn cháo không có được, con ăn cái nó trợn ra sao thầy? Không ăn uống. Dạ. Cháo lỏng rồi uống luôn, không cần ăn. Dạ. Con hỏi thí dụ mà con tụng 49 ngày vậy, con ăn lạc tháng 10 ngày á. Rồi sao không tụng luôn là ăn chay luôn đi mà còn ăn lạc nữa? Chồng con không có chịu, nói là chồng không chịu kệ nó, việc làm mình cứ làm của mình thôi. Nó buồn bỏ luôn sao thầy? Thầy nói không có tổn thương mà. Bỏ tài. Dạ, thôi muốn làm gì làm đi, mệt. Vậy là vừa tụng tháng 10 ngày thôi, còn nhiêu ăn mặn á thầy? Mình ăn chay mình tụng kinh đi, còn cho nó ăn mặn. Thì con nấu đồ mặn á mà nó nói ăn bệnh buồn lắm chịu. Tại nó đi. Ra quậy ăn rồi mốt bỏ luôn á thầy ơi. Được không thầy? Bỏ tài. Làm sao làm đi, mệt rồi. Không cho hỏi nữa. Không làm, không hỏi. Con hỏi này nè thầy, tại vì á con bán á, con bán đồ tập quá mà hồi nay năm mấy con theo thầy con cúng toàn là chay không, mà sao con bán ới quá à. Bó tài. Tao đâu có bán đâu, tao biết mày. Thầy ơi, giờ á thí dụ mình cúng mặn giờ chay được không thầy? Không. Dạ. Không cúng luôn đi, làm gì làm. Bây giờ mà cúng mặn vô là mạt luôn đó, ráng chịu á. Vậy thôi khỏi luôn hả thầy? Ừ. Tụng kinh thôi, cúng gì cúng hoài vậy? Con cúng bánh trái mà sao để con bán ới quá à. Thôi thôi thôi, đưa trời khác đi, chút nói chuyện sao, A Di Đà Phật. Bé lôi ra ngoài nói chuyện đi bé. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay có duyên được gặp thầy, cho con xin hỏi nè. Ví dụ như nhà mình tụng kinh đó thầy, mình tụng không được không ha? Mình phải thỉnh cái chuông với cái mỏ thầy. Dạ tùy phương tiện đi cô ơi, nếu mà không có cũng được không sao, nhưng mà nó chậm hơn chút xíu thôi. Nhưng mà có chuông cái mỏ tốt hơn hả thầy? Dạ phương tiện là cô, phương tiện độ mà, độ âm, độ linh, độ dương, độ sinh, độ linh. Dạ, giờ cho con hỏi câu nữa thầy. Là tối con ngủ nằm mơ á, con ưa thấy con đi lạc á thầy. Mà đi lạc lâu lắm không có tìm được đường về. Mà hả khi tìm rồi, được rồi, đường ra. Rồi, khỏi nói nữa biết rồi. Dạ. Rồi xuống thùng kinh đi, sao không đi lạc nữa, vậy đập Phật. Cô mà còn mê tín nhiều quá là cô đi lạc đó. Cô mê tín nhiều quá cô sẽ đi lạc. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hiểu là mê tín rồi hen. Tự biết đi. Nam mô A Di Đà Phật. Mở nút dạ. Lên. Mở nút lên. Mở cái nút lên con. Mở cái nút lên. Đẩy lên. Nói to lên. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nói to lên. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay có duyên gặp thầy. Để cho cô bình tĩnh này, hỏi sao, từ từ hỏi. Ừ, cô chưa hỏi thầy được. Cô bị nghẹn lời. Dạ, dạ, từ từ, từ từ, từ từ. Thế sau thứ dài đi cô. Góc bên này nè, cánh bên này hỏi cho nhiều vô nè. Mấy đứa theo sư phụ kìa, hỏi cho nhiều vô. À, Nam mô A Di Đà Phật. À, ngưỡng bái bạch thầy, hôm nay cũng được sự duyên lành. Cũng nhờ
Thưa chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chúng con ở Quảng Nam. Từ lâu là con cũng đã ngưỡng mộ thầy, cũng muốn gặp thầy một lần để mà đảnh lễ thầy. Thì hôm nay có duyên lành thì thầy cho con được đảnh lễ tam bái thầy trước rồi. A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của huynh. Xá được rồi, huynh cảm ơn huynh nha. A Di Đà Phật, cảm ơn huynh đến thăm. Dạ, thì thầy cũng cho con xin phép hỏi một số câu hỏi. Thì trước khi hỏi thì con cũng xin tất cả các quý vị đạo hữu ở đạo tràng của thầy Thiền Chí thông cảm. Có ai lên đây. Yeah. Rồi. Dạ con xin phép thầy. Thì hôm nay là con cũng có được sự duyên lành đến tỉnh thất Thiền Chí. Thì cũng nhờ hồng ân của chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát và cũng gia hộ cho con. Con ở xa, ở tận Quảng Nam mà con đi vào đây là ba người, con và vợ của con và em trai của con. Con từ lâu là con cũng đã ngưỡng mộ thầy, khắc ái để gặp thầy một lần để đảnh lễ. Thì hôm nay con đã thực hiện được nguyện vọng của con. Sau đó thì con cũng có một số câu hỏi để hỏi thầy để mà giải đáp những cái gì con chưa biết. Thì con cũng mong thầy từ bi hoan hỷ cho con. Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật biết sẽ trả lời. Dạ. Và sau thì con cũng xin cáo lỗi cùng tất cả các quý vị đạo hữu ở toàn cái tỉnh thất của Thiền Chí. Những quý vị nào có những câu hỏi mà chưa hỏi được thì có gì đó con hỏi trước, thì kính mong quý vị thông cảm và tha lỗi, chứ đừng có nghĩ vì số lượng câu hỏi của con là ảnh hưởng đến quý vị. Dạ không, cái con hỏi nhiều khi hỏi câu hỏi người ta cần hỏi nên sao, phải không? Hỏi đi con. Dạ. Dạ. Đúng rồi, nếu không chuẩn bị gặp thầy sẽ quên hết. Phải chuẩn bị, gặp thầy là quên sạch, không nhớ gì. Dạ là con kính bạch thầy là bản thân con là con tụng kinh cũng được lao về kinh của thầy. Nhưng mà sau là con bị tức cái ngực, mà nó tức từ phía trước qua phía sau. Nhưng mà lúc con tụng kinh rồi ngưng. Dạ. Con tụng kinh, hơi thở con cạn là một. Hai nữa là cái lưng sau bốn con không mở, lưng sau bốn con nó đóng, bởi vì lòng từ bi con nó chưa rộng, con còn hẹp trong gia đình con quá, con hiểu không? Con mắt con đỏ nữa, tánh sân nó còn, cho nên lưng sau bốn là nằm ở cái giữa ngực, con tức từ trước ra sau. Và lưng sau bốn của mình là cái từ tâm, lưng sau bốn là lưng sau từ tâm, nó đóng, nó không mở được, nó không thông được, cho nên nó tức, nó khó chịu. Rồi hít mạnh vô nè, hít mạnh lên nè, làm vậy đi. Mạnh, không, hà một cái thiệt mạnh. Ừ, nói vậy đó. Rồi, tiếp tục. Đúng rồi. Làm tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi, ở lại coi. Hết tức chưa? Dạ, con xin cảm niệm công đức của thầy. Nhưng mà ý là con hỏi thầy là con lúc... Bây giờ nhẹ chưa? Dạ, nhẹ rồi thầy. Xin cảm niệm công đức của thầy. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì là con hỏi ở đây là con tụng nó hết. Nhưng mà lúc mà con không tụng cũng đi đâu hả? Con là con hay thỉnh thoảng để bị... Một chút nữa thầy chỉ cho làm hết nha. Dạ, con xin phép hỏi câu hỏi thứ hai. Lúc mà con tụng kinh, mà lúc con tụng kinh của thầy, tụng kinh A Di Đà đó, con đổi giọng, là con biết con đổi, có thể con đổi ba giọng, nhưng mà lúc con cảm nhận một cái nguồn năng lượng nào đó vào cơ thể con, nhưng mà cái đó thì con không biết là năng lượng đó là tốt hay là xấu, là năng lượng chánh hay là năng lượng tà, thì con cũng chưa cảm nhận được vấn đề đó. Thì mong thầy là từ bi giải cái nghi lên cho con. Dạ huynh đệ, khi huynh đệ tụng kinh mà buổi sáng thì tụng kinh Lăng Nghiêm, giọng thầy giống con gái, giọng của thầy rất là trong. Buổi sáng dậy sớm 3-4 giờ vậy, thầy tụng giọng thầy rất là trong, giọng con gái. Nhưng mà phải biết rằng là khi mình ngồi xuống công phu á, mình là Phật, cho nên không ai được phép
vô cái nhà này ngoài mình ra. Trong nhà này có một ông Phật, mỗi chúng ta đều có một ông ở trong nhà này. Thì ngồi xuống công phu, không ai được phép vô căn nhà này ngoài mình ra. Cho nên mình tụng kinh với cái lòng chân chính, cái tâm an lành hạnh phúc, mình tụng hết lòng đi thì không ai được phép mượn căn nhà này ngoài mình. Cho nên chính mình chứ không phải người khác. Nếu mà con một cái lực nào vô con rồi, con đã thay tâm đổi tánh rồi. Tức là không phải thay con cái lúc mà con tụng kinh. Nếu mà đã ha vô tụng kinh rồi là nó ở với mình hoài, nó không đi được. Hoặc nó sẽ mượn mình làm phước cho nó. Mà mình biết mình là chủ nhà cho nên không ai được phép mượn căn nhà của mình ngoài mình ra. Cái tư tưởng mình rõ ràng là mình chứ không phải là ai khác. Phải có tư tưởng như vậy, nhớ chưa? Hiểu không? Đúng rồi, nhưng mình không cho khác bởi vì mình làm chủ. Phải biết mình làm chủ là không ai được phép mượn. Hiểu không? Dạ đúng vậy. Cho nên tụng cho củ quyền cho nhiều vô. Chứ chúng ta tu ngộ lắm. Khi mà có một các vị họ tu trước rồi, họ có một cái năng lực rồi, mà họ gãy nửa chừng, họ không tu kịp. Thì khi mà mình có cái lòng mà mình phát tâm tu, người ta thấy mình cái thức mình muốn tu như vậy, người ta lại gần mình, nương vào mình để tiếp tục tiến hóa, để làm phước. Nếu mà họ lớn được mình á, mà họ làm, họ bắt mình làm theo, mà mình làm theo là họ lớn được mình rồi. Thì họ nghĩ rằng họ sẽ tạo phước được. Thực sự là hoàn toàn sai lầm. Nhà của người nào người đó xài, căn nhà này của anh này, căn nhà này của thầy, căn nhà này của huynh. Nhà người nào người đó dùng, đây là phương tiện để cho ông thầy, ông Phật của mình tu. Là chỉ có một người duy nhất được tu thôi, là dùng phương tiện này. Còn người khác mượn là vớ vẩn. Nhân huynh quyết định, huynh làm chủ. Một tư tưởng làm chủ, không được phép vô. Nhớ chưa? Dạ dạ, con xin cảm ơn công đức của thầy. Và vợ chồng con thì cũng tu theo cái pháp môn của thầy. Cùng mấy thằng em của con thì con cũng mới giới thiệu sao nó cũng đang tu tụng xong 49 ngày xong rồi. Và tụi con thì cũng tụng tu thì hàng đêm thì tụi con cũng tụng kinh A Di Đà. Nhưng có một ngạc nổi là vợ chồng tụi con tu nhưng mà hai đứa con nó thỉnh thoảng nó hay bị đi đâu rồi. Ví dụ mình đi chở đi đâu thì nó hay bị đau bị đồ. Thì cũng biết chắc lẽ là tụi con tu như vậy thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề. Không, khi mình ngồi xuống tụng kinh, vợ chồng tụng kinh á, đại bi, tụng đại bi, tụng vãng sanh cho nhiều vô ha. Dạ. Vãng sanh nhiều vô, lấy cái nước trên bàn thờ cho mấy em uống. Dạ. Khi mà em bị á, khi mà em bị đi đâu là nó vong linh không phải làm nó mà lại gần nó, bởi vì theo tụi con đi về phải theo nó. Dạ dạ. Khi chúng ta phát tâm tu á, cái năng lượng của người mình phát rất là lớn. Khi mình tu mình chiêu cảm được các vị vong linh, hương linh, âm linh chung quanh đó, họ đi theo mình. Đây là cái phước để mình tiếp tục tạo âm đức, cho nên về nhà bình an tụng kinh để tạo giúp cho họ siêu thì âm đức càng lớn. Những đứa nhỏ mình lại gần nhỏ, mình tụng kinh xong lấy nước cho nó uống xong á, mình rảy nước cho mặt em thì em sẽ tỉnh. Dạ. Hiểu nói không? Là mình sải tịnh. Bởi vì khi mà vong linh mà mình rảy nước họ, họ sẽ siêu liền, họ không tụ đề được. Thì đó đừng có ngại. Khi mà thấy bị như vậy mình biết là mình có tiếp tục làm được những điều là điều phước. Nhớ không? Dạ, con xin cảm ơn công đức của Di Đà Phật rồi. Dạ, thì trên bước đường tu thì con và cùng tất cả gia đình của con thì cũng phát tâm tu. Nhưng mà làm sao để mà mình tu theo cái pháp môn của thầy để bản thân mình giữ chính được bản thân mình, rồi trước tiên rồi mình mới giữ được con cái hay những gì trong gia đình. Thì thầy cũng hoan hỷ chỉ cho con một dạ, cái. Dạ Di Đà Phật, khi ngồi xuống tụng kinh, há tụng kinh là tạo phước cho gia tộc, cho bản thân, cho con cái trong nhà. Cha mẹ tụng kinh thì con cái hưởng, con cái tụng kinh cha mẹ hưởng, mà chúng ta cộng nghiệp với nhau. Khi ngồi xuống tụng, cả nhà tụng hoặc là vợ chồng con tụng gì nữa, là mình ngồi xuống đó mình làm hết lòng đi rồi giúp cho quyền cái tổ mình siêu đi. Nhất nhân chứng đắc của quyền thăng. Khi chúng ta ngồi xuống tu tụng mà giỏi thì mình đã hiểu được luật, mình tu tốt thì của quyền mình có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Mình giải trừ nghiệp chướng quan gia của mình luôn hiện tiền. Trong lúc ngồi xuống tụng mình đang giải trừ bệnh tật và quan gia trái chủ của mình, đồng thời giúp đỡ của quyền siêu. Đó là việc làm của mình. Mình phải để hết tấm lòng một tâm trí trời vào, việc làm mới được như ý. Hả tụng kinh là phải hết lòng, hả tụng kinh là phải hết cái tâm, biết rằng mình đang làm cho của quyền thất tổ theo luật bất di bất dịch của vũ trụ. Khi mình giúp đỡ các ngài siêu, các ngài sẽ giúp cho con cháu hưng thịnh. Đó là luật. Bây giờ âm siêu thì dương thới, rõ không? Con cứ hết lòng gì cũng nói đi, hết lòng đi, các ngài sắp xếp xếp. Mà không cần phải ngồi đó suy tư. Thầy tụng bao nhiêu năm rồi, thầy đâu có bao giờ suy tư gì, thì ngồi xuống là tụng hết lòng. Thầy tụng là hết lòng. Thưa thầy là, nếu như trên bước đường này mà nếu cũng đi tu thì tất cả các quý vị đạo hữu cùng huynh đệ ở đây thì cũng đã hiểu rồi. Vì mình đi ngược dòng mà, ngược dòng thì tất nhiên dạ, đúng vậy. Gặp những cái vấn đề rất là khó khăn. Nhưng mà cái dòng nó dễ thì cũng đỡ, nhưng lúc mà nó trúng cái dòng sái thì làm sao để mình vượt qua. Dạ, thưa, chính vì đó mình phải có định lực cho sự chịu đựng, phải kiên nhẫn, đồng thời cố gắng làm sao đừng có nổi sân hoặc là nổi điên lên
để mình đối trị. Khi mà pháp thế gian tới mà mình dùng thế gian pháp để đối trị, tức mình đang dùng phàm trí để đối trị cái phàm trí. Thay vì một cái pháp thế gian phàm trí tới với mình phải dùng thánh trí trị, để tự nhiên đừng chống đối. Hả? Để tự nhiên là nó qua, hành chống đối nó vướng lại sẽ có chuyện. Thế là mình không phải thọ cái thế gian pháp. Vì thọ thế gian pháp cho nên mình bị nó cuốn mình, gọi là chướng duyên. Mình phải đối trị bằng cách là, thí dụ nó nói một câu không vừa ý, nó làm cho mình khó chịu, mình không dùng phàm trí nói lại, dùng thánh trí trị là phải làm tin kệ nó. Quỳnh hiểu không? Dạ dạ. Ấy còn là nếu con cái đoạn đường con đi như vậy, con có phát tâm của con muốn, nếu con không có định lực cho nên con bị chao đảo, cho nên cố gắng làm sao dùng cái tâm để làm dây cương cưỡi con ngựa ý của mình á, dùng cái tâm bất biến vừa dòng đời vạn biến để đối trị cái việc xảy ra trên vỉa đường đó. Con phải dùng cái Phật trí mình đối trị với nó, chứ đừng dùng cái phàm trí đối trị. Con hiểu ý không? Con phải chịu đựng và dùng cái trí tuệ, cái thánh trí của mình á, để mình tìm ra cái nguyên nhân để mình tiếp tục mình đối xử, tiếp xử và hành xử với nó, để không tạo tác nghiệp của hai bên. Con hiểu ý thầy chưa? Hả? Nếu không hiểu thì chút nói chuyện. Con thấy quý vị cũng hơi nóng lòng. Con cũng muốn xin hỏi một hỏi câu nữa đi rồi. Dạ, một câu nữa là con hỏi nhiều thì giờ lắm. Dạ. Dạ dạ. Là một câu hỏi để cho vợ con hỏi để cho thầy nhờ thầy. Dạ. Dạ dạ. Con hỏi trở đi một câu nữa đi đã rồi là chuyện khác. Dạ để cho con nhường cho vợ con hỏi. Bây giờ coi bạn con phải không? Dạ vợ. Dạ. Ok rồi. Hãy. Ok hỏi đi con. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy. Thì trước đó, kê sát vô con. Kê sát con vô. Con cũng cầu mong được gặp thầy. Thì con như chồng thì con cho xin thầy cho con đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật con dạ. Run quá thầy. Nói lớn cho mọi người nghe con vậy. Dạ. Chào thầy, thưa thầy cho con hỏi đó là bản thân của con á là con là con không dùng đồ cúng được thầy. Dùng đồ cúng vào là con sẽ bị đau trong người á thầy. Dạ. Dạ. Mong thầy giải thích giùm con. Thôi đừng ăn. Dạ. Dễ vậy. Dạ không ăn là đúng rồi, con đâu có ăn đâu thầy. Dạ ăn đồ khác. Nhưng mà có nguyên nhân á thầy. Làm sao biết được? Mình không ăn được, không ăn được đừng ăn thôi, dễ mà. Dạ. Mà thầy thì cúng xong thầy bốc khoai mì thầy ăn liền, thầy chỗ thầy đâu có bị đâu. Mà sao con? Dạ, còn bản thân của con á là thầy nhìn thầy con biết á là con có một cái tâm linh đó thầy. Là hay về người con á. Linh đồng á hả? Dạ. Ở ngoài trung mình nó cái bệnh gọi là cái bệnh nó nhiều lắm đó. Ừ. Dạ con cái này là từ lúc đó là con về bắt đầu con phát nghiện tu luôn á các vị cũng. Bây giờ mình độ luôn cái người đó luôn, mình không cho họ vô nhà mình, nãy nói mình nhà mình làm chủ. Mình không cho người ta vô là không vô à. Chỉ con chỉ cần mở cánh cửa nó nhào vô liền. Trong người mình nó có gọi là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó gọi là ngũ ma nội ấm. Khi mình chỉ cần mở một cửa thôi nó sẽ lọt vô. Cho nên mình không cho họ vô, họ không phải là cái gì đó. Họ phải nương vào mình để mình độ cho họ siêu, chứ họ không được phép làm gì dai hoặc độ ai cả. Bản thân họ không có căn nhà này lấy gì độ. Cái nhà này là nhà chung. Mỗi một chúng ta là một căn nhà của Phật. Trong nhà chúng ta có một ông Phật, không có người nào được phép mượn hết á. Còn nếu mình cho nó mượn chẳng qua gì mình mở, trong người mình nó có ngũ ma nội ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Nếu mình chỉ mở cửa này ra thôi họ sẽ nhào vô. Khi mà mình kém năng lượng quá thì họ sẽ mượn mình. Cho nên mình dứt khoát mình không cho mượn, bởi vì cái nhà mình đã có ông Phật ở rồi. Quỳnh đệ nào mà muốn cho nhập cái tự nhiên, nhưng thực sự nếu quỳnh đệ cho vậy, quỳnh đệ đã tạo lỗi lầm. Người âm không có cơ hội gì ngoài cái bản thân xin phép người ta cho được siêu. Họ không có gì nhập cho người khác mượn nhà rồi độ này độ nọ, không bao giờ có. Cho nên chúng ta giúp đỡ họ siêu là phước, là gọi là âm đức. Còn bản thân họ không có nơi nương tựa, nhà không có, thân không có, làm gì cho ai? Bản thân mình còn không xong, còn bay tới bay lui, không có chỗ nương tựa, lạc lõng bơ vơ lạnh lẽo, sợ hãi đủ điều đủ chuyện, thì mượn căn nhà của người ta làm cái gì? Coi con mắt á, nếu con lấy cây nhang thì đốt á, làm lấy cây nhang đốt à. Kệ, cứ để làm đi, cứ để làm, để em làm đi con. Kệ đó, kệ để em làm đi, đó hết rồi đó. Dạ, bố Phật, con chào thầy. Dạ. Yeah. Thì tụi con cũng mượn cái căn xác mạng này để tu tập.
Dạ kính bạch thầy. Dạ. Dạ mà con có một câu hỏi á, là ba mẹ con đã mất hết rồi nhưng mà nhà con dòng họ con chỉ có anh con là biết tu hành nè. Nhưng mà chị gái con với các anh trai con á, là cúng đám giỗ là làm mặn không à. Cái con nói biết là cúng chay nhưng mà cúng mâm đất đai cô bác là cúng mặn nữa. Rồi con nữa con có tụng kinh niệm Phật đâu á. Rồi ba mẹ con có siêu không thầy? Con sợ không siêu cái mà con nhìn tấm ảnh của mẹ con á, là nó hiện về con heo, con gà, con vịt nó hiện về hoài luôn á. Con bị bệnh rồi đó. Con bị bệnh rồi đó. Với lại con bị mất ngủ á, 4-5 năm nay con ngủ không được. Ừ, con bị bệnh rồi. Ở Di Đà Phật. Dạ, chút nữa có người nói chuyện với con nha. Ở Di Đà Phật. Khi mình đệ mà đứng nhìn ảnh ông bà mình mà thấy này thấy kia là mình bị bệnh đó. Bị trầm cảm, bị tự kỷ rồi nghĩ thấy bà thấy bà mình không thấy vậy được nha. Chút nữa có người nói chuyện với con ha. Ở Di Đà Phật. Rồi ai hỏi vậy con? Dạ. Di Đà Phật chào con. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thưa thầy, thầy cho con thêm là con chưa có hiểu lúc nãy thầy. Thầy có nói về vấn đề là mình phải, tất cả đều do nhân quả, mình phải nhẫn. Thì con cũng đã có xảy ra chuyện, con cũng không, con cảm thấy hổ thẹn là mình, con không đôi co, nhưng con cũng có buộc miệng đối đáp là thì việc của tôi thì tôi phải làm. Thì chính sau đó thì con phiền não và sân si sau lưng thôi. Con đã oán trách, giận hờn. Thì chính điều này con nghe thầy nói con thấy hổ thẹn lắm. Bây giờ con xin thầy giúp cho con để làm sao để vượt qua được cái này. Ở Di Đà Phật, cảm ơn con đã hỏi. Dạ. Dạ. Đứng lên đi con. Đại huynh đệ, chúng ta không đồng ý trước mặt, không phải riêng mình. Mình ra sau lưng mình đóng cửa cái rầm lại, thầy đã thấy nhiều cảnh đóng cửa lại rồi khóc lóc, dậm chân, dậm tay, đập đồ, phá đạc trong nhà của mình. Rồi trước mặt người ta thì mình không làm, nhưng sau lưng mình chịu không nổi mình làm. Thì mình cũng có lỗi lầm trong đó. Nếu không tại sao không giải quyết, nếu thí dụ mình trước mặt mình không nói, sau lưng không thèm làm luôn. Kệ nó. Dạ mà là con lỡ sau lưng. Bây giờ không làm nữa, bỏ. Bỏ. Không lặp lại, ngồi sám hối tụng kinh niệm Phật đi chỗ khác. Thí dụ mà chứng viên tới trước mặt mình, tại sao đứng đó để tạo nghiệp hoài vậy, sao không quay lưng bỏ đi đi. Vô phòng đóng cửa lại cho nó xong chuyện, tại sao phải đứng đó đối diện cái sự không vừa ý? Tại sao phải đứng đó cái tiếp chuyện hoài cho nó có chuyện? Rút dù đi để khỏi tạo tác hai bên, rõ chưa? Dạ, dạ thưa thầy, cho con hỏi thêm, trong gia đình thì con muốn tu nhưng thân bằng huyết thuộc anh em thì không ủng hộ, không ngăn cản, nhưng để mà đồng tình thì không có. Thì cái người anh ở gần con anh không có thích, cho nên con không có giận, sao con không buồn không giận, con cũng cố gắng tránh, nhưng đụng chuyện thì mới xảy ra chuyện. Đọc vãng sanh cho nhiều vào đi, giải trừ oan gia trái chủ trong nhà, giúp đỡ quyền thất tổ. Bây giờ họ không làm mình làm, kệ. Trong nhà chúng ta gia đình thầy 17 anh em, có mình thầy tụng kinh à, 16 đứa kia đâu có làm, nó ăn nó quậy không thôi, mà thầy cũng làm tin. Mà thí dụ thầy nói một lần không nghe, thầy đục vô con mắt rồi xong. Nhưng hồi đó hồi nhỏ thôi, sau này thầy không có làm nữa. Thầy tạo nghiệp rất nhiều, anh chị em thầy là dân quậy. Thầy nói trước nói sau thầy đục rồi. Nhưng mà sau này thầy tu, thầy bỏ cái tánh đó, thầy không đục nữa. Thầy làm thinh luôn, thầy cứ lo tụng riết. Bây giờ thầy giải trừ hết luôn. Khi mà mình còn trẻ, hả, người ta nói không vừa ý mà thầy nghĩ là thầy đúng không à. Thì thầy tụng kinh là thầy đúng, còn không tụng kinh là trật. Cho nên hả, nói tới lui thầy quật vô mặt liền tức thì. Nhưng sao thầy mới hiểu là mình vớ vẩn, mình tầm bậy. Càng tụng là phải càng yên lặng, càng rút lui. Hả, nó cự mình biến liền, không bao giờ để cho tao có cơ hội tạo nghiệp. Khi huynh đệ tới chỗ này mà hả có mặt mình mà nó tạo nghiệp là mình lặng liền tức thì, không cần phải xuất hiện để không tạo tác nghiệp. Thầy có nói một câu, nếu tôi đến nhà huynh đệ mà trong gia đình có một người không ưa thầy là thầy không bao giờ có mặt. Bởi vì khi thầy tới, người đó sẽ có phương tiện tạo nghiệp ác, cho nên thầy không đến để nó không có phương tiện tạo ác. Huynh đệ hiểu ý chỗ này không? Hiểu với thầy không? Yeah. Khi thầy đến với huynh đệ mà trong nhà có mùi không ưa thầy là dứt khoát thầy không bao giờ đến, để người ta không có điều kiện và phương tiện tạo nghiệp. Còn nếu thầy cái mặt dày lên á thì người ta có cơ hội chửi, nên thầy không tới. Thầy nên đừng có phiền mời thầy, rất là khó. Bây giờ thầy không muốn gia đình có người chửi thầy thiệt đó. Năm người tin một người không tin, nó bậy là mang tội rồi, mà nói lộn cái người là còn khổ nữa. Khi mình chọi cục đá
mà vô vách tường nó không lũng đá, nó đưa vô trong mặt mình là mình vỡ mặt. Cho nên mình không được phép cho người ta phương tiện nói bậy, không được phép cho người ta phương tiện nghĩ bậy và làm bậy. Bởi vì mình chính là nguyên nhân cho người ta làm bậy, rõ không? Đó là mình trở thành người bậy. Biết rằng là tới đó là xui, là nó không tới. Biết rằng tới đó sẽ bị người ta nói bậy là không tới. Để người ta không có phương tiện nói bậy, nhớ chưa? Dạ. Nhớ không? Tại đó khi mình đụng chuyện là rút lui liền, không có được nói. Dạ, A Di Phật, con đội ơn thầy đã khai thị. Thầy cho con còn một cái nơi là con có duyên với kinh Địa Tạng nhiều hơn. A Di Đà Phật, cho nên người ta mới ghét cô đó. Dạ. Cô tụng Địa Tạng, cô có đưa người ta đi hay cô tụ tập về nhà một đống? Chính vì chỗ này cô tạo tác biết bao nhiêu oan trái. Cô tụng Địa Tạng là tất cả các loại cô hùng tử về nhà mình ở hết. Mà những người không tu họ sẽ điên với cô trong âm thầm. Cô không biết tại sao người ta ghét cô, người ta chửi cô, người ta mắng cô. Rồi cô đem quá nhiều thứ về nhà mà cô không giải quyết, mà cô không nuôi. Dạ. Cô không giúp người ta siêu. Cô dạ. đem về chồng chất ngồi thì càng lúc gia đình cô càng tan nát. Cô sẽ không bao giờ được người ta ưa cô. Dạ. Dạ, bây dạ, giờ đừng có tụng nữa. Cô làm thầy Pháp hả? Dạ thưa thầy. Không có là tụng Địa Tạng chi? Thưa thầy, khi con mang bầu thầy biết rồi. Dạ. Tụng Địa Tạng theo cuốn sách nói đúng không? Dạ. Ừ. Dạ. Không tụng nữa. Dạ. Tụng A Di Đà cho nhiều vô, giải được tất cả vun trong nhà của huyền của mình trước đi. Dạ. Còn như nào thành thầy Pháp thì tụng Địa Tạng, nhớ không? Thưa thầy, tại con khởi tâm ý thì cái sư phụ của con quy y, thầy nói thì đừng có khởi tâm ý hứa thì sẽ nợ với Tam Bảo, thì thôi cứ phải trả nợ lần lần. Không cần. Dạ. Nói xuống bây giờ con không đủ lực làm lại ba lại xong xuôi rồi cứ tụng A Di Đà cho thầy đi. Dạ. Chừng nào ông Phật bắt lỗi cô kêu ông lại gặp thầy. Vâng, dạ, A Di Đà Phật, con còn con nhỏ, con phu lúc nắng, lúc mưa, con cũng cảm thấy tội lỗi, xin thầy giúp con. Con còn con nhỏ, không có ai. Có sao đâu cô. Không sao, thưa thầy, có nghĩa là lúc thì con phu được, lúc thì con không con phu được. Chuyện đó là của mình tu học thôi, ông Phật không xía vào, ông Phật không bắt lỗi của ai. Dạ. Quý đệ phải nhớ rằng chư thiên, chư Phật, chúng ta không bao giờ bắt lỗi chúng ta. Không bao giờ. Các ngài thương chúng ta, rất là thương chúng ta. Các ngài chỉ chờ cơ hội giúp đỡ mình tiến hóa, chứ không bao giờ bắt lỗi con cái của mình. Còn ông Phật nào bắt lỗi con cái của mình, ông này là Phật dởm, Phật vớ vẩn. Chư thiên chư Phật không bao giờ bắt lỗi ba tánh chúng sanh. Cái loại bắt lỗi ba tánh không phải là chư thiên chư Phật, nhớ chưa? Dạ. Yeah. Phải nhớ như vậy. Chỉ có huynh đệ chúng ta bắt lỗi lẫn nhau thôi, tìm mọi cách bắt bẻ, chỉa trọt đủ điều nói chuyện là người thế gian với người thế gian. Còn các vị đã chứng đắc không bao giờ thấy lỗi lầm của mình. Nhìn coi ông có nói gì không? Nhìn cho kỹ đi. Yeah. Người ta ngồi im nó còn chưa chắc yên với huynh đệ nó đó, đừng nói. Nếu mốt mà cái cục giàu hơn cục vàng y nó bỏ đây, nó cục gỗ ra đường nó đừng có tưởng. Phải không? Đưa cái tượng Phật màu vàng khối bự về coi, đưa cục gỗ biến liền trong để cục vàng lên nó mới linh hơn á. Cục đá còn chưa chắc yên thân với mình nữa nè. Phải không? Hôm nay nó vui nó để nó cúng cái thời, mốt đưa cục giàu hơn nó gục cái cục ra đường bỏ cục kia vô. Yeah. Mình còn chưa dĩ mấy cái tượng Phật cục đá còn chưa dĩ cô nữa. Hiểu không? Dạ. Thì làm sao các ngài la mình, nhìn lại dạ, coi không có la dạ. gì không? A Di Đà Phật. Dạ. Ông Phật nào la huynh đệ nói với thầy. Dạ. Nhan. Thầy không phải thì ngang đâu mà luật là thế đó. Dạ. Nói Phật bắt lỗi bá tánh không bao giờ có. Dạ tự nghĩ con vớ vẩn tầm bậy tầm bạ. A Di Đà Phật. Cảm dạ. ơn con. Dạ, con đội ơn thầy, con đội ơn thầy bác. Dạ. Thầy nói chuyện ngang không phải, thầy rất là khoa học. Chúng ta tu mục đích chính là mình chuyển hóa con người của mình, chuyển hóa nghiệp lực, chuyển hóa tâm tánh của mình thành một người tốt hơn. Chứ không phải là kêu mấy ông kia ở ban phước giáng họa. Thế như là Phật con. Yeah. Rồi xong rồi con. Chúng ta đừng có nghĩ khía cạnh đó. Chư Phật, chư Thiên Bồ Tát không bao giờ thấy lỗi lầm của mình. Chỉ có chúng ta nhìn lỗi lầm của nhau thôi. Mà người tu tốt là không bao giờ thấy lỗi lầm của huynh đệ. Mà thực sự là người tốt. Thế như là Phật con. Chào thầy, như là Phật ạ. À. Thầy cho con hỏi tại sao nhà con á là cứ có chuyện nhà con không biết sống được đất bình yên, nhà con cả nhà ăn chay luôn ạ. À. Nhưng mà cứ nói đến Phật Pháp là người ta cười. Người con thì cũng hiểu thì con cũng không nói gì, con cứ im vậy thôi ạ. À. Nhưng mà tại sao con hỏi là nhà con cứ có tiền là có chuyện xảy ra ạ? À? Có tiền là có chuyện à? Gia đình con rồi có làm phước không? Vậy là con hay cúng thí thực mỗi tháng hay cúng thí thực à? Có giúp đỡ người nghèo không? Dạ có ạ. Dạ được Phật. Mà hát có tiền là có gây lộn á hả? Dạ. Có nghĩa là con ví dụ như nhà con làm thì ví dụ như tháng này được 100 triệu nó lại xảy ra chuyện rất là lớn ạ. Cho nên bây giờ tụi con về ngồi xuống tụng cho của quyền đi. Con bất ổn rồi đó, trong gia tộc bất ổn rồi đó. Là gọi là có chuyện xảy ra thường xuyên á,
là do tài lộc của gia đình bất ổn, cho nên tụng của huyền thiệt nhiều vô sẽ hết. Trong một hai người nhà đình con nên ngồi xuống tụng, đã ăn chay rồi nên tụng kinh, thì con mới giúp được cái quan gia trái chủ đó tiêu trừ được, là chỉ có tụng cho của huyền thôi. Chúng ta phải giúp đỡ của huyền siêu thì mọi chuyện sẽ được yên lành, phải không? Con có cuốn đó rồi phải không? Có rồi phải không? Dạ, con hay đọc chú Đại Bi gì ạ? Thiếu A Di Đà đó con. Tụng A Di Đà thì cúng cháu thầy nói đi, thì con sẽ giải quyết vấn đề đó. Nếu con tụng vòng 100 ngày thôi, con sẽ giải quyết được đó đó. Ngồi xuống tụng đi nha. Con thì nghe bố nói thì kêu tụng 21 lần chú Đại Bi á, rồi tụng kinh A Di Đà nữa. Dạ, con mới giải được cái quan gia trái chủ đó. Con tụng hoài mà con chẳng thấy cái gì, thế bố con kêu tụng lại, thế giờ con tụng xong cái lưng con nó đau, một cái ngực con nó tức đó mà. Thực nó tụng lại rồi, từ bây giờ con tụng lại rồi nhưng cái lưng nó đau, ngực rất là tức à. Tại vì con không có buông được cái gì trong người con đó, con không buông, con bỏ cái chuyện đó đó. Con giữ cái chuyện mà con khó chịu, con giữ ấm ức trong bụng hoài con mới bị như vậy, giống như em kia, anh kia vậy đó. Chút nữa thầy sẽ đập cho mấy phát sẽ hết, ok. Chúng sẽ làm cho nha. Bây giờ là Phật thầy sẽ chỉ cho con làm hen. Để giải trừ cái quan trái trong nhà của con nha. Rồi chúng nữa thầy làm cho con, ok. Vì là Phật. Dạ con cảm ơn thầy. Vì là Phật rồi. Chúng thầy làm cho hết đau lưng hen. Vì là Phật. Rồi khỏe. Dạ hỏi. Vì mình còn giờ nhiều lắm, tới 11 giờ lận. Dạ. Mỗi người một câu thôi. Quý thầy lắng nghe đi, nhiều khi người ta hỏi một câu hỏi lặp lại. Nam mô. Cũng bị giống như mình hỏi lại, hiểu không? Nam mô Di Đà Phật ạ. Nam mô chúng ta thầy ạ. Con xin phép hỏi thêm câu nữa. Dạ gần, để gần sát vô. Cái alo. Rồi đó, ừ. Dạ cho con xin hỏi con đây mẹ của con ạ. À. Lúc này thấy tình trạng sức khỏe mẹ thấy khác lắm, thấy sắc mặt cũng hơi khác. Với lại hơi cười khóc giống như là không phải người lớn. Không phải lớn là con nít hả? Dạ. Thấy lạ lắm thầy. Thất thập như đồng nhi á, 70 tuổi giống như nít á. À. Con cũng cũng tụng kinh niệm Phật rồi cũng cầu xây chuyển nhưng mà như cái không dạ nghe rồi Huynh, nghe rồi, nghe rồi, xin ngồi xuống đi một chút nữa. 11 giờ chúng ta một cái thời kinh để cầu quan gia trái chủ của huyền thất tổ, rồi sẵn cái dịp mà 100 ngày của mẹ thầy Thiện Chí á, chúng ta ngồi xuống tụng thời kinh A Di Đà để cầu giải trừ quan gia trái chủ ngay tại lúc này, ngay tại đây luôn nha. Chúng ta thầy sẽ làm cái này rồi thầm sẽ sái tình cho huynh đệ hen, sẽ lắc chuông. Nếu huynh đệ nào có ma vong linh theo á, thầy lắc chuông lần một thôi là sao họ sẽ đi. Hen, chú thầy làm điều này với Đạo Phật, cảm ơn con. Dạ. Những nghiệp tốt đều do cách cư xử ăn nói của mình hết á, chứ không chạy đâu cả. Trên các ngày dạy mình ăn nói phải tế nhị, dùng những ngôn từ rất là nhẹ nhàng, tế nhị lịch sự để nói chuyện, thì mình sẽ tạo rất rất nhiều điều lành trong cuộc sống của mình. Quý vị muốn sống khổ hay sống tốt? Mình thích tốt lắm chứ mà tại sao tiếp tục nó bậy hoài, đúng không? Mình muốn tốt hơn người khác nhưng mà cái miệng vẫn tiếp tục nó bậy, cái đầu tiếp tục nghĩ bậy, cái thân đầu làm bậy mà đồ làm tốt. Nói chừng mà đặt vô cái đó, trời tôi sống tốt tôi bị. Sống tốt làm sao mà bị, phải không? Quý đệ nghĩ lại coi tại sao mình bị cái này bị cái kia. Bởi coi lại coi mình đã làm gì mình bị chứ. Chứ phải tự nhiên đâu, không có cái gì tự nhiên trong cuộc sống hết á. Phải có qua có lại. À mình có chọi với vách tường á thì cái banh nó mới dội vô mặt mình, đúng không? Nếu mình không cầm cái banh chọi vách tường thì làm gì có banh dội vô mặt. Để nó sống trong thế gian đừng cầm cái banh chọi đâu hết á. Người ta có chọi mình lụm mình giấu luôn, đừng chọi lại.
Ví dụ người ta cầm cái cục đá nó chọi cho mình chụp cái đá giấu luôn thì nó không có cái gì chọi lại ha, mình chọi lại nó sẽ chọi thêm nhiều cục đá nữa, rõ không? Nhưng để không bị chọi đá, lụm cục đá giấu luôn, như Đạo Phật hết chuyện. Rõ chưa? Bây giờ muốn tốt phải làm sao? Nghĩ tốt nói tốt, làm tốt thì quả báo tốt. Nghĩ thiện nói thiện, làm thiện quả báo thiện. Luật là thế rồi, còn gì phải đắn đo suy nghĩ. Thì giờ đi còn đắn đo suy nghĩ không? Chắc không? Giúp người giúp người, ngài giúp ta, cho đi ngài cho lại. Làm thử đi rồi sẽ thấy được thầy nói cái gì. Tu là phải hành, là phải làm những gì mình đã học. Phải tập đi tập lại, tập nói điều tốt cho đến 5 năm sau, tập nghĩ điều tốt 5 năm sau, tập làm điều tốt 5 năm sau, thì chắc chắn những điều gì mà mình làm, mình muốn làm ngược lại cũng không dám làm. Nghĩ xấu sợ tội, nói xấu sợ tội, làm xấu sợ tội. Thì mình đã học được cái cách gọi là đối nhân xử thế đó. Nói cái gì cũng vui vẻ, mở miệng ra là cười ha hả. Làm sao mà người ta vui trước mặt mình là đủ. Còn cái chuyện nó không muốn vui là chuyện của nó. Huynh đệ ghét thầy cũng chuyện của huynh đệ. Bản thân thầy là không ghét huynh đệ, không hề ghét một người nào hết. Ghét người là nguy hiểm lắm đó. Dân tập không ghét ai. Mà hỏi thầy, thiệt sự mà hỏi ghét thầy không biết ghét là cái gì. Ủa mắc chứng thì phải ghét. Người ta có làm gì mình đâu còn ghét. Nếu có làm chăng nữa luật nhân quả xử rồi, mắc chứng thì phải lo. Phải không? Nếu mình hiểu được vậy tự nhiên hết ghét. Mà với mình với người ta có gì đâu ghét. Phải không? Nếu đẹp trai hơn mình cũng ráng chịu, bởi vì mình đâu có đẹp đâu, mình ghét người ta vô lý. Bây giờ mình muốn thí dụ mình đẹp hơn người ta mà người ta tìm cách đẹp hơn mình thì mình giận chút xíu thôi, thì mình cũng còn thua nó mà. Mình biết thân phận mình rồi, mắc chứng phải giận ai, đúng không? Mình chấp nhận thân phận thì không tạo tội. Bây giờ mình nói mình đẹp đi, sao đẹp? Có gì đó thôi, muốn hơn đâu có được đâu, đúng không? Thì làm cuốn sách tụng đó, cái hình thầy phía trước rất là đẹp, là in bản chính, nó đi photocopy riết cái mặt đen thùi lùi. Thầy mới kêu cái thằng in á, nói con làm gì làm được sao, nhìn cái hình coi, có nhìn ra cái mặt thầy đó, người ta nhìn tụng kinh người ta muốn bệnh rồi đó. Chứ nó nhìn hồi nói đẹp như đó mà được hơn. Thầy làm thinh luôn không thèm nói. Nó nói đúng mà, phải không? Nó nhìn cái hình nó nói vậy đó, đẹp như đó mà đòi hơn người ta. Thầy làm thinh từ đó thầy hiểu được không nên mở miệng đòi hỏi hơn cái mình đang có. Mà thiệt nó nói đúng rồi. Mà đúng ra cái hình mình, huynh đệ ơi, mình nhìn cái hình mình tụng kinh cũng thấy vui nữa. Đằng này nó photo riết cái mặt đen thù lùi, nhìn không ra ông nào hết, giống như cái cục lọ vậy đó. Cái người tụng kinh có vui không? Nhìn thằng cha không thấy thằng chả đâu hết. Tụng kinh sao vui được, người ta cũng cần có phương tiện để mà cái xúc tác làm cho mình vui vẻ tụng kinh chứ. Thì nhìn thấy mà gớm à. Ma không ra ma, người không ra người. Nhưng mà cũng nỡ tặng cho người ta cuốn kinh mà copy xấu như vậy. Chắc 1000 quá à. Chẳng thà thì chấp nhận thì in cho nhiều thì cũng vừa huynh đệ, còn hơn để in tầm bậy tầm bạ rồi người ta nhìn không ra, người ta mắc cười thêm á. Mình xấu nhưng mà cố gắng làm sao mình che đậy cái xấu bằng cái gì đó, một cái tế nhị hơn, người ta không thấy xấu của mình. Nhìn chung chung cũng tạm được đi, thì đỡ có tội hơn. Rõ không? Chứ mà để nó nhìn mà nó phân chia từng cái một nó gớm lắm. Nếu mà huynh đệ nhìn vậy huynh đệ tu không có được. Thì cái nếu gì mà gần mới thấy thầy như vậy, mà tôi với thầy là ngồi đó tụng kinh mà ói mửa tùm lum á. Nên mình biết mình xấu, nên cố gắng ăn nói làm sao cho lịch sự, cho tế nhị. Mình biết mình không đẹp, làm sao đó người ta cảm thấy đừng ghét mình là phước rồi. Thầy hiểu được thân phận thầy, thì đi tới đâu thầy cũng cười hết đó. Thầy bởi vì thầy còn được có hàm răng à. Thầy thiệt, thầy chỉ có hàm răng thôi, thầy phải cười hoài. Thì cái người mà khó chịu thấy hàm răng thầy nó cũng đỡ ghét. Chứ thầy mà cái mặt gì mà còn làm mặt buồn, ai coi cho được. Mà thiệt đó. Hiểu không? Thì chúng ta phải hiểu mình, phải hiểu được mình. Người Mỹ nói gặp ổng nó thấy hàm răng ổng không. Nếu mà tôi không cười dồn thấy gốm. Mình biết mình đó. Không phải thầy chê thầy đâu, đó là sự thật là như vậy. Nếu mà thầy không cười được thì cái mặt nó kỳ ghê lắm, nó lùm, nó hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy á. Thành ra mình phải tự đổi, thấy không? Mình phải tự sửa, phải tự tu, tự chỉnh, tự bổ. Thế là mình phải sửa mình làm sao người đối diện nhìn không thấy gớm. Thực sự không lẽ ông nói tao nhìn mình tao còn ghê chứ tụi nó. Chứ mình gán tụng kinh cho nhiều để mình
cái lòng mình càng lúc càng an lạc hạnh phúc nhiều chừng nào á, thì cái mặt mình nó dễ coi một chút. Thiệt đó, thử làm đi. Cái mặt mình có quạo cỡ nào mình tụng kinh thời gian sau cái mặt nó bớt quạo. Cái mặt nó nhăn cỡ nào tụng kinh nó bớt nhăn. Quần áo nhăn ủi được, cái mặt nhăn ủi không được. Thiệt đó. Rõ không? Tự cho mình cơ hội đi, A Di Đà Phật. Người Phật tử thuần thành chân chính là biết thân phận của mình, biết mình là con các chư Phật, cho nên mình nó không nên tạo tác những điều nó quá đáng. Há làm điều gì, nghĩ gì, nói gì đều là vì huynh đệ ba tánh sanh. Nên làm đi, ngộ lắm, mình cứ làm đi, làm đi, làm đi, tốt hết luôn. Chuyện gì còn có mấy ổng lo. Thiệt mà, cứ làm thử trong đầu nói chừng một tháng, hai tháng đi, thấy nó vui ghê lắm. Thì mình không chịu buông bỏ, mình cứ giữ những cái thói hư tật xấu coi như của mình á, mình tạo tác hoài thành thói quen mà mình không biết rằng là mình đang tạo tác. Thầy có viết cái câu á, là nghiệp càng nặng trí thường u tối, trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh. Hãy cái trí mình càng tệ á, mình càng tạo nghiệp. Hãy cái mình càng nặng, cái trí mình càng cạn, càng mờ. Cho nên tụng kinh, niệm Phật để phát triển trí tuệ. Mà khi mình có trí tuệ, mình sẽ thấy được mình làm cái gì là tội, làm cái gì là phước. Mình biết làm. Càng tụng kinh nhiều chừng nào phước càng nhiều, tội càng ít. Với điều kiện là ngồi xuống tụng phải được an lành, hạnh phúc, vui vẻ để được tụng, thì sẽ có kết quả tốt trong việc tu học. Còn ngồi xuống tụng với sự đau khổ, buồn phiền, thì sẽ là hậu quả của sự tu học đó. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Bây giờ huynh đệ hỏi, thầy nói lẹ quá, nói mới có nửa tiếng mà nói nhiều ghê luôn á. Nói quá mức luôn. Trí nhớ kém hả? Không sao, trí nhớ kém là chuyện thường. Nhiều người đang có trí nhớ cũng không nhớ nữa. Không nhớ mình có trí nhớ. Thầy với huynh đệ của thầy càng tu nhiều chừng nào trí tuệ nó càng kém chừng đó. Thầy uống B12 để mà giúp đỡ trí nhớ cô. Thì trong thức ăn chay không có B12. Trong B12 nó có trong động vật. À, từ từ chút xíu. Trong B12 nó có trong động vật. Nhưng mà người Đức họ chế tạo B12 từ những cái chất thực dưỡng nào đó, họ chế thành B12 để cho những người ăn chay như mình á dùng B12 để không bị mất trí nhớ. Đa số các thầy sau này mất trí nhớ nhiều là bởi vì thiếu B12. Cho nên huynh đệ của thầy với thầy đi về Đức á, là các vị đó cho mình B12 về mình uống ngậm mỗi ngày để mình không bị mất trí nhớ đi. Dạ đúng rồi, nhớ không lâu hoặc là lâu mới nhớ, phải không? Quên đi phải không? Tốt. Vậy à, muốn nghe thầy kể chuyện quên không? Nghe kể chuyện quên nha. Thầy kể chuyện quên thiệt sự là quên. Thầy đi kiếm mắt kiến. Kiếm hoài không ra mắt kiến rồi. Thầy kiếm cái thầy nữa, thầy kiếm mắt kiến đó. Thầy đang đeo á. Thầy lấy mắt kiến thầy, thầy để lên này. Thầy đọc cái khác, thầy kéo lên trên đầu xong cái hồi nói, ủa sao trời nắng quá mắt kiến đâu mà rờ hoài, không thấy mắt kiến mà ra đây không rờ rồi. Ủa mắt kiến đâu rồi ta? À, trên đầu. Thầy cầm trái chuối, cầm điện thoại bấm 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 bấm, đút trái chuối lỗ tai. Hello, sao lạnh quá. Quên bằng thầy không? Uống B12 vừa xong á, đẩy xe Honda ra khỏi nhà, quên cái khẩu trang. Lấy khẩu trang xong đẩy xe ra, cái quên mắt kiến. Cái dừng xe lại, cái vô lấy cái nón nữa. Mà mới uống B12 xong á, đã quên vậy rồi. Bây giờ chỉ uống có B52 thôi là nó. B52 nó mới trị được cái bệnh đó. Mà thầy bệnh nặng lắm á. Thầy nói ra huynh đệ là không những cười mà thầy còn xấu hổ luôn. Phước đức là thầy chưa có bước ra khỏi nhà. Thầy bước ra khỏi nhà một cái là cái đạo tràng mà thấy thầy một cái là họ chết dài hết. Thì mặc cái áo dài vô thì chưa mặc cái quần dài. Quên không? Thầy nói thiệt luôn đó. Thầy không có mắc cỡ đâu. Thì ở cái bè đó thì mặc áo dài vô xong thì đi mang đôi giày vô thì thấy ủa nó trống cái gì đó. Nhớ là phước đức là chưa ra khỏi cửa, chó nó chạy theo nó lôi cái quần là thấy bà cố nội. Cách đây chưa được 7 tháng chứ mấy.
mặc áo dài vô rồi quên mặc cái quần dài. Đó, may là mình phát hiện sớm nha. Tới chừng mà chổng khu lại Phật rồi thấy bà cố nội rồi. Thấy chưa, bây giờ học cái quên không? Quên đó, cái quên này kinh khủng đến độ như vậy luôn. Có nhiều bữa hỏi, hey, hỏi do đệ tử á, hey, hôm nay mày thấy sư phụ tắm chưa vậy? Tắm của ông không, hỏi tôi nó không biết đâu, có tắm chưa nè. Nó quên đến mức vậy đó. Nhưng mà không phải mình làm nhiều việc quá, mà ở không quá nó quên. Có làm mẹ về đâu đi nói chuyện đâu mà. Giờ còn than phiền quên nữa không? Quên như vậy mới gọi là quên. Bây giờ uống tới cái B12 gì đó, chỉ có B52 mới trị được bệnh quên này thôi. B12 không thấm nào thấm vô cái não được. Mà mới ngậm xong á, mấy à, ngậm vừa xong ra là quên 3-4 thứ rồi, nó chắc nó chưa thấm vô não á. Có cậy nó đi, vậy nó vui hơn, khỏi mất công giận hờn buồn phiền gì. Há nó cự mình xong ra kia cười ha hả hết chuyện. Đó là con của Phật. Đó không? Quân đệ á, muốn nhìn được sự vui vẻ hạnh phúc, đứng trước tượng Phật Di Lặc đi, nhìn ông cười đi. Ông đâu có buồn mẹ gì đâu, còn mình tại sao phải buồn, phải không? Cái buồn gì cũng vậy, cho dù buồn cỡ nào, người tu á, có tu giỏi cỡ nào, cái buồn không bao giờ bỏ rơi mình. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, buồn cười buồn ngủ không tha ta bữa nào. Hai cái buồn này theo mình cả đời á. Phải không? Hả, mà không có buồn cười buồn ngủ là cuộc đời đó vô vị rồi. Cho nên người tu phải cười nhiều vô để bớt đi sự phiền não lo âu. Cho dù có lo âu cỡ nào, ngồi xuống tụng kinh cũng phải vui để đừng tạo tác nghiệp. Rõ chưa? A Di Đà Phật, chúc một sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con có một cái câu hỏi là nói con gái nhà đức cha, con trai nhà đức mẹ, mày trong trong cái luật nhân quả thì mỗi một người tạo nghiệp ra thì tự người đó gánh, mà tại sao là gái là nhờ đức cha, con gái là nhờ đức mẹ? Là cộng nghiệp đó con. Dạ. Chung một nhà, nếu không là oan gia trái chủ đâu phải là vợ chồng con cái. Dạ, cộng nghiệp tại sao lại gọi là nữ thì lại là gái thì nhờ đức cha, mà con trai âm mẹ dương, tại sao con không là âm dương? Âm dương con chưa có hiểu vấn đề này âm con dương. Dạ. Tại sao gọi là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Dạ. Nó dạng âm dương của vũ trụ, để ý coi, mẹ thương trai nhiều hơn gái mà cha thương gái nhiều hơn trai. Để ý coi, để ý kỹ lại đi. Bố thầy 17 anh em, bố thầy thương bà chị thứ 6 thầy vô cùng. Thương thương nhất nhà luôn, mà 17 đứa là thương cô đó là nhất nhà luôn, mà bảo quậy nhất nhà luôn. Còn ngược lại mẹ thầy thương trai nó quậy nhất nhà luôn, hả, bớ thương ngày nào người đó quậy. Đó là nghiệp nhau ấy, gọi là cộng nghiệp. Đưa lên để trả lẫn nhau, để chia sẻ hoặc đòi hoặc trả. Hiểu không? Tại sao mình không đau khổ gì đứa khác, mình đau khổ gì đứa này? Có phải vậy không? Đó là cộng nghiệp đó. Tại sao năm đứa con mà thương một đứa, bốn đứa kia không thương nhiều? Bởi mình nợ nó. Nó đòi gì cũng đưa, nhiều khi nó không đòi mình cũng đưa. Mình mua đồ gì cho năm đứa, mua đó tốt nhất, còn đứa kia ít hơn. Mình cũng thiên vị, người cha mẹ trong nhà rất là thiên vị. Thiên vị với con cái lắm đó. Vì đứa thương nhiều thương ít. Cái đứa làm cùng cực đau khổ với mình nhiều nhất mà lại chửi nó hoài, còn đứa ăn chơi nhõng nhõng lại thương. Để coi cái nhà nào cũng có chuyện đó nữa. Gọi là cộng nghiệp oan gia trái chủ đó. Dạ, mô Phật, chắc theo con nghĩ thầy nói con hiểu, có nghĩa là cũng như là âm dương thì cái cảm giữa người nam và người nữ, cho nên là dạ, mình, đúng. Nếu mà cái nghiệp của mình với người đó thì mình phải tạo làm sao cho nó thuận lợi để mình lên, mình một là trả nợ, hai là đòi mình nợ. Đòi. Dạ, mô Phật, con hiểu rồi. Dạ, Phật, chúc con. Dạ. Dạ, nghe nè, nó ngộ lắm. Nhiều khi nó không đòi mình cũng trả. Nhưng mà đặc biệt không phải lên để đòi nợ hoặc trả nợ. Lên gặp nhau đây để chúng ta hoàn tất cái nợ trong tiền kiếp, cái ân oán giữa mình với họ. Nếu mình hiểu được điều này thì mình sẽ không giãy nảy, không có hận thù. Bởi lúc chúng ta vay nghiệp phải trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi quả báo luật không sai. Chúng ta đến với nhau trong hiện tại bây giờ, gặp nhau để hoàn tất cái ân oán giữa chúng ta với nhau. Một, người ta đòi mình vui vẻ mà trả. Hai, mình đòi người ta cũng vui vẻ trả thì tự động sẽ hết. Mà thí dụ giờ con đòi thầy giãy nảy thì không trả, bắt đầu thầy suy nghĩ, thầy ghét con, thầy thù hận con, thầy tiếp tục thầy tạo nghiệp nữa. Còn nếu thầy im lặng thì trả sẽ hết nghiệp. Còn nếu ngược lại
nợ, con nợ thầy mà thầy đòi mà con lại tiếp tục dãy nảy kiếm chuyện chửi thầy là con vẫn còn nợ. Tức là không bao giờ hết, gọi là oan gia tương báo. Oan oan tương báo, ân oán không bao giờ hết. Cho nên chúng ta bị nghịch cảnh, bị chướng duyên nghịch cảnh, phải chấp nhận. Bởi vì giữa mình với họ có oan gia trái chủ. Để giải quyết cái điều này, khi chúng ta bị như vậy mà không dãy nảy cái nghiệp của mình, niệm vãng sanh quyết định chân ngôn chân nhiều, và tức là bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn đó. Bên tịnh độ nó đổi là vãng sanh quyết định chân ngôn, nhưng mà từ cái gốc của bài này gọi là bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn. Thí dụ giữa thầy với cô có vấn đề, nợ qua lại kiếm chuyện hoài. Khi mà thầy gặp lại cô, thầy nói chuyện với cô, nhưng mà cái đầu thầy vẫn niệm vãng sanh không ngừng nghỉ. Đây là cách giải quyết oan gia trái chủ với mình, với người, ngay cả cha mẹ anh em với mình trong nhà cũng vậy. Thí dụ nó cự mình hoài, mình lại gần nó, mình cứ niệm vãng sanh mà miệng vẫn nói vui vẻ bình thường, dần dần mình sẽ hết nghiệp, hai người sẽ không cự cãi nhau nữa, mình có đánh lộn thôi. Cự hết được rồi, quánh. Thì nó đùa thôi. Thế là mình cứ niệm vãng sanh để mình giải trừ oan gia trái chủ giữa mình với người, tự động sẽ hết chuyện. Rõ không? Bắt đầu mình phải tập cái này để mình không có cự cãi trong lúc trả nợ. Lúc mình trả nợ mà mình cự, tức là mình tiếp tục tạo nghiệp. Rõ chưa? Bây giờ hiểu câu là vay nghiệp rồi phải trả nghiệp chưa? Trong lúc mình trả nghiệp lại tạo nghiệp. Thế nên gọi là vay nghiệp, trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Mà nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Há mượn là phải trả. Há nợ người ta đòi. Chuyện bình thường, mắc chứng nhảy cà tửng không trả. Nhiều khi còn quỵt nợ luôn nữa. Há quỵt nợ đừng có hòng. Bây giờ quỵt cái này đi, ngày mai mốt trả tiếp đó. Nợ của nhân quả làm sao quỵt được? Phải không? Bây giờ mình hành hạ người này quá để lợi dụng, rất là ác với người bên cạnh. Bây giờ này quá dễ lợi dụng cho đã đời đi, mai mốt anh té cái bạch xuống chết, mai mốt quay trở lại làm người ở cho bà, xong bà đánh đập tàn nhẫn với tội lợi dụng ở kiếp rồi. Đừng có tưởng bở đâu nha. Đừng nghĩ là thấy người ta hiền dễ thương nhào vô tận tận xài cho đã đi rồi mạt sát người ta, cuối cùng mà mình ngã ngựa đi, khi mình chết quay lại làm người ở của nó hành hạ mình, nó đánh đập mình mỗi ngày với cái tội lừa gạt nó ngày xưa. Vấn đề phải biết rằng là như thế đấy. Mẹ bà ngoại thầy chửi con cái là chửi chồng á, mỗi lần chửi là 3 ngày. Khi mà chết xuống dưới rồi hả, nhốt vô một góc tối thu lui, không cho ăn trong 2 năm trời luôn. Bà ngoại có thầy luôn á. Nếu quân đệ thấy được cái gì thầy đang nói đây á, quân đệ sẽ sợ hãi việc làm của mình. Thầy nguyện làm sao mẹ thầy, ngày xưa mẹ thầy nổi danh là bà Tư, mà bà Tụng. Bà Tụng không chuông không mỏ. Bà Tụng một cái là anh em chạy ra khỏi nhà hết. Bà Tụng 2-3 ngày là mẹ ruột của thầy đó. Bà tên nổi danh là Tư Tụng. Nhưng khi bắt đầu tới đời thầy, thầy Tụng bằng chuông mỏ, bây giờ bả hết Tụng rồi đó. Thầy Tụng thế cho bả luôn. Giờ mẹ thầy không hề la rầy ai hết. Mà ngày xưa nổi danh là Tư Tụng, quận Phú Nhuận là ai cũng biết. Thầy ông Diệm với ông Thiệu đó, ai cũng biết đó. Ghê chưa? Vì thầy đời thầy, thầy Tụng riết, bây giờ bà không có Tụng giống bà ngoại thầy nữa. Bởi vì bà ngoại thầy đó tù 2 năm trời. Nếu mà đứa cháu không tụng tu cho giỏi, đừng có hòng bả ra khỏi cái cửa ngục đó. Cho nên mình con cháu cộng nghiệp, mình có quyền cầu siêu cho quyền thất tổ là lý do đó đó. Bởi mình cộng nghiệp với ông bà cha mẹ, cho nên mình có quyền được cầu nguyện, được tụng kinh, được giúp đỡ các vị được siêu. Đó là bổn phận đầu tiên mà người Phật tử phải làm. Nên thầy làm xong người thầy rất là nhẹ nhàng, gia đình rất là nhẹ nhàng. Mẹ thầy không còn chửi bới con cái như ngày xưa nữa. Quân đệ tưởng tượng đi, nếu mà mình quay một cuốn phim 3 ngày liền là bà sẽ chửi đúng 3 ngày không ngừng. Bà có trình độ như vậy luôn á. Nên thầy nguyện làm sao mẹ thầy đừng bị giống bà ngoại. Thầy thấy bà ngoại nhiều. Khi thầy ngồi xuống thầy tụng miệt mài bao nhiêu năm trời, tự nhiên mẹ thầy không còn tụng bằng cái đó nữa, mà thầy tụng thay bà. Thầy làm rồi đó. Thầy dám làm, dám nói, thầy biết được. Đó là thầy đã trải qua những cái chứng nghiệm lớn nhất. Thầy tụng hết, không cho mẹ thầy tụng tầm 7 nữa. Mẹ thầy hết nghiệp. Nhưng thầy mới viết, đệ tử thì viết câu là vay nghiệp, trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Đó, mình trả nghiệp xong mình tiếp tục mình tạo nghiệp nữa. Thì còn gì mà gọi là tiến hóa. Cho nên mình hãy biết là xấu rồi, bỏ cái xấu làm tốt là vãng sanh. Vãng sanh là từ chỗ xấu bước ra chỗ tốt, sống trong cái tốt, tức là bỏ đi sống nơi khác. Là từ chỗ tối ra chỗ sáng, gọi là vãng sanh ở hiện tiền này. Quýnh địa đừng có nghĩ lầm rằng nhảy đạch 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 rồi vãng sanh, không bao giờ có. Mình đã từng là một người xấu. Mình sống xấu quá độ, bây giờ mình từ bỏ tất cả cái xấu, quay ra cái tốt để sống, gọi là vãng sanh, hiện tiền. Rất là đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu. Đừng có nghĩ xa xôi quá, tội lỗi một đống dễ đạch đạch chết rồi vãng ở đâu. Vãng ở đâu, một ngày giết không biết bao nhiêu con gà, con vịt, con chó, con trâu, mà niệm vài ba câu rồi đi vãng. Làm sao có chuyện đó được, hiểu không? Rồi tội lỗi đó ai gánh cho mình?
Hiểu không? Dễ hiểu chưa? Cho nên đừng có mong cầu những cái nó ngoài tầm tay, mà những cái không bao giờ có thật. Mình biết rằng là một người từng sống đánh người ta, đánh đập người ta mỗi ngày là niềm vui. Khi mà hiểu được luật rồi, không đánh ai nữa, đi ra ngoài đi tu luôn rồi, đó là vãng sanh rồi đó. Tức là không tạo tác nghiệp ác, sống với điều tốt lành. Mình rời bỏ được những điều xấu ác, mình ra cái điều kia mình sống tốt lành, mình đã vãng sanh trong ngay cuộc sống hiện tiền của mình. Vãng là đi, sanh là sống, đi sống nơi an lành, tốt lành hơn. Hiểu chữ vãng sanh chưa? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin có ba câu hỏi cầu xin thầy. Dạ. Cho con hỏi thứ nhất, khi con niệm Phật và chị chú Đại Bi, mà con xin để con thấy con bỏ chị chú Đại Bi cũng uổng, mà niệm bỏ Phật cũng uổng, thành ra con trước đây con. Ủa tại sao phải bỏ Đại Bi rồi bỏ niệm Phật chi? Để con nói vậy, tại vì con muốn tụng kinh và chú Đại Bi và niệm Phật, nhưng mà cả hai điều mà con ngồi lâu quá, con ngồi không nổi, như lại con mắt con mổ đau, thành ra con trước đây mấy tháng nay thì con chỉ niệm Phật chi thôi, mà giờ cũng trở lại con tụng kinh, mà cái nào con thấy con bỏ con cũng thất tiếc hết trơn. Mà bây giờ cô ngồi lâu quá mắt mình kém đúng không? Mình dạ, tùy dạ. Phương tiện tùy duyên thôi. Thí dụ giờ cô ngồi 2 tiếng thì cô mỏi cô đau đúng không? Dạ. Ngồi 1 tiếng thôi, chẳng hạn mình tụng kinh xong mình nhắm mắt lại niệm Phật hít sâu thứ dài, đó là công phu đó. Dạ. Mình tụng kinh cũng là thiền. Tụng kinh cũng là thiền, mà thiền động bằng cái miệng, ngồi yên tĩnh trong bài kinh mình đọc không giáp, cái đầu mình nghĩ, cái miệng mình tụng, cái tay mình gõ. Cái tụng xong xuôi rồi cái ngồi yên lặng lại hít vô niệm Phật, thở ra niệm Phật. Thấy gì mình làm 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mình mỏi mệt đâu, mình làm 1 tiếng đồng hồ mình khỏe hơn. Mà không có bỏ cái nào hết á. Dạ, con khuya 4 giờ con về, con công phu là con ngồi tại phòng của con, tại vì có một mình con là ông xã con mất rồi. Thành ra ngồi tại phòng con chị chú Đại Bi với con niệm Phật. Cái này dạ. Con không có tụng kinh làm 5-6 tháng này, tại vì mắt con mổ con không thấy chữ được. Cho nên con tụng Đại Bi rồi đúng không? Dạ con. Thì đâu cần phải nhìn nữa đâu. Dạ con không nhìn nữa, nhờ niệm Phật con không nhìn nữa, nhưng mà con muốn tụng kinh, nhưng mà thời gian nào để cho con bớt cái niệm Phật, bớt cái tụng kinh lại cho nó, mà con thấy con cô dạ. Cô ngồi xuống á, tụng kinh nó có 3 cách tụng. Dạ. Tụng to nhìn sách, tụng to là thanh trì tụng. Dạ. Tụng cho vừa đủ nghe là kim cang tụng, còn ngồi một mình lầm bầm là niệm. Thế nên mình chọn cái nào cũng được, đâu cần phải bỏ cái nào. Không con bớt chứ con không bỏ. Thì bớt lại. Dạ. Ừ, bớt lại một chút cho nó đỡ khổ. Tụng mà khổ tụng chi? Dạ dạ con ngồi trong phòng nha. Dạ ngồi đâu cũng được, ngồi ở dạ. Trong toilet cũng được không sao. Dạ còn cái câu hỏi thứ hai là khi con niệm Phật xong rồi con hồi hướng, mà con hồi hướng nhiều quá, mà con nghĩ lại là nhiều quá nhiều rồi, cái thời gian của con nó chiếm cô hết. Xin nhiều quá hả? Dạ con xin nhiều quá mà không biết con làm được cái xin gì chi vậy không? Là con cũng như xin cho con hết bệnh và cho quan gia trái chủ và cũng cô tổ, nghe dạ. Thầy nói một lần thôi nha. Dạ. Rồi xuống tụng kinh hết lòng vui vẻ hạnh phúc được tụng kinh, tự nhiên nó biến mất không cần phải sinh. Cái người gọi là hành giả, tức là mình á, cái người mà đang ngồi tụng kinh niệm Phật là mình đang giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ bệnh tật. Muốn như vậy là phải tụng kinh hết lòng vui vẻ hạnh phúc hoan hỷ được tụng là mình đã giải quyết bệnh của mình rồi, giải quyết nghiệp chướng rồi, không cần phải sinh. Dạ. Tụng kinh mình sinh nhiều quá thành ăn mày. Dạ con nghĩ dạ đúng rồi ăn mày, nhưng mà không cho nó ngồi rõ ràng là nó đang được mà nó cứ xin hoài à, túi đâu mà đựng. Dạ con thấy con cũng làm không được bao nhiêu mà con xin nhiều quá thấy. Thì bởi vậy mình phải mắc cỡ chứ. Thật không biết có chứng cho con Bồ Tát với con không, mà con ra con mới gặp thầy là con hỏi cho nên bây giờ mình không cần xin nữa, mình là con của ngài đúng không? Dạ. Mình là con của Phật đúng không? Dạ. Gọi là Phật tử đúng không? Dạ. Phật tử là con của Phật. Dạ. Còn nghĩa là mình là con của cha mẹ mình đúng không? Dạ. Mắc chứng gì xin? Không xin nữa. Xin chi? Bữa giờ xin được gì đâu? Con thấy con không xin thì con tâm con nó không. Thấy thiếu phải không? Dạ thiếu. Kinh quen rồi. Con phải là phải nguyện, con phải cầu cho là cho Bồ Tát với Phật là chứng cho con, chứ con không nguyện được là không biết Bồ Tát có Phật có chứng cho con không. Cái bà trong hàng xóm mà bà cầu Bồ Tát riết Bồ Tát không dám lại nhà bà luôn đó. Không tin thì thôi, trong xóm này á bà cầu Bồ Tát không dám tới, thần thánh cũng chạy luôn. Thì cái xóm đó ai cũng chạy bà hết rồi. Dạ. Vậy là mình không cần nguyện gì hết. Xin chi? Bà đó có xin ông trời cũng cho nữa. Đừng có xin nữa, xin người ta ngán mình lắm. Gặp cái mặt là xin rồi, thấy gớm. Xin là xỏ nha. Xin nhiều quá người ta xỏ mình đó. Dạ, vậy là Phật. Không sao đâu cô. Tụng kinh cho giỏi vô là mình có, không cần phải xin hen.
mình cô hả? Cả cái đất nước này Phật giáo các thầy các cô đều ngồi nghỉ tùm lum, không có niệm Phật được đâu. Không phải mình cô, yên tâm. Sao chắc là mọi chắc với mềm là sao? Thành tâm nhưng mà vẫn có tùm lum phải không? Là niệm chưa đủ. Khi niệm tùm lum là chưa có đủ. Thì bây giờ mình ngồi xuống hết lòng đi, kệ chuyện còn lại của mấy ổng lo. Mình lớn tuổi rồi có xin gì, lấy gì đựng. Thí dụ ổng đổ vô nhà chỗ đâu chứa, phải không? Già rồi. Bây giờ thí dụ cô xin đi, ổng thấy cục vàng 50kg cô giác nổi không? Nó dập người mình luôn á chứ. Hiểu không? Cần gì xin, mình con ổng mình cứ ngồi làm hết lòng tụng kinh đi. Ổng cho gì âm thầm mình tự biết. Hen. Bây giờ là Phật chúc may mắn nha. A Di Đà Phật, con xin thầy cho con hỏi một câu. Con nghe giữa thầy là 3 năm rồi, nhưng mà con thì tụng đại bi lâu lắm rồi, con cũng không thấy gì hết. Nhưng mà cũng không phải, nhưng mà cái lúc cũng mấy tháng nay là con thì đại bi với lại đọc văn sanh thì con thấy ngồi im thì con thấy cái gì nó nó như tiếng bò trên đầu á. Thì bây giờ sao? Nhờ thầy làm sao cho con hết tất cả chúng ta đều được như vậy chứ không phải bị. Khi mà mình tụng kinh nhiều á, cái đầu nó nở ra. Có thấy cái đầu thầy tròn không? Ngày xưa cái đầu thầy rất là méo, nó vuông dứt hà, bây giờ nó tròn ra. Mình tụng nó nở lên cũng thấy bự không? Dạ. Bự lên nè, dần dần bự bự to. Cái đầu bắt đầu, cái đầu, cái tóc mình ai giống như ai rờ tóc mình đúng không? Dạ. Đừng có sợ bị cái luồng năng lượng luân chuyển trong cái não mình á, nó làm cho tóc mình nó nhúc nhích. Ai rờ nào không sao, yên tâm, đừng có để ý tới nó, kệ nó đi. Nhớ không? Bây giờ là Phật bắt đầu là chiếc là tụng là có kết quả rồi đó, nó mới như vậy. Còn mình tụng nó trơ trơ mấy năm sau là không có kết quả rồi, nhớ không? Bây giờ là Phật chúc cô may mắn. Dạ. Đừng có lo cái chuyện đó là tốt đó. Bây giờ là Phật. Đây nhìn thấy cái đầu thì tròn không? Thấy u cục không? Giống như cá là hán vậy. Tụng kinh càng nhiều cái này nó càng u. U chứng tỏ là còn ngu. Chừng nào mà nó bằng tròn hết rồi nó mới hết ngu. Thiệt mà không tin thôi. Như là Phật cứ hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch thầy. Khi này có cái này mới hỏi cô, còn không có cái này đừng hỏi. Dạ. Dạ. Con trước Tết nay con bệnh thập tử nhất sinh, con đi khám khắp nơi không có ra bệnh. Ồ vậy à? Dạ. Rồi mấy ngày trước nay con đêm nào con cũng nằm thấy người mất, mà nhiều khi mời con ăn cơm nữa. Mọi người nói như vậy là thọ mạng mình đã hết. Rồi con có gặp một bạn đồng tu, có cho cuốn, cho con thỉnh cuốn kinh của sư thầy biên soạn đó. Con cũng có trì, con có cúng củ quyền và cúng cháo. Ngày đầu tiên, tối cũng đêm như vậy, cũng tới giờ đó con cũng có thấy một cái gương mặt. Con nghĩ đó là Diện Nhiên Vương Bồ Tát từ trên cao dán xuống sát khuôn mặt con á. Rồi con cũng thấy vậy, con quay qua, trong tâm con nghĩ là con không biết con có cái lỗi gì hay không. Rồi cũng như vậy thôi, trong một tích tắc vậy cái ngày biến mất. Kính bạch thầy giải nghi cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quynh Quynh tụng cho thầy tiếp tục cái cuốn mà nhận của thầy Thiện Chí hay ai vậy, có là A Di Đà phải không? Dạ A Di Đà Phật. Cũng tiếp tục cúng cháo, chén cháo lỏng thôi. Cũng như mình nấu cháo giống như sữa á, lỏng lỏng chứ đừng có hạt nhiều quá. Dạ. Lỏng thì lỏng ba chén với muối gạo, chút xíu muối gạo. Dạ. Rồi chút xíu hoa quả thì khi nào hoa cần thay mới thay. Dạ. Rồi tụng mỗi ngày, đêm nào tối nào ở không thì tụng đi. Trong 49 ngày 100 ngày là huynh giải rất là nhiều oan gia trái chủ, huynh đã vay mượn, huynh thấy rất là nhiều người về nhà. Rồi nếu huynh tụng cho đúng mức đi, nếu mà không được 49 ngày 100 ngày thôi là chắc chắn huynh sẽ thấy được rất rất nhiều người về nhà huynh mà vui vẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ, là huynh đã hoàn tất được cái nợ của mình với họ. Như gọi là củ hiền tất tổ, bà nội ngoại hay bên vạn linh trăm họ của mình. Huynh cứ làm hết lòng đi, ai nói huynh thọ mạng đã hết, người này là chưa có đủ trình độ. Ai muốn dám tới lấy mạng mình đi à? Chỉ có người sống lấy mạng nhau thôi, còn các vị kia không ai lấy mạng của ai, tất cả đều nằm trong nghiệp số. Huynh tụng kinh, huynh sẽ đổi số. Huynh đệ phải nhớ rằng là, thí dụ người ta nói, 3 ngày nữa mình chết, huynh đệ ngồi xuống tụng kinh ráo riết không ngừng nghỉ, không có sự chết xảy ra. Hoàn toàn không có. Nếu huynh đệ, thí dụ một người nào tới nào một tuần sau huynh chết, huynh tụng hết tuần đi, nếu mà huynh chết trong tuần đó, thầy sẽ chịu trách nhiệm, thầy mua hồn cho huynh đệ.
chứ giờ sao giờ? Dạ. Nó chết rồi làm gì phụ hồn thôi. Dạ sao con bệnh mà con đi khắp nơi con bệnh khác. Gì huynh? Bệnh huynh là bệnh bệnh tâm linh, bệnh oan gia trái chủ, bệnh của quyền thất tổ. Bổn phận huynh phải tu để độ. Dạ. Huynh không tu bệnh kiếm không ra, chiều là bệnh. Nằm mới tới tầm 7 tầm 3. Con thì có ai ngủ với huynh chưa? Ngủ trong đêm á? Dạ không. Có nói có không nói không, dạ, không có gì phải ngại. Dạ dạ không ạ. Mà đêm về nhiều, thấy người âm nhiều. Dạ. Năng lượng huynh quá kém. Trước kia con không có, mới thấy hôm. Đúng rồi, bây giờ thấy ngồi thiền tụng kinh cho nhiều vô năng lượng mạnh. Dạ. Mình không thấy âm linh, mình thấy chư Phật. Dạ. Nên khi huynh tụng cho nhiều nhiều vô đi, cứ tụng hết lòng đi. Cứ để cháu tụng xong rồi cháu thì ăn, muối gạo thì rải ra sân. Dạ. Cứ làm mỗi đêm cho thầy, nếu mà cũng làm ngày mấy thời cũng được. Nhưng mà đặc biệt buổi chiều thì cho cháu thôi, còn những ngày buổi khác thì không cần phải là cháu. Dạ. Thì trong vòng 49 ngày huynh sẽ thay đổi. Dạ. Còn huynh không hết bệnh nó kiếm thầy. Nếu có chết báo thì biết. Cho cái hòm. Dạ, gì đâu. Thầy rất là vui vẻ cho hòm. Đối với thầy cái chết rất là bình thường, cho nên thầy nói chuyện chết rất là đơn giản. Huynh đừng có lo. Kệ bà nó đi chết đâu có sao đâu. Hôm qua thầy coi cái gì mà vui lắm, thằng kia nó nói nha. Mà bị bắn nó đau lắm, bị thương đau lắm. Thầy nghĩ thằng đó không đau đâu, nó chết cha nó rồi. Bắn chết lấy gì đau, phải không? Thầy đã kệ nó đi, huynh cứ tụng hết lòng đi. Chuyện chết để cho mấy người khác lo. Chúc may mắn nha. Yên tâm cứ tụng kinh. Huynh tụng kinh mà huynh chết vì tụng kinh, thầy sẽ chịu trách nhiệm. Ở đây ai chết vì hít thở và tụng kinh mà chết, thầy sẽ lo. Chính xác. Còn gì nữa, giờ nó chết rồi cho nó cái hòm thôi chứ. Yên tâm hen. Thầy nói chuyện chết rất là đơn giản, vui vẻ thì nói chuyện rất là vui, không có gì, không có gì phải buồn hết trơn. Kệ nó sống đúng chết phải rồi. Dạ không, bệnh là bệnh tâm linh không kiềm ra được. Bệnh tâm linh không kiếm ra được, mình chỉ có tụng kinh mình mới giải quyết được thôi hen. Rồi mỗi nào huynh rảnh á, nói chuyện với thầy chút xíu rồi thầy chỉ cho cách làm. Thầy nói chuyện với họ luôn đi. Nếu mà huynh nói chuyện được với những người mà tới đòi huynh á thì họ sẽ không có đòi nữa. Nó tới nhiều quá đòi nữa, nói một câu thôi. Mạng cùi nè, lấy đi, mày ngon mày lấy đi. Mày dám lấy không? Tao dám đi. Vậy đó, còn nó dám không? Sức mấy mà dám. Chúc may mắn. Thầy là vậy đó. Ngang tàn. Không biết nữa. Nay chúng ta gặp nha, nói chuyện chơi A Di Đà Phật. Dạ. Thầy chọc huynh đệ thôi, đừng có giận A Di Đà Phật huynh. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con xin hỏi, con có một đứa em nay mắt nay cũng đã mười mấy năm rồi, nó bị tai nạn đó thầy ạ. À? Nên bây giờ con cũng muốn đọc kinh cầu siêu cho em con á, nhưng mà không biết có được hay không, mà nó cũng hay không có rõ ràng lắm. Có nhiều lúc đó, có khi nhập về người kế bên đó, thì lại nói là nó đã đi học đạo gì rồi, nó thành đổ trạng rồi. Rồi có khi lại về lại khóc lóc, nói bây giờ là em chỉ còn đứng ngay chỗ đó, em chờ chừng nào em bắt được người ta thấy em chỗ đó em mới đi được. Rồi bây giờ... Em bị cái gì vậy con? Dạ, nó bị té xe. Bây giờ con tới ngay chỗ đó đó. Xe đoạn đường nào? Con tới đó, con lập bàn án nhỏ nhỏ như nãy mình cúng đơn giản, dìm đơn giản thì chút xíu thôi, cho nó ba chén cháo đi, đứng đó tụng thời kinh đi. Rồi nói với em á, kêu nó về với mình. Con tụng đi, con giúp nhiều người đó lắm á. Thầy đã làm ở Pleiku á, ở chỗ đó đoạn đường đó chết rất là nhiều. Chồng của đệ tử thầy cũng chết ở đó. Thầy bên tên đó, thầy lập bàn án thì tụng xong xuôi từ đó đi, chỗ đó không còn đụng xe nữa, hết luôn. Con làm được, nếu mà nó vậy là coi chừng nó vớ vẩn ở đâu. Nó nói thi trạng đậu rồi mà sao nó còn đứng đón ai nữa. Không, tại cứ lần trước thì nó là thi đổ trạng rồi, lần sau lại thi khóc là nói em cũng vẫn còn. Chắc là coi lại rồi không nạp thuế nó bị đuổi ra cái gì. Em biết. Mà ngay cái chỗ nó té đó bây giờ nó đã cắt nhà lên, nó xây tùm lum hết. Ờ vậy thôi. Làm có được không? Không thì thầy chỉ cho con làm nha. Để dạ. Thầy chỉ cho con làm về lấy tên tuổi của em á. Để vô cái mỏ tụng kêu mỗi ngày đó là cho 49 ngày sau em biến mất à. Cái mỏ tụng kinh, cái mỏ này thì bình thường rồi, cái mỏ kia kìa. Nhét vô cái mỏ. Nhét vô cái mỏ, nhét ở đây à, nhét cho chết à. Nhét cái mỏ này nè. Dạ.
Không lẽ viết tên nó nhét ở đây, nhét vô cái kia cả ông. A Di Đà Phật. Nếu thầy chỉ cho thầy chọc á, cái thầy sẽ làm nha. Dạ. Làm chắc chắn sẽ được hen. A Di Đà Phật. Huynh đệ hỏi thầy chọc huynh đệ nó nha, chứ không có gì đâu, đừng có giận, ráng chịu. Đối với thầy không có gì quan trọng. Quan trọng với của người tu là gì? Không có gì quan trọng. Quan trọng tu còn gì nữa quan trọng. Cái tôn chỉ là quan trọng nhất của người tu là gì? Trả lời. Không có gì quan trọng. Có gì nữa đâu quan trọng. Cái mạng cùi bà đó rồi. Hỏi tiếp đi con. Dạ. Dạ, dạ chào thầy với các vị Phật tử. Nói lớn con. Dạ, con xin hỏi thầy, tại như con bị tai nạn á, rồi con bỏ em bé vậy có sao không thầy? Cái gì con? Dạ, cũng như con bị tai nạn xe á thầy, con bỏ em bé vậy có sao không thầy? Dạ, mình con ở nhà nếu con tụng kinh á, cầu cho em được siêu, đó là tai nạn thôi con. Dạ. Còn cố tình tạo tác gọi là thai nhi sản nạn, thai nhi bị chú bỏ là mình cố tình mình giết sinh mạng. Dạ. Thầy có làm nhiều bệnh về cái này, có nhiều người làm 7-8 lần á. Dạ. Khi mình tụng kinh á, trong bụng nó đi ra mà cái người đàn bà nằm nó phải banh cái chân ra, nó ra 7-8 lần xong mới hết á. Mà nó hành cái người này bệnh á, ngày đêm bệnh không có làm gì được ngoài bệnh, bởi vì mình hại chết cái thân mạng cái nhà người ta phải đòi ta báo oán rồi. Bệnh hoài không làm ăn không ngóc đầu được. Còn mình bị tai nạn không sao hết, mình về cầu nguyện cho em. Dạ. Nha. Tại mẹ con rồi nói chụp ít quang với lại uống thuốc tây á, cái không biết là đợi. Tại bị té á. Rồi sao bắt uống gì? Bị nứt xương chậu á, cái chụp ít quang á, nó chụp ít quang ảnh hưởng rồi. Dạ chụp rồi hiểu rồi, bị nứt sao mình uống thuốc cho nó lành. Dạ giờ con đang uống thuốc ở trung tâm chỉnh hình á thầy. Dạ. Đâu sao đâu con, thì uống thuốc cho nó hết bệnh thôi. Nhưng mà ý là gia đình không cho đỡ em bé sợ ảnh hưởng á, cũng như mình chụp ít quang giờ cho em gai. Đang có hả? Mà giờ bắt buộc uống cho ga thầy. Vậy là con hỏi thầy cơ là có tội không thầy? Thầy không có xác định, cô tự quyết định đi A Di Đà Phật. Thầy không có làm được, thầy không có nói được điều gì hết A Di Đà Phật. Okay. À, ngoài cái khả năng của thầy không có nói được A Di Đà Phật. Xin lỗi, thầy không trả lời được A Di Đà Phật không? Rồi. Cầu siêu cho bé được không thầy? Như ví dụ mình lại chùa rồi mình ghi tên cầu siêu cho. Ủa em còn đó không hay là sao? Hay đi rồi? Bỏ rồi. Bỏ rồi thì bây giờ con tự lo, tự cầu siêu cho em. Dạ. Phải tự dạ. Tụng cho em chứ không lên chùa, ông thiện chí không có làm tại được vì, đâu. Dạ tại vì con hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chụp âm gây với lại ít quang là có ảnh hưởng. Đúng rồi. Thì bây giờ con phải tự lo đi, tự tụng kinh dạ. Cầu siêu cho em nha. Dạ. Bây giờ là Phật rồi, chúc con may mắn. Dạ. Dạ ăn. Bình thường rất là tốt, chứ nước uống cũng được, trừ ra muối gạo bỏ đi, rải ra sân muối gạo ít thôi nha, rải sân buổi chiều ha, cháu mình ăn bình thường nha, A Di Đà Phật đừng có bỏ. Rồi cô, quý đệ hỏi những gì mà thiết thực trong cuộc sống tu hành nha. Bật lên nói được rồi cô, nói to lên. Ô Phật, bữa nay cũng dịp mai cũng đến đây một lần đầu tiên, nhưng bây giờ con hỏi thầy, con có đứa con gái này 32 tuổi mà nó bệnh hoài, mà khi đó hãy xin việc làm nó bệnh, ở nhà thì bệnh ít. Giờ thầy hướng dẫn chỉ cho con coi, có khi là nó khóc, có khi người dựa vô nói này nói kia mà không biết như thế nào, giờ đến đây con nhờ thầy. Em có bị tự kỷ, bị trầm cảm không bà? Dạ không. Bị bệnh mà ông lên bà xuống á hả? Dạ. Ông lên bà xuống đó hả? Dạ. 32 tuổi rồi hả? Dạ, 32 tuổi rồi thầy. Rồi bị lâu chưa? Dạ, nay cũng lâu rồi. Nó thích lên đồng hả? Hay là bị người ta nhập? Bị người ta nhập thôi. Khi mà nhập vô con mắt nó có đỏ hay nó nhắm mắt trồng trắng hay là đỏ lồm? Là bình thường. Nói chung là cũng không để ý, nhưng mà khóc. Khóc thì nhiều. Vì khi nó bị trầm cảm hay bị tự kỷ sao bà? Giờ cũng không biết nữa thầy. Nó có trốn, nó không nói chuyện với bà không? Không, nói chuyện bình thường, chứ không có gì hết. Mà cái lâu lâu nó làm lần vậy hả? Dạ. Cũng vẫn bằng bình thường. Nhưng mà hãy xin đi vô công ty làm là cái ngày đó nằm trên giường cứng, không có xuống được đi. Vậy cô ơi, cô về nhà tụng cho Cửu Quyền cô đi. Cửu Quyền hả thầy? Dạ, tụng Cửu Quyền cho nhiều vô nha, cuốn sách của thầy Thiện Chí cho đó. Dạ. Tụng mỗi buổi chiều, tụng hoài đi. Dạ. Rồi cho em ngồi xuống tụng, nó sẽ giải được cái oan gia trái chủ của Quyền Thất Tổ nha bà. Dạ. Dạ, vậy là
cái ông mà theo nó là ông làm biếng thấy mẹ luôn á, ông chịu đi làm. Bây giờ cứ mỗi lần làm đơn xin công ty là cái ngày đó không xuống được. Đúng rồi, nó bệnh làm biếng bà ơi. Dạ, còn ở nhà thuốc làm biếng không có. Bệnh thì ít mà đi làm bệnh nhiều. Ừ đúng rồi, vậy nó bệnh làm biếng á. Bệnh nó khó trị lắm bà. Dạ không, cái này con nhờ thầy chứ. Bây giờ thầy xác cháu không làm biếng. Bà nói như vậy làm sao? Sao mà cứu bây giờ cô tụng cứu quyền cho nhiều vô, nếu thực sự bị cứu quyền đeo á thì sẽ hết. Dạ. Còn nếu mà tu tụng 100 ngày mà không hết á thì tìm cách khác. Dạ. Dạ, với Đà Phật. Bây giờ nói chung là bây giờ để thì về Mỹ thì làm đơn coi tụi nó có chế tạo thuốc làm biếng được không. Cháu thì chuyên làm chứ không có làm biếng đâu. Rồi bây giờ cô tụng cho thầy nhiều như vậy đi. Dạ. Rồi hồi hướng công đức cho cô Hiền nha. Dạ. Vậy rồi nếu mà em tỉnh thì kêu em tụng thêm nữa nha. Dạ. Với Đà Phật. Rồi nếu có duyên một ngày đó, nếu mà cô làm không được thì có thể gặp nói chuyện coi sao hen. Dạ, mô Phật. Với Đà Phật. Rồi chúc cô may mắn. Với Đà Phật. Để cho con hỏi chúng ta chia sẻ với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con thầy rất là hoan hỷ. Dạ. Con cũng mới ngồi xuống một vô được mấy ngày thầy. Không có mấy lâu. Ngày thế hả? Dạ. Wow, giỏi hen. Tại công việc của con rất là bận, con cũng theo dõi trên mạng rất là lâu rồi thầy. Mà cho con hỏi là thí dụ như mình đọc chú đại bi á. Dạ. Thì 21 biến thì mỗi một biến thì cầu nguyện nó giống như nhau hay là mình có thể mình một chữ một cầm. Dạ. Khi cái luật cầu nguyện ngộ lắm, huynh chỉ để tập trung tư tưởng vào một điều mà thôi. Khi mình tụng mình cầu nguyện một điều mà thôi, xong rồi cái chuyện còn lại là của các vị khác. Cái luật cầu nguyện là mình nói tất cả những gì mình cần, chuyện còn lại khi nào, lúc nào, ở đâu, chuyện đó của luật nhân quả nha. Dạ. Mình không có, mình hả mở miệng ra rồi để cái chuyện nó tự nhiên đi, đừng có nghi ngờ, đừng có sợ hãi thì lời cầu nguyện sẽ được như ý nha. Dạ. A Di Đà Phật. Cho chúc may mắn. Dạ. Đồng thời tụng kinh á, không cần phải xin gì hết á, ngồi xuống tụng hết lòng đi mà ông sắp à. Dạ. Nhớ là đại bi á, ngộ lắm, mình cứ tụng đi tụng đi tụng đi, cái đại bi nó làm cho mình thay đổi tâm lý, thay đổi sinh lý, thay đổi đời sống tâm linh cũng thay đổi luôn, cho nên mình cứ hết lòng mình tụng, nó có sự biến chuyển rất là nhẹ nhàng, rất là từ từ, nó không một lần được. Người tu mà gọi là chân chính là tu tiệm tiến là từng bước một. Còn mình tu mà đốn ngộ á, mình không đủ căn bản á, mình sẽ bị lọt vào cái cảnh giới gọi là tự cao tự đại, ma chướng sẽ ăn thịt mình. Cho nên tụng đại bi là từ từ nó sẽ tiến hóa nha. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Cho con có câu hỏi là dạ sư, thưa sư phụ, là cũng là hai người bắt đầu xuất phát biết là tập kinh tụng kinh niệm Phật đi, nhưng mà sao, vì sao cái người kia có lực mạnh mà vì sao người kia lực yếu, là do công phu hay là sao, hay do dạ do khỏe, tư tưởng lúc tụng kinh, cái tư tưởng mong cầu, những tư tưởng không tốt lành nhiều quá thì cái năng lực tập trung không có. Khi mình tụng kinh với sự an lành hạnh phúc mà lạc quan á thì kết quả nhiều hơn là tụng kinh sự lo âu phiền não và bi quan. Tụng kinh không phải là hơn thua, mà người được lợi lạc nhiều, người không lợi lạc nhiều. Lý do là cái tư tưởng không giống nhau, bất đồng. Đồng thời không có tư tưởng lạc quan hạnh phúc trong khi tụng kinh. Thế nên mình nhận cái năng lượng mà gọi là hộ trì ít hơn người ta, có vậy thôi. Chứ không phải là hơn thua được. Đệ tử của thầy, thực sự á, khi mà nợ ít mà ngồi xuống tụng kinh mong rằng là, mà trong khi mình tụng kinh mà mình phiền não về tiền nợ nhiều quá, thì mình càng nghĩ về cái nợ làm cách nào trả thì mình tụng kinh á, thì cái tư tưởng mình đi ra thiệt là xa, nó quay trở lại. Đầu tiên nợ có 40 thôi, 2 năm sau tụng riết nợ 400. Nó đẻ lời ghê cơ. Vậy luôn á. Thật ra mình phải cẩn thận trong việc tu là hả, mình buồn phiền nhiều quá, mình tụng riết á, sự buồn phiền nó quay lại, nó đập mình thành lúc càng ngày càng tệ. Cho nên mình không tiến quá được, mình tụng không bằng người ta. Mình tụng còn nhiều hơn người ta mà mình lại xui nhiều hơn người ta, lý do đó đó. Hiểu chưa? Còn mình tụng ít thì mình an lạc hạnh phúc ra cái tụng, thì mình lại được an lạc hạnh phúc nhiều hơn cái người tụng nhiều. Rõ chưa? Là do tư tưởng mình, tất cả là do tư tưởng hết. Nhớ không? A Di Đà Phật. Dạ. Sự an lành. Thêm hỏi một câu nữa là, thưa sư phụ, khi mà mình tụng kinh niệm Phật á, mà nghiệp trước mình nó có xảy ra là do cái lòng từ bi mình không có, hoặc là do nghiệp, do mình còn sân si hay chấp gì đó nên một nghiệp trước xảy ra hay sao? Đạo tác nghiệp nó quay trở lại với mình. Hả? Mình sân si nó quay trở lại bực mình, là mình hết á. Tất cả trở lại là do mình chứ không phải người bên cạnh. Người tu á là mình chiến đấu với mình chứ không có chiến đấu người bên cạnh.
Rõ ràng người tu là chiến đấu với thằng tôi của mình chứ không chiến đấu với thằng tôi của người ta. Nếu mình chiến đấu với người ta tức là mình đã đi trật đường của Phật tổ dạy rồi. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Phải nhớ như thế này. Chiến thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu theo Phật là chiến đấu với cái tôi phàm phu tục tử của mình chứ không có chiến đấu với những người xung quanh. Khi mình muốn hơn thua với huynh đệ mình, muốn hơn mình đã thua, mình nó thắng mình đã bại. Cho nên muốn tu chân chính là phải chiến đấu với bản thân mình và cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Đó là con đường đi ngắn nhất và ngọn nhất và là chánh pháp. Chứ còn nếu mà còn hơn thua với người ngoài là trật rồi, không phải là Phật pháp, nhớ chưa? Là gì là Phật? Cho con hỏi một câu nữa là... Một câu nữa thôi. Dạ, ngày xưa, lúc trước kia là nhà con có đi biển, cha con là sát sanh nhiều á, rồi bây giờ con là người biết tụng kinh niệm Phật á, thì con có thể sám hối dùm cái tội mà sát sanh, đi biển sát sanh á, để cho cha con bớt tội được không sư phụ? Dạ được, mình cộng nghiệp với cha thì mình tụng thất Phật diệt tội chân ngôn chân nhiều vô để giúp cái tội sát sanh của bố mình. Không phải là ông dứt trừ được, bản thân ông muốn dứt trừ ông phải làm nhiều điều tốt lành rồi bản thân ông tự sám hối, nhưng mà nó vẫn phải quay trở lại một phần nào đó, không phải là dứt hết. Bản thân phải làm thật nhiều điều tốt để bù lại những nhiều điều xấu đã làm, bản thân phải tự làm hơn, rồi con có tụng kinh phụ thì cũng được, phải là cộng nghiệp cho nên con làm được. Con thấy là cha con là vì cuộc sống gia đình cho nên con nghĩ là cha con còn vô minh không có biết Phật pháp cho nên con thê cũng giống như là mình sám hối. Sư phụ hiểu rồi, nghe nè. Thầy có một người đệ tử ngày xưa nghèo khổ quá, bố của cô á mới làm những con heo á, đi làm thịt heo để bán nuôi vợ nuôi con á. Khi mà ổng bệnh quá rồi, mà bên này là bên Công giáo, ổng bệnh quá rồi mà không hết được, thì cái người cô gái là đệ tử của thầy đó mới xin gia đình á là cho nó cúng phóng sanh heo con á. Cúng sanh heo con thì ổng sẽ nhẹ. Mình nghĩ là cái chuyện đó nó mơ hồ đúng không? Tại sao người cha giết heo để bán nuôi vợ nuôi con, bây giờ con cái cúng heo phóng sanh làm sao hết được? Mà cái chuyện của ổng, nằm ổng bệnh rất là nặng, thì nó đem về quê đó đâu không biết, nó cúng những heo không, nó thả heo đi á, nó tụng gì vậy bé? Tước Dao á, tụng Di Đà Đại Bi xong xuôi rồi, nó thả heo xong xuôi rồi về bố, 10 ngày sau bố chết phải không? 10 ngày sau bố nó chết rất là yên lành, không có la hét như con heo nữa. Nhưng mà nó tụng nữa, 10 ngày sau ổng siêu luôn. Thế là người con á, cộng nghiệp với cha, cho nên người con được phép và có khả năng giúp đỡ cho cha mình giải được nghiệp chướng mà ông đã từng tạo trách trong quá khứ. Nên tụng thất Phật diệt tội chân ngôn cho nhiều vô, là khi mà ông cận tử nghiệp ông nhẹ nhàng hơn, không có la hét. Thì cái nó làm xong á là 10 ngày sau là ông già chết xong, 10 ngày sau nữa là ông già siêu luôn, về báo cho nó biết là đi luôn đó. Người ta làm được mình làm được, với điều kiện là phải có tấm lòng trong việc làm của mình. Thì còn nếu mà con thương cha con tụng thất Phật diệt tội chân ngôn nhiều, rồi tụng bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn nữa, thì ba cha con sẽ giảm nghiệp. Nhưng mà còn phần còn lại là ổng phải chịu trách nhiệm những tầng tạo tác chứ không phải là xóa hết được, nhớ không? Bởi vì mình không phải là người cầm cán cân của nhân quả, nhớ chưa? Nam Mô Di Đà Phật, chúc con may mắn. Dạ con cảm ơn thầy. Chuyển cái microphone cho người khác, chuyển qua đấy con, chuyển qua. Cảm ơn con đã hỏi những điều này cho bá tánh nghe nhỉ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi thầy, như con cũng mới tu tập năm mới đây, nhưng mà con hỏi thầy hàng đêm con tụng niệm như sám khói như thế nào cho hướng dẫn cho con biết. Dạ thưa, cái cuốn của thầy Thiện Chí tặng cho huynh đó. Dạ chưa có con. Chưa có rồi, dạ. Chút nữa có hen. Rồi như tụng cha mẹ con siêu thoát tụng 49 ngày như thế nào thầy chỉ. Rồi chút nữa sẽ chỉ cho huynh, hướng dẫn cho huynh. Có cái cuốn đó sẵn này, huynh sẽ làm theo. Trong đó ghi sẵn hết luôn, không cần phải là hỏi, đọc hết trong đó cái nghi thức sao huynh làm y vậy luôn. Dạ, dạ. Thì huynh đệ làm được mình làm được hen. Nó có sẵn hết trơn rồi, đúng không? Cơm nấu sẵn chứ có ngồi xuống ăn thôi. Thế gì là Phật? Ông như cháu nấu đó, mà mình tụng đêm nào cũng nấu hết trơn là nấu. Dạ, có ba chén cháu nhỏ nhỏ thôi, quên chút xíu thôi, đừng có nhiều quá, mình húp cái rột là hết rồi. Dạ. Ba cháu tụng xong húp rất là nhiều năng lượng với lại nước uống luôn, rồi muối gạo rải ra đường cầu cho của Quyền Thất Tổ được siêu. Dạ. Rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả đó. Dạ. Hả, có tụng là có kết quả, nha. Thế gì là Phật? Chúc may mắn. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ lên con... nữa hả? Không có, cái này con hỏi một câu à thầy. Hỏi đi. Cái cô mà tụng cái gì được đó đó ha. Giờ mua được nhà lầu chưa? Dạ được rồi thầy. Nhiều Phật nhỏ này nó hên ghê á. Thầy ơi, con tính hỏi thí dụ mình cũng củ quyền mình cúng cháo á thầy, nhưng mà con ăn cháo không có được, con ăn cái nó trợn ra sao thầy?
không ăn uống. Dạ. Cháo lỏng rồi uống luôn, không cần ăn. Dạ. À, con hỏi thí dụ mà con tụng 49 ngày vậy, con ăn lạc tháng 10 ngày á. Rồi sao không tụng luôn, ăn chay luôn đi mà còn ăn lạc nữa? Chồng con không có chịu, nói là chồng không chịu kệ nó, việc làm mình cứ làm của mình thôi. Nó buồn bỏ luôn sao thầy? Thầy nói không có tổn thương mà. Bỏ tài. Thôi cứ làm gì làm đi, mệt. Vậy là vừa tụng tháng 10 ngày thôi, còn nhiêu ăn mặn đó thầy. Mình ăn chay mình tụng kinh đi, còn cho nó ăn mặn. Thì con nấu đồ mặn á mà nó nói ăn bệnh buồn lắm chịu. Kệ nó đi. Ra quải ăn rồi mốt bỏ luôn á thầy ơi. Được không thầy? Bỏ tài. Làm sao làm đi, mệt rồi. Không cho hỏi nữa. Không làm, con hỏi. Con hỏi này nè thầy, tại vì á con bán á, con bán đồ tập quá mà hồi nay năm mấy con theo thầy, con cúng toàn là chay không mà sao con bán ế quá à. Bo tài. Tao đâu có bán đâu, tao biết mày. Thầy ơi, giờ á thí dụ mình cúng mặn giờ chay được không thầy? Không. Dạ. Không cúng luôn đi, làm gì làm. Bây giờ mà cúng mặn vô là mạt luôn đó, ráng chịu á. Vậy thôi khỏi luôn hả thầy? Ừ. Tụng kinh thôi, cúng gì cúng hoài vậy? Con cúng bánh trái mà sao để con bán ới quá à. Thôi thôi thôi, đưa trời khác đi, chút nói chuyện sao Di Đà Phật. Bé lôi ra ngoài nói chuyện đi bé. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay có duyên được gặp thầy, cho con xin hỏi là ví dụ như nhà mình tụng kinh đó thầy, mình tụng không được không ha? Mình phải thỉnh cái chuông với cái mỏ thầy. Dạ tùy phương tiện đi cô ơi, nếu mà không có cũng được không sao, nhưng mà nó chậm hơn chút xíu thôi. Nhưng mà có chuông cái mỏ tốt hơn hả thầy? Dạ phương tiện là cô, phương tiện độ mà, độ âm, độ linh, độ dương, độ sinh, độ linh. Dạ, giờ cho con hỏi câu nữa thầy, là tối con ngủ nằm mơ á, con ưa thấy con đi lạc á thầy, mà đi lạc lâu lắm không có tìm được đường về. Mà hả khi tìm rồi, được rồi, 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 khỏi nói nữa biết rồi. Dạ. Rồi xuống tụng kinh đi, sao không đi lạc nữa, Di Đà Phật. Cô mà còn mê tín nhiều quá là cô đi lạc đó. Cô mê tín nhiều quá cô sẽ đi lạc. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hiểu là mê tín rồi hen. Tự biết đi. Nam mô Di Đà Phật. Mở nút lên. Mở nút lên. Mở cái nút lên con. Mở cái nút lên. Đẩy lên. Nói to lên. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật ạ. Nói to lên. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, hôm nay có duyên gặp thầy. Để cho cô bình tĩnh này, hỏi sao, từ từ hỏi. Ừ, cô chưa hỏi thầy được. Cô bị nghẹn lời. Dạ, dạ, từ từ, từ từ, từ từ. Thế sau thứ dài đi cô. Góc bên này nè, cánh bên này hỏi cho nhiều vô nè. Mấy đứa theo sư phụ kìa, hỏi cho nhiều vô. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, ngưỡng bái bạch thầy, hôm nay cũng được sự duyên lành. Cũng nhờ chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chúng con ở Quảng Nam. Từ lâu là con cũng đã ngưỡng mộ thầy. Cũng muốn gặp thầy một lần để mà đảnh lễ thầy. Thì hôm nay có duyên lành thì thầy cho con được đảnh lễ tam bái thầy trước rồi. A Di Đà Phật, cảm ơn công đức của huynh. Xá được rồi huynh, cảm ơn huynh nha. A Di Đà Phật, cảm ơn huynh đến thăm. Dạ thì thầy cũng cho con xin phép hỏi một số câu hỏi. Thì trước khi hỏi thì con cũng xin tất cả các quý vị đạo hữu ở đạo tràng của thầy Thiền Trí thông cảm. Có ai lên đây. Yeah. Rồi. Dạ con xin phép thầy. Thì hôm nay là con cũng có được sự duyên lành đến tỉnh thất Thiền Trí. Thì cũng nhờ hồng ân của
chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát và cũng gia hộ cho con. Con ở xa, ở tận Quảng Nam mà con đi vào đây là ba người, con và vợ của con và em trai của con. À, con từ lâu thì con cũng đã ngưỡng mộ thầy, khắc ái để gặp thầy một lần để đảnh lễ, thì hôm nay con đã thực hiện được nguyện vọng của con. Sau đó thì con cũng có một số câu hỏi để hỏi thầy, để mà giải đáp những cái gì con chưa biết, thì con cũng mong thầy từ bi hoan hỷ cho con. Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật biết sẽ trả lời. Dạ. Và sau thì con cũng xin cáo lỗi cùng tất cả các quý vị đạo hữu ở toàn cái tỉnh thất của Thiền Chí. Những quý vị nào có những câu hỏi mà chưa hỏi được thì có gì đó con hỏi trước, thì kính mong quý vị thông cảm và tha lỗi, chứ đừng có nghĩ vì số lượng câu hỏi của con là ảnh hưởng đến quý vị. Dạ không, cái con hỏi nhiều khi hỏi câu hỏi người ta cần hỏi nên sao, phải không? Hỏi đi con. Dạ. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, nếu không chuẩn bị gặp thầy sẽ quên hết. Phải chuẩn bị, gặp thầy là quên sạch, không nhớ gì. Dạ là con kính bạch thầy là bản thân con là con tụng kinh cũng được lao về kinh của thầy. Nhưng mà sau là con bị tức cái ngực, mà nó tức từ phía trước qua phía sau. Nhưng mà lúc con tụng kinh rồi ngưng. Dạ. Con tụng kinh, hơi thở con cạn là một. Hai nữa là cái lưng sau bốn con không mở. Lưng sau bốn con nó đóng, bởi vì lòng từ bi con nó chưa rộng. Con còn hẹp trong gia đình con quá. Con hiểu không? Con mắt con đỏ nữa, tánh sân nó còn. Cho nên lưng sa bốn là nằm ở cái giữa ngực con tức từ trước ra sau. Và lưng sa bốn của mình là cái từ tâm. Lưng sa bốn là lưng sa từ tâm, nó đóng, nó không mở được, nó không thông được, cho nên nó tức, nó khó chịu. Rồi hít mạnh vô. Nè, hít mạnh lên nè. Làm vậy đi. Mạnh. Không, phà một cái thiệt mạnh. Rồi nói vậy đó. Rồi tiếp tục. Đúng rồi, làm tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi. Ở lại coi. Hết tức chưa? Dạ, con xin cảm niệm công đức của thầy. Nhưng mà ý là con hỏi thầy là con lúc bây giờ thầy... nhẹ chưa? Dạ nhẹ rồi thầy. Xin cảm niệm công đức của thầy. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Tại vì là con hỏi ở đây là con tụng nó hết, nhưng mà lúc mà con không tụng cũng đi đâu, hay con là con hay thỉnh thoảng để bị chút nữa thì chỉ dạ, cho dạ. Làm hết nha. Dạ, con xin phép hỏi câu hỏi thứ hai. Lúc mà con tụng kinh, mà lúc con tụng kinh của thầy, tụng kinh A Di Đà đó, con đổi giọng, là con biết con đổi, có thể con đổi ba giọng, nhưng mà lúc con cảm nhận một có một cái nguồn năng lượng nào đó vào cơ thể con, nhưng mà cái đó thì con không biết là năng lượng đó là tốt hay là xấu, là năng lượng chánh hay là năng lượng tà, thì con cũng chưa cảm nhận được vấn đề đó, thì mong thầy là từ bi giải cái nghi lên cho con. Dạ huynh đệ, khi huynh đệ tụng kinh mà buổi sáng thì tụng kinh Lăng Nghiêm, giọng thầy giống con gái. Giọng của thầy rất là trong, buổi sáng dậy sớm 3-4 giờ vậy thầy tụng, giọng thầy rất là trong, giọng con gái. Nhưng mà phải biết rằng là khi mình ngồi xuống công phu á, mình là Phật. Cho nên không ai được phép vô cái nhà này ngoài mình ra. Trong nhà này có một ông Phật, mỗi chúng ta đều có một ông ở trong nhà này. Thì ngồi xuống công phu không ai được phép vô căn nhà này ngoài mình ra. Cho nên mình tụng kinh với cái lòng chân chính, cái tâm an lành hạnh phúc, mình tụng hết lòng đi thì không ai được phép mượn căn nhà này ngoài mình. Cho nên chính mình chứ không phải người khác. Nếu mà con một cái lực nào vô con rồi, con đã thay tâm đổi tánh rồi. Tức là không phải thay con cái lúc mà con tụng kinh. Nếu mà đã vô tụng kinh rồi là nó ở với mình hoài, nó không đi được. Hoặc nó sẽ mượn mình làm phước cho nó. Mà mình biết mình là chủ nhà, cho nên không ai được phép mượn căn nhà của mình ngoài mình ra. Cái tư tưởng mình rõ ràng là mình chứ không phải là ai khác. Phải có tư tưởng như vậy, nhớ chưa? Hiểu không? Đúng rồi, nhưng mình không cho khác, bởi vì mình làm chủ. Phải biết mình làm chủ là không ai được phép mượn. Thấy không? Dạ đúng vậy. Cho nên tụng cho củ quyền cho nhiều vô. Chỉ khi chúng ta tu ngộ lắm, khi mà có một các vị họ tu trước rồi, họ có một cái năng lực rồi, mà họ gãy nửa chừng, họ không tu kịp. Thì khi mà mình có cái lòng mà mình phát tâm tu, người ta thấy mình cái thức mình muốn tu như vậy, người ta lại gần mình, nương vào mình để tiếp tục tiến hóa.
để làm phước. Nếu mà họ lớn được mình á, mà họ làm, họ bắt mình làm theo, mà mình làm theo là họ lớn được mình rồi, thì họ nghĩ rằng họ sẽ tạo phước được. Thực sự là hoàn toàn sai lầm. Nhà của người nào người đó xài, căn nhà này của anh này, căn nhà này của thầy, căn nhà này của huynh, nhà người nào người đó dùng, đây là phương tiện để cho ông thầy, ông Phật của mình tu. Là chỉ có một người giết được tu thôi, là dùng phương tiện này, còn người khác mượn là vớ vẩn. Nhân huynh quyết định, huynh làm chủ. Một tư tưởng làm chủ, không được phép vô, nhớ chưa? Dạ dạ, con xin cảm ơn công đức của thầy. Và vợ chồng con thì cũng tu theo cái pháp môn của thầy, cùng mới thằng em của con thì con cũng mới giới thiệu sao nó cũng đang tu tụng xong 49 ngày xong rồi. Và tụi con thì cũng tụng tu thì hàng đêm thì tụi con cũng tụng kinh A Di Đà. Nhưng có một ngạc nổi là vợ chồng tụi con tu nhưng mà hai đứa con nó thỉnh thoảng nó hay bị đi đâu, rồi ví dụ mình đi chở đi đâu thì nó hay bị đau bị đồ. Thì cũng biết chắc lẽ là tụi con tu như vậy thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề không khi cái. Mình ngồi xuống tụng kinh, vợ chồng tụng kinh á, đại bi tụng, đại bi tụng vãng sanh cho nhiều vô ha. Dạ. Vãng sanh nhiều vô, lấy cái nước trên bàn thờ cho mấy em uống. Dạ. Khi mà em bị á, khi mà em bị đi đâu là nó vong linh không phải làm nó mà lại gần á, bởi vì theo tụi con đi về phải theo nó. Dạ dạ. Khi chúng ta phát tâm tu á, cái năng lượng của người mình phát rất là lớn. Khi mình tu mình chiêu cảm được các vị vong linh, hương linh, âm linh chung quanh đó, họ đi theo mình. Đây là cái phước để mình tiếp tục tạo âm đức, cho nên về nhà bình an tụng kinh để tạo giúp cho họ siêu thì âm đức càng lớn. Những đứa nhỏ mình lại gần nhỏ mình tụng kinh xong lấy nước cho nó uống xong á, mình rảy nước cho mặt em thì em sẽ tỉnh. Dạ, hiểu nói không là mình dạ. Sải tỉnh, bởi vì khi mà vong linh mà mình rảy nước họ, họ sẽ siêu liền, họ không tụ lại được. Thì đó đừng có ngại, khi mà thấy bị như vậy mình biết là mình có tiếp tục làm được những điều là điều phước, nhớ không? Dạ con xin cảm ơn công đức của Đà Phật rồi. Dạ thì trên bước đường tu thì con và cùng tất cả gia đình của con thì cũng phát tâm tu, nhưng mà làm sao để mà mình tu theo cái pháp môn của thầy để bản thân mình giữ chính được bản thân mình, rồi trước tiên rồi mình mới giữ được con cái hay những gì trong gia đình. Thì thầy cũng hoan hỷ chỉ cho con một dạ, cái. Dạ Di Đà Phật, khi ngồi xuống tụng kinh, há tụng kinh là tạo phước cho gia tộc, cho bản thân, cho con cái trong nhà. Cha mẹ tụng kinh thì con cái hưởng, con cái tụng kinh cha mẹ hưởng, mà chúng ta cộng nghiệp với nhau. Khi ngồi xuống tụng, cả nhà tụng hoặc là vợ chồng con tụng gì nữa, là mình ngồi xuống đó, mình làm hết lòng đi rồi giúp cho quyền cái tổ mình siêu đi. Nhất nhân chứng đắc của quyền thăng, khi chúng ta ngồi xuống tu tụng mà giỏi thì mình đã hiểu được luật, mình tu tốt thì của quyền mình có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Mình giải trừ nghiệp chướng quan gia của mình luôn hiện tiền trong lúc ngồi xuống tụng, mình đang giải trừ bệnh tật và quan gia trái chủ của mình, đồng thời giúp đỡ của quyền siêu. Đó là việc làm của mình, mình phải để hết tấm lòng một tâm trí trời vào, việc làm mới được như ý. Hả tụng kinh là phải hết lòng, hả tụng kinh là phải hết cái tâm, biết rằng mình đang làm cho của quyền thất tổ theo luật bất di bất dịch của vũ trụ. Khi mình giúp đỡ các ngài siêu, các ngài sẽ giúp cho con cháu hương thịnh, đó là luật. Bây giờ âm siêu thì dương thới, rõ không? Con cứ hết lòng gì cũng đó đi, hết lòng đi, các ngài sắp xếp xếp mà không cần phải ngồi đó suy tư. Thầy tụng bao nhiêu năm rồi thầy đâu có bao giờ suy tư gì, thì ngồi xuống là tụng hết lòng, thầy tụng là hết lòng. Thưa thầy, là nếu như trên bước đường đây mà nếu cũng đi tu thì tất cả các quý vị đạo hữu cùng huynh đệ ở đây thì cũng đã hiểu rồi, vì mình đi ngược dòng mà ngược dòng thì tất nhiên dạ, đúng vậy. Gặp những cái vấn đề rất là khó khăn. Nhưng mà cái dòng nó dễ thì cũng đỡ, nhưng lúc mà nó trúng cái dòng sái thì làm sao để mình vượt qua. Dạ, thưa, chính vì đó mình phải có định lực cho sự chịu đựng, phải kiên nhẫn, đồng thời cố gắng làm sao đừng có nổi sân hoặc là nổi điên lên để mình đối trị. Khi mà pháp thế gian tới mà mình dùng thế gian pháp để đối trị, tức mình đang dùng phàm trí để đối trị cái phàm trí. Thay vì một cái pháp thế gian phàm trí tới với mình mà phải dùng thánh trí trị, để tự nhiên đừng chống đối. Hả, để tự nhiên là nó qua, hành chống đối nó vướng lại sẽ có chuyện. Thế là mình không phải thọ cái thế gian pháp. Vì thọ thế gian pháp cho nên mình bị nó cuốn mình, gọi là chướng duyên. Mình phải đối trị bằng cách là, thí dụ nó nói một câu không vừa ý, nó làm cho mình khó chịu, mình không dùng phàm trí nói lại, mà dùng thánh trí trị là phải làm tin kệ nó. Quýnh hiểu không? Dạ dạ. Ấy con là nếu con cái đoạn đường con đi như vậy, con có phát tâm của con muốn. Nếu con không có định lực cho nên con bị chao đảo, cho nên cố gắng làm sao dùng cái tâm để làm dây cương cưỡi con ngựa ý của mình á, dùng cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến để đối trị cái việc xảy ra trên địa đường đó. Con phải dùng cái Phật trí mình đối trị với nó, chứ đừng dùng cái phàm trí đối trị. Con hiểu ý không? Con phải chịu đựng và dùng cái trí tuệ, cái thánh trí của mình á, để mình tìm ra cái nguyên nhân để mình tiếp tục mình đối xử, tiếp xử và hành xử với nó, để không tạo tác nghiệp của hai bên. Con hiểu ý thầy chưa? Hả? Nếu không hiểu thì chút nói chuyện.
con thấy quý vị cũng hơi nắm lòng. Con cũng muốn xin hỏi một hỏi câu nữa đi rồi. Dạ, một câu nữa là con được hỏi nhiều thì giờ lắm. Dạ. Dạ dạ. Là một câu hỏi để cho vợ con hỏi để cho thầy nhờ thầy. Dạ. Dạ dạ. Con hỏi trở đi một câu nữa đi đã rồi chuyện khác. Dạ để cho con nhường cho vợ con hỏi. Bây giờ coi bạn con phải không? Dạ vợ. Dạ. Ok rồi. Dạ. Ok hỏi đi con. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy. Kê sát vô con. Kê sát vô. Con cũng cầu mong được gặp thầy. Thì con như chồng thì con cho xin thầy cho con đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật con dạ. Luôn quá thầy. Nói lớn cho mọi người nghe con vậy. Dạ. Chào thầy, thưa thầy cho con hỏi đó là bản thân của con á là như con là con không dùng đồ cúng được thầy. Dùng đồ cúng vào là con sẽ bị đau trong người á thầy. Dạ. Dạ. Mong thầy giải thích giùm con. Thôi đừng ăn. Dạ. Dễ vậy. Dạ không ăn là đúng rồi, con đâu có ăn đâu thầy. Dạ ăn đồ khác. Nhưng mà có nguyên nhân á thầy. Làm sao biết được? Mình không ăn được, không ăn được đừng ăn thôi, dễ mà. Dạ. Mà thầy thì cúng xong thầy bốc khoai mì thầy ăn liền tại chỗ, thầy đâu có bị đâu. Mà sao con? Dạ, còn bản thân của con á là thầy nhìn thầy con biết á là con có một cái tâm linh đó thầy. Là hay về người con á. Linh đồng á hả? Dạ. Ở ngoài trung mình nó có bệnh, có bệnh nó nhiều lắm đó. Ừ. Dạ con cái này là từ lúc đó là con về bắt đầu con phát nghiện tu luôn á các vị cũng. Bây giờ mình độ luôn cái người đó luôn, mình không cho họ vô nhà mình, nãy nói mình nhà mình làm chủ. Mình không cho người ta vô là không vô à. Chứ con chỉ cần mở cái cửa thôi nhào vô liền. Trong người mình nó có gọi là ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó gọi là ngũ ma nội ấm. Khi mình chỉ cần mở một cửa thôi nó sẽ lọt vô. Cho nên mình không cho họ vô, họ không phải là cái gì đó. Họ phải nương vào mình để mình độ cho họ siêu, chứ họ không được phép làm gì trai hoặc độ ai cả. Bản thân họ không có căn nhà này lấy gì độ. Cái nhà này là nhà chung. Mỗi một chúng ta là một căn nhà của Phật. Trong nhà chúng ta có một ông Phật. Không có người nào được phép mượn hết á. Còn nếu mình cho nó mượn chẳng qua gì mình mở. Trong người mình nó có ngũ ma nội ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Nếu mình chỉ mở cửa này ra thôi họ sẽ nhào vô. Khi mà mình kém năng lượng quá thì họ sẽ mượn mình. Cho nên mình dứt khoát mình không cho mượn. Bởi vì cái nhà mình đã có ông Phật ở rồi. Quý đệ nào mà muốn cho nhập cái tự nhiên. Nhưng thực sự nếu quý đệ cho vậy, quý đệ đã tạo lỗi lầm. Người âm không có cơ hội gì ngoài cái bản thân xin phép người ta cho được siêu. Họ không có gì nhập cho người khác mượn nhà rồi độ này độ nọ, không bao giờ có. Cho nên chúng ta giúp đỡ họ siêu là phước, là gọi là âm đức. Còn bản thân họ không có nơi nương tựa, nhà không có, thân không có, làm gì cho ai? Bản thân mình còn không xong, còn bay tới bay lui, không có chỗ nương tựa, lạc lõng bơ vơ lạnh lẽo, sợ hãi đủ điều đủ chuyện, thì mượn căn nhà của người ta làm cái gì? Coi con mắt á, nếu con lấy cây nhang cái đốt á, làm lấy cây nhang đốt à. Kệ, cứ để làm đi, để em làm đi con. Kệ đó, kệ để em làm đi, đó hết rồi đó. Dạ, bố Phật, con chào thầy. Dạ. Yeah. Thì tụi con cũng mượn cái căn xác màng này để tu tập. Dạ kính bạch thầy. Dạ. Dạ mà con có một câu hỏi á, là ba mẹ con đã mất hết rồi nhưng mà nhà con dòng họ con chỉ có anh con là biết tu hành nè. Nhưng mà chị gái con với các anh trai con á là cúng đám giỗ là làm mặn không à. Cái con nói biết là cúng chay nhưng mà cúng mâm đất đai cô bác là cúng mặn nữa. Rồi con nữa con có tụng kinh niệm Phật đâu á. Rồi ba mẹ con có siêu không thầy, con sợ không siêu cái mà con nhìn tấm ảnh của mẹ con á là nó hiện về con heo, con gà, con vịt nó hiện về hoài luôn á. Con bị bệnh rồi đó. Con bị bệnh rồi đó. Với lại con bị mất ngủ á, 4-5 năm nay con ngủ không được. Con bị bệnh rồi. A Di Đà Phật. Dạ, chút nữa có người nói chuyện với con nha. A Di Đà Phật. Khi bên đệ mà đứng nhìn ảnh ông bà mình mà thấy này thấy kia là mình bị bệnh đó. Bị trầm cảm, bị tự kỷ rồi nghĩ thấy bà thấy bà mình không thấy vậy được nha. Chút nữa có người nói chuyện với con ha. A Di Đà Phật. Rồi ai hỏi vậy con? Dạ. Con Di Đà Phật chào con.
Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thưa thầy, thầy cho con thêm là con chưa có hiểu lúc nãy thầy. Thầy có nói về vấn đề là mình phải, tất cả đều do nhân quả, mình phải nhẫn. Thì con cũng đã có xảy ra chuyện, con cũng không, con cảm thấy hổ thẹn là mình, con không đôi co, nhưng con cũng có buộc miệng đối đáp là thì việc của tôi thì tôi phải làm. Thì chính sau đó thì con phiền não và sân si sau lưng thôi. Con đã oán trách, giận hờn. Thì chính điều này con nghe thầy nói con thấy hổ thẹn lắm. Bây giờ con xin thầy giúp cho con để làm sao để vượt qua được cái này. A Di Đà Phật, cảm ơn con đã hỏi. Dạ. Dạ. Đứng lên đi con. Đại huynh đệ, chúng ta không đồng ý trước mặt, không phải riêng mình. Mình ra sau lưng mình đóng cửa cái rầm lại, thầy đã thấy nhiều cảnh đóng cửa lại rồi khóc lóc. Yeah. Gặm chân, gặm tay, đập đồ, phá đạc trong nhà của mình. Yeah, rồi trước mặt người ta thì mình không làm, nhưng sau lưng mình chịu không nổi mình làm. Yeah. Thì mình cũng có lỗi lầm trong đó. Yeah. Nếu xong thầy xong không giải quyết, nếu thí dụ mình trước mặt mình không nói, sau lưng không thèm làm luôn. Kệ nó. Dạ, mà là con lỡ sau lưng. Bây giờ không làm nữa, bỏ. Bỏ. Không dùng, không lặp lại, ngồi sám hối tụng kinh niệm Phật đi chỗ khác. Thí dụ mà chứng viên tới trước mặt mình, tại sao đứng đó để tạo nghiệp hoài vậy? Sao không quay lưng bỏ đi đi? Vô phòng đóng cửa lại cho nó xong chuyện. Tại sao phải đứng đó đối diện cái sự không vừa ý? Tại sao phải đứng đó phải tiếp chuyện hoài cho nó có chuyện? Rút dù đi để khỏi tạo tác hai bên, rõ chưa? Dạ, dạ thưa thầy, cho con hỏi thêm. Trong gia đình thì con muốn tu, nhưng thân bằng huyết thuộc anh em thì không ủng hộ, không ngăn cản, nhưng để mà đồng tình thì không có. Thì cái người anh ở gần con, anh không có thích, cho nên con không có giận. Sao con không buồn, không giận, con cũng cố gắng tránh. Nhưng đụng chuyện thì mới xảy ra chuyện. Đọc vãng sanh cho nhiều vào để giải trừ oan gia trái chủ trong nhà, giúp đỡ của quyền thất tổ. Bây giờ họ không làm, mình làm, kệ. Trong nhà chúng ta, gia đình thầy 17 anh em, có mình thầy tụng kinh à. 16 đứa kia đâu có làm, nó ăn nó quậy không thôi, mà thầy cũng làm tin. Mà thí dụ thầy nói một lần không nghe, thầy đục vô con mắt rồi xong. Nhưng hồi đó hồi nhỏ thôi, sau này thầy không có làm nữa. Thầy tạo nghiệp rất nhiều, anh chị em thầy là dân quậy. Thầy nói trước đấy sau thầy đục rồi. Nhưng mà sau này thầy tu, thầy bỏ cái tánh đó, thầy không đục nữa. Thầy làm tin luôn, thầy cứ lo tụng riết. Giờ thầy giải trừ hết luôn. Khi mà mình còn trẻ, hả, người ta nói không vừa ý mà thầy nghĩ là thầy đúng không à. Thì thầy tụng kinh là thầy đúng, còn không tụng kinh là trật. Cho nên hả, nói tới lui thầy quật vô mặt liền tức thì. Nhưng sao thầy mới hiểu là mình vớ vẩn, mình tầm bậy. Càng tụng là phải càng yên lặng, càng rút lui. Hả, nó cự mình biến liền, không bao giờ để cho tao có cơ hội tạo nghiệp. Khi huynh đệ tới chỗ này mà hả có mặt mình mà nó tạo nghiệp là mình lặng liền tức thì, không cần phải xuất hiện để không tạo tác nghiệp. Thầy có nói một câu, nếu tôi đến nhà huynh đệ mà trong gia đình có một người không ưa thầy là thầy không bao giờ có mặt. Bởi khi thầy tới, người đó sẽ có phương tiện tạo nghiệp ác, cho nên thầy không đến, để nó không có phương tiện tạo ác. Huynh đệ hiểu ý chỗ này không? Hiểu thầy không? Yeah. Khi thầy đến với huynh đệ mà trong nhà có mùi không ưa thầy là dứt khoát thầy không bao giờ đến, để người ta không có điều kiện và phương tiện tạo nghiệp. Còn nếu thầy cái mặt dày lên thì người ta có cơ hội chửi, cho nên thầy không tới. Thầy nên đừng có phiền mời thầy, rất là khó. Bây giờ thầy không muốn gia đình có người chửi thầy. Thiệt đó. Năm người tin, một người không tin, nó bậy là mang tội rồi. Mà nói lộn cái người là còn khổ nữa. Khi mình chọi cục đá mà vô vết tường nó không lũng đá, nó đưa vô trong mặt mình là mình vỡ mặt. Cho nên mình không được phép cho người ta phương tiện nói bậy, không được phép cho người ta phương tiện nghĩ bậy và làm bậy. Bởi vì mình chính là nguyên nhân cho người ta làm bậy, rõ không? Đó là mình trở thành người bậy. Biết rằng là tới đó là xui thì nó không tới. Biết rằng tới đó sẽ bị người ta nói bậy là không tới, để người ta không có phương tiện nói bậy. Nhớ chưa? Yeah. Nhớ không? Để ta khi mình đụng chuyện là rút lui liền, không có được nói. Dạ, A Di Phật, con đội ơn thầy đã khai thị. Thầy cho con còn một cái nơi là con có duyên với kinh Địa Tạng nhiều hơn. A Di Đà Phật, cho nên người ta mới ghét cô đó. Dạ. Cô tụng Địa Tạng, cô có đưa người ta đi hay cô tụ tập về nhà một đống? Chính vì chỗ này cô tạo tác biết bao nhiêu oan trái. Cô tụng Địa Tạng là tất cả các loại cô hồn tử về nhà mình ở hết. Mà những người không tu họ sẽ điên với cô trong âm thầm. Cô không biết tại sao người ta ghét cô, người ta chửi cô, người ta mắng cô. Rồi cô đem quá nhiều thứ về nhà mà cô không giải quyết, mà cô không nuôi. Dạ. Cô không giúp người ta siêu. Cô dạ. Đem về chồng chất ngồi thì càng lúc gia đình cô càng tan nát. Cô sẽ không bao giờ được người ta ưa cô. Dạ. Dạ, bây giờ đừng có tụng nữa. Cô làm thầy Pháp hả? Dạ thưa thầy. Không có tụng tạng chi.
Thưa thầy, khi con mang bầu thầy bé, biết rồi, dạ. Tụng Địa Tạng theo cuốn sách nói đúng không? Dạ. Ừ, dạ. Thì không tụng nữa, dạ. Tụng A Di Đà cho nhiều vô, giải được tất cả vun trong nhà của quyền của mình trước đi. Dạ. Còn như nào làm thầy pháp thì tụng Địa Tạng, nhớ không? Thưa thầy, tại con khởi tâm ý thì cái sư phụ của con quy y thầy nói thì đừng có khởi tâm ý hứa thì sẽ nợ với Tam Bảo, thì thôi cứ phải trả nợ lần lần. Không cần. Dạ. Nói xuống bây giờ con không đủ lực làm lại ba lại xong xuôi rồi cứ tụng A Di Đà cho thầy đi. Dạ. Chừng nào ông Phật bắt lỗi cô kêu ông lại gặp thầy. Vâng, dạ, A Di Phật, con còn con nhỏ, con công phu lúc nắng lúc mưa con cũng cảm thấy tội lỗi, xin thầy giúp con. Con còn con nhỏ không có ai. Có sao đâu cô? Không sao vậy? Thưa thầy, có nghĩa là lúc thì con công phu được, lúc thì con không công phu được. Chuyện đó là của mình tu học thôi, ông Phật không xía vào, ông Phật cũng bắt lỗi của ai. Dạ. Vấn đề phải nhớ là chư thiên chư Phật chúng ta không bao giờ bắt lỗi chúng ta, không bao giờ. Các ngài thương chúng ta, rất là thương chúng ta. Các ngài chỉ chờ cơ hội giúp đỡ mình tiến hóa, chứ không bao giờ bắt lỗi con cái của mình. Còn ông Phật nào bắt lỗi con cái của mình, ông này là Phật dởm, Phật vớ vẩn. Chư thiên chư Phật chúng ta không bao giờ bắt lỗi ba tánh chúng sanh. Cái loại bắt lỗi bá tánh không phải là chư thiên chư Phật, nhớ chưa? Dạ. Phải nhớ như vậy. Chỉ có huynh đệ chúng ta bắt lỗi lẫn nhau thôi, tìm mọi cách bắt bẻ chỉa trọt đủ điều nói chuyện là người thế gian với người thế gian. Còn các vị đã chứng đắc không bao giờ thấy lỗi lầm của mình. Nhìn coi ông có nói gì không? Nhìn cho dạ, kỹ đi. Dạ. Người ta ngồi im nó còn chưa chắc yên với huynh đệ nó đó, đừng nói. Nếu muốn mà cái cục giàu hơn cục vàng y nó bỏ đây, nó cục gỗ ra đường nó đừng có tưởng. Phải không? Đưa cái tượng Phật màu vàng thối bự về coi, đưa cục gỗ biến liền trong chậu để cục vàng lên nó mới linh hơn á. Cục đá còn chưa chắc yên thân với mình nữa nè, phải không? Hôm nay nó vui nó để nó cúng cái thời mốt đưa cục giàu hơn, nó giục cái cục ra đường bỏ cục kia vô. Yeah. Mình còn chưa dĩ mấy cái tượng Phật cục đá còn chưa dĩ cô nữa, hiểu không? Yeah. Thì làm sao các ngài la mình, nhìn lại coi không có la gì không? A Di Đà Phật. Dạ. Ông Phật nào la con đệ nói với thầy. Dạ. Nhen. Thầy không phải thì ngang đâu, mà luật là thế đó. Dạ. Nói Phật bắt lỗi bá tánh không bao giờ có. Dạ, tự nghĩ vớ vẩn tầm bậy tầm bạ. A Di Đà Phật, cảm ơn con. Dạ, con đội ơn thầy, con đội ơn thầy cô bác. Dạ. Thầy nói chuyện ngang không phải, thầy rất là khoa học. Chúng ta tu mục đích chính là mình chuyển hóa con người của mình, chuyển hóa nghiệp lực, chuyển hóa tâm tánh của mình thành một người tốt hơn, chứ không phải là kêu mấy ông kia ở ban phước giáng họa. A Di Đà Phật con. Dạ. Rồi xong rồi con. Chúng ta đừng có nghĩ khía cạnh đó. Chư Phật, chư Thiên Bồ Tát không bao giờ thấy lỗi lầm của mình. Chỉ có chúng ta nhìn lỗi lầm của nhau thôi. Mà người tu tốt là không bao giờ thấy lỗi lầm của huynh đệ, mà thực sự là người tốt. A Di Đà Phật con. Chào thầy A Di Đà Phật ạ. Dạ thầy cho con hỏi tại sao nhà con á là cứ có chuyện nhà con không biết sống thì rất bình yên, nhà con cả nhà ăn chay luôn ạ. Nhưng mà cứ nói đến Phật pháp là người ta cười. Nhà con thì cũng hiểu thì con cũng không nói gì, con cứ im vậy thôi ạ. Nhưng mà tại sao con hỏi là nhà con cứ có tiền là có chuyện xảy ra ạ? Có tiền là có chuyện à? Gia đình con rồi có làm phước không? Vậy là con hay cúng thí thực mỗi tháng hay cúng thí thực à? Có giúp đỡ người nghèo không? Dạ có ạ. Dạ được Phật. Mà hát có tiền là có gây lộn á hả? Có nghĩa là con ví dụ như nhà con làm thì ví dụ như tháng này được 100 triệu nó lại xảy ra chuyện rất là lớn à. Cho nên bây giờ tụi con về ngồi xuống tụng cho của quyền đi. Con bất ổn rồi đó, trong gia tộc bất ổn rồi đó. Là gọi là có chuyện xảy ra thường xuyên á là do tài lộc của gia đình bất ổn, cho nên tụng của quyền thiệt nhiều vô sẽ hết. Trong một hai người nhà đình con nên ngồi xuống tụng, đã ăn chay rồi nên tụng kinh thì con mới giúp được cái quan gia trái chủ đó tiêu trừ được, là chỉ có tụng cho của quyền thôi. Chúng ta phải giúp đỡ của quyền siêu thì mọi chuyện sẽ được yên lành. Phải không? Con có cuốn đó rồi phải không? Có rồi phải không? Dạ con hay đọc Chúa Đại Bi gì ạ? Thiếu A Di Đà đó con. Dạ. Tụng A Di Đà rồi cúng cháu thầy nói đi thì con sẽ giải quyết vấn đề đó. Nếu con tụng vòng 100 ngày thôi con sẽ giải quyết được đó đó. Ngồi xuống tụng đi nha. Con thì nghe bố nói thì kêu tụng 21 lần Chúa Đại Bi á. Rồi tụng bên A Di Đà con... nữa. Dạ, con... Thì con mới giải được cái quan gia trái chủ đó. Con tụng hoài mà con chẳng thấy cái gì. Thế bố con kêu tụng lại. Thế giờ con tụng xong cái lưng con nó đau, mà cái ngực con nó tức lắm mà. Thực nó tụng lại rồi, từ bây giờ con tụng lại rồi, nhưng cái lưng nó đau, ngực rất là tức à. Tại vì con không có buông được cái gì trong người con đó. Con không buông, con bỏ cái chuyện đó đó. Con giữ cái chuyện mà con khó chịu, con giữ ấm ức trong bụng hoài, con mới bị như vậy. Giống như em kia, anh kia vậy đó. Chúng nữa thầy sẽ đập cho mấy phát sẽ hết, ok. Chúng sẽ làm cho, nha. Bây giờ là Phật thầy sẽ chỉ cho con làm, hen. Để giải trừ cái quan trái trong nhà của con nha.
Rồi chúng để thầy làm cho con, ok. Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy. Di Đà Phật, rồi. Chúng thầy làm cho hết đau lưng hen. Di Đà Phật. Rồi khỏe. Dạ hỏi. Đi mình còn giờ nhiều lắm, tới 11 giờ lận. Dạ. Mỗi người một câu thôi. Quý này lắng nghe đi, nhiều khi người ta hỏi một câu hỏi lặp lại. Nam mô. Cũng bị giống như mình hỏi lại, hiểu không? Nam mô Di Đà Phật ạ. Nam mô chúng ta thầy ạ. Con xin phép hỏi thêm câu nữa. Dạ gần, để gần sát vô. Sát vô cái miệng. Alo. Rồi đấy, ừ. Dạ, cho con xin hỏi con đây mẹ của con ạ. À. Lúc này thấy tình trạng sức khỏe mẹ thấy khác lắm, thấy sắc mặt cũng hơi khác. Với lại hơi cười khóc giống như là không phải người lớn. Không phải lớn là con nít hả? Thấy lạ lắm thầy. Thất thập như đồng nhi á, 70 tuổi giống như nít á. Con cũng cũng tụng kinh niệm Phật rồi cũng cầu xây chuyển nhưng mà như cái không dạ nghe rồi huynh, nghe rồi, nghe rồi, ngồi xuống đi. Một chút nữa 11 giờ chúng ta một cái thời kinh để cầu oan gia trái chủ của quyền thất tổ. Rồi sẵn cái dịp mà trăm ngày của mẹ thầy Thiện Chí á, chúng ta ngồi xuống tụng thời kinh A Di Đà để cầu giải trừ oan gia trái chủ ngay tại lúc này, ngay tại đây luôn nha. Chúng ta thầy sẽ làm cái này rồi thầm sẽ sái tình cho huynh đệ hen. Sẽ lắc chuông, nếu huynh đệ nào có ma vong linh theo á thầy lắc chuông lần một thôi là họ sẽ đi hen. Chú thầy làm điều này, A Di Đà Phật, cảm ơn con. Dạ. Những nghiệp tốt đều do cách cư xử ăn nói của mình hết á, chứ không chạy đâu cả. Trên các ngày dạy mình ăn nói phải tế nhị, dùng những ngôn từ rất là nhẹ nhàng, tế nhị lịch sự để nói chuyện, thì mình sẽ tạo rất nhiều điều lành trong cuộc sống của mình. Quý vị muốn sống khổ hay sống tốt? Mình thích tốt lắm chứ mà tại sao tiếp tục nó bậy hoài, đúng không? Mình muốn tốt hơn người khác nhưng mà cái miệng vẫn tiếp tục nó bậy, cái đầu tiếp tục nghĩ bậy, cái thân đầu làm bậy mà đồ làm tốt. Nói chừng mà đặt vô cái đó, trời tôi sống tốt tôi bị. Sống tốt làm sao mà bị, phải không? Quý đệ nghĩ lại coi tại sao mình bị cái này bị cái kia. Bởi coi lại coi mình đã làm gì mình mới bị chứ. Chứ phải tự nhiên đâu, không có cái gì tự nhiên trong cuộc sống hết á. Phải có qua có lại. À mình có chọi vách tường á thì cái banh nó mới dội vô mặt mình, đúng không? Nếu mình không cầm cái banh chọi vách tường thì làm gì có banh dội vô mặt. Thì nó sống trong thế gian đừng cầm cái banh chọi đâu hết á. Người ta có chọi mình lụm mình giấu luôn, đừng chọi lại. Ví dụ người ta cầm cái cục đá nó chọi cho mình chụp cái đá giấu luôn thì nó không có cái gì chọi lại ha. Mình chọi lại nó sẽ chọi thêm nhiều cục đá nữa, rõ không? Nên để không bị chọi đá, lụm cục đá giấu luôn. Như Đạo Phật, hết chuyện. Rõ chưa? Bây giờ muốn tốt phải làm sao? Nghĩ tốt nói tốt, làm tốt thì quả báo tốt. Nghĩ thiện nói thiện, làm thiện quả báo thiện. Luật lã thế rồi còn gì phải đắn đo suy nghĩ. Thì giờ đi còn đắn đo suy nghĩ không? Chắc không? Giúp người ngài giúp ta. Cho đi ngài cho lại. Làm thử đi rồi sẽ thấy được thầy nói cái gì. Tu là phải hành, là phải làm những gì mình đã học. Phải tập đi tập lại. Tập nói điều tốt cho đến 5 năm sau. Tập nghĩ điều tốt 5 năm sau. Tập làm điều tốt 5 năm sau thì chắc chắn những điều gì mà mình làm, mình muốn làm ngược lại cũng không dám làm. Nghĩ xấu sợ tội, nói xấu sợ tội, làm xấu sợ tội. Thì mình đã học được cái cách gọi là đối nhân xử thế đó. Nói cái gì cũng vui vẻ, mở miệng ra là cười ha hả. Làm sao mà người ta vui trước mặt mình là đủ.
Còn cái chuyện nó không muốn vui là chuyện của nó. Huynh đệ ghét thầy cũng chuyện của huynh đệ. Bản thân thầy là không ghét huynh đệ, không hề ghét một người nào hết. Ghét người là nguy hiểm lắm đó. Dân tập không ghét ai. Mà hỏi thầy, thiệt sự mà hỏi ghét thầy không biết ghét là cái gì. Ủa mắc chứng gì phải ghét? Người ta có làm gì mình đâu còn ghét. Nếu có làm chăng nữa luật nhân quả xử rồi, mắc chứng mình phải lo, phải không? Nếu mình để hiểu được vậy tự nhiên hết ghét. Mà với mình với người ta có gì đâu ghét, phải không? Nếu đẹp trai hơn mình cũng ráng chịu, bởi vì mình đâu có đẹp đâu mình ghét người ta vô lý. Bây giờ mình muốn thí dụ mình đẹp hơn người ta mà người ta tìm cách đẹp hơn mình thì mình giận chút xíu thôi, thì mình cũng còn thua nó mà. Mình biết thân phận mình rồi, mắc chứng phải giận ai, đúng không? Mình chấp nhận thân phận thì không tạo tội. Bây giờ mình nói mình đẹp đi, sao đẹp? Có nhiêu đó thôi, muốn hơn đâu có được đâu, đúng không? Thì làm cuốn sách tụng đó, cái hình thầy phía trước rất là đẹp, là in bản chính, đi photocopy riết cái mặt đen thừa lùi. Thì mới kêu cái thằng in đó, nói con làm gì làm được sao, nhìn cái hình coi, có nhìn ra cái mặt thầy đó, người ta nhìn tụng kinh người ta muốn bệnh rồi đó. Cái nó nhìn hồi nói đẹp như đó mà được hơn. Thầy làm thinh luôn không thèm nói. Nó nói đúng mà, phải không? Nó nhìn cái hình nó nói vậy đó, đẹp như đó mà đòi hơn người ta. Thầy làm thinh từ đó thầy hiểu được không nên mở miệng đòi hỏi hơn cái mình đang có. Mà thiệt nó nói đúng rồi. Mà đúng ra cái hình mình, huynh đệ ơi, mình nhìn cái hình mình tụng kinh cũng thấy vui nữa. Đằng này nó photo riết cái mặt đen thừa lùi, nhìn không ra ông nào hết, giống như cái cục lọ vậy đó. Cái người tụng kinh có vui không? Nhìn thằng cha không thấy thằng chả đâu hết. Tụng kinh sao vui được? Người ta cũng cần có phương tiện để mà cái xúc tác làm cho mình vui vẻ tụng kinh chứ. Thì nhìn thấy mà gớm à. Ma không ra ma, người không ra người. Nhưng mà cũng nỡ tặng cho người ta cuốn kinh mà copy xấu như vậy. Chắc 1000 quá à. Chẳng thà thì chấp nhận thì in trên nhiều thì cũng vừa huynh đệ, còn hơn để in tầm bậy bạ rồi người ta nhìn không ra, người ta mắc cười thêm á. Mình xấu nhưng mà cố gắng làm sao mình che đậy cái xấu bằng cái gì đó, một cái tế nhị hơn, người ta không thấy xấu của mình. Nhìn chung chung cũng tạm được đi, thì đỡ có tội hơn. Rõ không? Chứ mà để nó nhìn mà nó phân chia từng cái một nó gớm lắm. Nếu mà huynh đệ nhìn vậy thì tôi không có được. Thì cái nếu gì mà gần mà thấy thầy như vậy, mà tôi với thầy là ngồi đó tụng kinh mà ói mửa tùm lum á. Nên mình biết mình xấu, nên cố gắng ăn nói làm sao cho lịch sự, cho tế nhị. Mình biết mình không đẹp, làm sao đó người ta cảm thấy đừng ghét mình là phước rồi. Thầy hiểu được thân phận thầy, thì đi tới đâu thầy cũng cười hết á. Thầy bởi vì thầy còn được có hàm răng à. Thầy thiệt, thầy chỉ có hàm răng thôi, thầy phải cười hoài. Thì cái người mà khó chịu thấy hàm răng thầy nó cũng đỡ ghét. Chứ thầy mà cái mặt gì mà còn làm mặt buồn, ai coi cho được. Mà thiệt đó. Hiểu không? Thì chúng ta phải hiểu mình, phải hiểu được mình. Người Mỹ nói gặp ổng nó thấy hàm răng ổng không. Nếu mà tôi không cười, dồn thấy gốm. Mình biết mình đó. Không phải thầy chê thầy đâu, đó là sự thật là như vậy. Nếu mà thầy không cười được thì cái mặt nó kỳ ghê lắm, nó lùm, nó hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy á. Thành ra mình phải tự đổi, thấy không? Mình phải tự sửa, phải tự tu, tự chỉnh, tự bổ. Thế là mình phải sửa mình làm sao người đối diện nhìn không thấy gớm. Thực sự không lẽ ông nói tao nhìn mình tao còn ghê chứ tụi nó. Chứ mình gắng tụng kinh cho nhiều để mình, cái lòng mình càng lúc càng an lạc hạnh phúc nhiều chừng nào á, thì cái mặt mình nó dễ coi một chút. Thiệt đó, thử làm đi. Cái mặt mình có quạo cỡ nào mình tụng kinh thời gian sau cái mặt nó bớt quạo. Cái mặt nó nhăn cỡ nào tụng kinh nó bớt nhăn. Quần áo nhăn ủi được, cái mặt nhăn ủi không được. Thiệt đó. Rõ không? Tự cho mình cơ hội đi, A Di Đà Phật. Người Phật tử thuần thành chân chính là biết thân phận của mình, biết mình là con cái chư Phật, cho nên mình nó không nên tạo tác những điều nó quá đáng. Há làm điều gì, nghĩ gì, nói gì đều là vì huynh đệ ba tánh sanh. Nên làm đi, ngộ lắm mình cứ làm đi, tốt hết luôn. Chuyện gì còn có mấy ổng lo. Thiệt mà, cứ làm thử trong đầu nói chừng 1 tháng 2 tháng đi, thấy nó vui ghê lắm. Thì mình không chịu buông bỏ, mình cứ giữ những cái thói hư tật xấu coi như của mình á, mình tạo tác hoài thành thói quen mà mình không biết rằng là mình đang tạo tác. Thầy có viết cái câu á, là nghiệp càng nặng trí thường u tối,
trí lu mờ nghiệp nối nhau sanh. Hả, cái trí mình càng tệ mình càng tạo nghiệp. Hả, khi mình càng nặng cái trí mình càng cạn, càng mờ. Cho nên tụng kinh niệm Phật để phát triển trí tuệ. Mà khi mình có trí tuệ, mình sẽ thấy được mình làm cái gì là tội, làm cái gì là phước, mình biết làm. Càng tụng kinh nhiều chừng nào phước càng nhiều, tội càng ít. Hả, với điều kiện là ngồi xuống tụng phải được an lành, hạnh phúc, vui vẻ để được tụng thì sẽ có kết quả tốt trong việc tu học. Còn ngồi xuống tụng với sự đau khổ, buồn phiền thì sẽ là hậu quả của sự tu học đó. Rõ không? Rõ chưa? A Di Đà Phật, chúc mình đệ may mắn nha. Bây giờ mình đệ hỏi thầy, nói lẹ quá, nói mới có nửa tiếng mà nói nhiều ghê luôn á, nói quá mức luôn. Trí nhớ kém hả? Không sao, trí nhớ kém là chuyện thường. Nhiều người đang có trí nhớ cũng không nhớ nữa. Không nhớ mình có trí nhớ. Thầy Vũ Minh Đệ của thầy càng tu nhiều chừng nào trí tuệ nó càng kém chừng đó. Thầy uống B12 để mà giúp đỡ trí nhớ cô. Thì trong thức ăn chay không có B12. Trong B12 nó có trong động vật. À, từ từ chút xíu. Trong B12 nó có trong động vật. Nhưng mà người Đức họ chế tạo B12 từ những cái chất thực dưỡng nào đó, họ chế thành B12 để cho những người ăn chay như mình á dùng B12 để không bị mất trí nhớ. Đa số các thầy sau này mất trí nhớ nhiều là bởi vì thiếu B12. Cho nên huynh đệ của thầy với thầy đi về Đức á, là các vị đó cho mình B12 về mình uống ngậm mỗi ngày để mình không bị mất trí nhớ đi. Dạ đúng rồi, nhớ không lâu hoặc là lâu mới nhớ, phải không? Quên đi phải không? Tốt. Vậy à, muốn nghe thầy kể chuyện quên không? Nghe kể chuyện quên nha. Thầy kể chuyện quên thiệt sự là quên. Thầy đi kiếm mắt kiến. Kiếm hoài không ra mắt kiến rồi. Thầy kiếm thầy nữa, thầy kiếm mắt kiến đó. Thầy đang đeo á. Thầy lấy mắt kiến thầy, thầy để lên này. Thầy đọc cái khác, thầy kéo lên trên đầu xong cái hồi nói, ủa sao trời nắng quá mắt kiến đâu mà rờ hoài, không thấy mắt kiến mà ra đây không rờ rồi. Ủa mắt kiến đâu rồi ta? À, trên đầu. Thầy cầm trái chuối, cầm điện thoại bấm 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 bấm, đút trái chuối lỗ tai. Hello, sao lạnh quá. Quên bằng thầy không? Uống B12 vừa xong á, đẩy xe Honda ra khỏi nhà, quên cái khẩu trang. Lấy khẩu trang xong đẩy xe ra cái quên mắt kiến. Cái dừng xe lại cái vô lấy cái nón nữa. Mà mới uống B12 xong á đã quên vậy rồi. Bây giờ chỉ uống có B52 thôi là nó. B52 nó mới trị được cái bệnh đó. Mà thầy bệnh nặng lắm á. Thầy nói ra huynh đệ là không những cười mà thầy còn xấu hổ luôn. Phước đức là thầy chưa có bước ra khỏi nhà. Thầy bước ra khỏi nhà một cái là cái đạo tràng mà thấy thầy một cái là họ chết dài hết. Thì mặc cái áo dài vô, thì chưa mặc cái quần dài. Quên không? Thầy nói thiệt luôn đó. Thầy không có mắc cỡ đâu. Thì ở cái bè đó thì mặc áo dài vô xong thì đi mang đôi giày vô thì thấy ủa nó trống cái gì đó. Nhớ lên. Phước đức là chưa ra khỏi cửa. Chó nó chạy theo nó lôi cái quần là thấy bà cố nội. Cách đây chưa được 7 tháng chứ mấy. Mặc áo dài vô rồi quên mặc cái quần dài. Đó, mai là mình phát hiện sớm nha. Tức chừng mà chổng khu lại Phật rồi thấy bà cố nội rồi. Thấy chưa? Bây giờ học cái quên không? Quên đó, cái quên này kinh khủng đến độ như vậy luôn. Có nhiều bữa hỏi, hey, hỏi do đệ tử á, hey, hôm nay mày thấy sư phụ tắm chưa vậy? Tắm của ông không hỏi tôi, nó không biết đâu, tắm chưa nè. Nó quên đến mức vậy đó. Nhưng mà không phải mình làm nhiều việc quá, mà ở không quá nó quên. Có làm mẹ về đâu đi nói chuyện đâu mà. Giờ còn than phiền quên nữa không? Quên như vậy mới gọi là quên. Bây giờ uống tới cái B2, 12 gì đó. Chỉ có B52 mới trị được bệnh quên này thôi. B12 không thấm nào thấm vô cái não được. Mà mới ngậm xong á, mấy à, ngậm vừa xong ra là quên 3-4 thứ rồi. Nó chắc nó chưa thấm vô não á. Thôi kệ nó đi, vậy nó vui hơn. Khỏi mất công giận hờn buồn phiền gì. Hả, nó cự mình xong ra kia cười ha hả hết chuyện. Đó là con của Phật. Đó không? Quên đệ á,
muốn nhìn được sự vui vẻ hạnh phúc, đứng trước tượng Phật Di Lặc đi, nhìn ông cười đi, ông đâu có buồn mẹ gì đâu, còn mình tại sao phải buồn, phải không? Cái buồn gì cũng vậy, cho dù buồn cỡ nào, người tu á, có tu giỏi cỡ nào, cái buồn không bao giờ bỏ rơi mình. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, buồn cười buồn ngủ không tha ta bữa nào. Hai cái buồn này theo mình cả đời á, phải không? Hả, mà không có buồn cười buồn ngủ là cuộc đời đó vô vị rồi. Cho nên người tu phải cười nhiều vô để bớt đi sự phiền não lo âu. Cho dù có lo âu cỡ nào, ngồi xuống tụng kinh cũng phải vui để đừng tạo tác nghiệp. Rõ chưa? A Di Đà Phật, chúc một sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con có một cái câu hỏi là, nói là con gái nhà đức cha, con trai nhà đức mẹ, mày trong trong cái luật nhân quả thì mỗi một người tạo nghiệp ra thì tự người đó gánh, mà tại sao là con gái là nhờ đức cha, con gái là nhờ đức mẹ? Chứ là cộng nghiệp đó con. Dạ. Chung nhà, nếu không là oan gia trái chủ đâu phải là vợ chồng con cái. Dạ, cộng nghiệp tại sao lại gọi là nữ thì lại là gái thì nhờ đức cha, mà con trai thì âm mẹ dương, tại sao con không là âm dương? Âm dương, con chưa có hiểu vấn đề này. Âm con dương. Dạ. Tại sao gọi là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Dạ. Nó dạng âm dương của vũ trụ, để ý coi mẹ thương trai nhiều hơn gái, mà cha thương gái nhiều hơn trai. Để ý coi, để ý kỹ lại đi. Bố thầy 17 anh em, bố thầy thương bà chị thứ 6 thầy vô cùng. Thương thương nhất nhà luôn, mà 17 đứa là thương cô đó là nhất nhà luôn, mà bảo quậy nhất nhà luôn. Còn ngược lại mẹ thầy thương trai nó quậy nhất nhà luôn, hả, bởi thương ngày nào người đó quậy. Đó là nghiệp nhau ấy, gọi là cộng nghiệp. Đưa lên để trả lẫn nhau, để chia sẻ hoặc đòi hoặc trả. Hiểu không? Tại sao mình không đau khổ gì đứa khác, mình đau khổ gì đứa này? Có phải vậy không? Đó là cộng nghiệp đó. Tại sao năm đứa con mà thương một đứa, bốn đứa kia không thương nhiều? Bởi mình nợ nó. Nó đòi cái gì cũng đưa, nhiều khi nó không đòi mình cũng đưa. Mình mua đồ gì cho năm đứa, mua đó tốt nhất, còn đứa kia ít hơn. Mình cũng thiên vị, người cha mẹ trong nhà rất là thiên vị. Thiên vị với con cái lắm đó. Vì đứa thương nhiều thương ít. Cái đứa làm cùng cực đau khổ với mình nhiều nhất mà lại chửi nó hoài, còn đứa ăn chơi nhõng nhõng lại thương. Để coi cái nhà nào cũng có chuyện đó nữa. Gọi là cộng nghiệp oan gia trái chủ đó. Dạ, mô Phật, chắc theo con nghĩ thầy nói con hiểu, có nghĩa là cũng như là âm dương thì cái cảm giữa người nam và người nữ, cho nên là dạ, mình, nếu mà cái nghiệp của mình với người đó thì mình phải tạo làm sao cho nó thuận lợi để mình lên, mình một là trả nợ, hai là đòi mình nợ. Đòi. Dạ, mô Phật, con hiểu rồi. Dạ, Phật, chúc con. Dạ. Dạ, nghe nè, nó ngộ lắm. Nhiều khi nó không đòi mình cũng trả. Nhưng mà đặc biệt không phải lên để đòi nợ hoặc trả nợ. Lên gặp nhau đây để chúng ta hoàn tất cái nợ trong tiền kiếp, cái ân oán giữa mình với họ. Nếu mình hiểu được điều này thì mình sẽ không giãy nảy, không có hận thù. Bởi lúc chúng ta vay nghiệp phải trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, luân hồi quả báo luật không sai. Chúng ta đến với nhau trong hiện tại bây giờ, gặp nhau để hoàn tất cái ân oán giữa chúng ta với nhau. Một, người ta đòi mình vui vẻ mà trả. Hai, mình đòi người ta cũng vui vẻ trả thì tự động sẽ hết. Mà thí dụ giờ con đòi thầy giãy nảy thì không trả, bắt đầu thầy suy nghĩ, thầy ghét con, thầy thù hận con, thầy tiếp tục tạo nghiệp nữa. Còn nếu thầy im lặng thì trả sẽ hết nghiệp. Còn nếu ngược lại, nợ con nợ thầy mà thầy đòi mà con lại tiếp tục giãy nảy kiếm chuyện chửi thầy là con vẫn còn nợ, tức là không bao giờ hết, gọi là oan gia tương báo. Oan tương báo. Ân oán không bao giờ hết, cho nên chúng ta bị nghịch cảnh, bị chướng duyên nghịch cảnh phải chấp nhận, bởi vì giữa mình với họ có oan gia trái chủ. Để giải quyết cái điều này, khi chúng ta bị như vậy mà không dậy nảy cái nghiệp của mình, niệm vãng sanh quyết định chân ngôn chân nhiều, và tức là bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn đó. Bên tịnh độ nó đổi là vãng sanh quyết định chân ngôn, nhưng mà từ cái gốc của bài này gọi là bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn. Thí dụ giữa thầy với cô có vấn đề nợ qua lại kiếm chuyện hoài, khi mà thầy gặp lại cô, thầy nói chuyện với cô, nhưng mà cái đầu thầy vẫn niệm vãng sanh không ngừng nghỉ. Đây là cách giải quyết oan gia trái chủ với mình, với người, ngay cả cha mẹ anh em với mình trong nhà cũng vậy. Thí dụ nó cự mình hoài, mình lại gần nó, mình cứ niệm vãng sanh mà miệng vẫn nói vui vẻ bình thường, dần dần mình sẽ hết nghiệp, hai người sẽ không cự cãi nhau nữa, mà đánh lộn thôi. Cự hết được rồi, quánh. Thầy nói đùa thôi. Thế là mình cứ niệm vãng sanh để mình giải trừ oan gia trái giữa mình với người, tự động sẽ hết chuyện. Rõ không? Bắt đầu mình phải tập cái này để mình
không có cự cãi trong lúc trả nợ. Lúc mình trả nợ mà mình cự tức là mình tiếp tục tạo nghiệp. Rõ chưa? Bây giờ hiểu câu là vay nghiệp rồi phải trả nghiệp chưa? Trong lúc mình trả nghiệp lại tạo nghiệp. Thế nên gọi là vay nghiệp, trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Mà nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Há mượn là phải trả. Há nợ người ta đòi. Chuyện bình thường, mắc chứng nhảy cà tửng không trả. Nhiều khi còn quỵt nợ luôn nữa. Há quỵt nợ đừng có hòng. Bây giờ quỵt cái này đi, ngày mai mốt trả tiếp đó. Nợ của nhân quả làm sao quỵt được? Phải không? Bây giờ mình hành hạ người này quá để lợi dụng. Rất là ác với người bên cạnh, vì này quá dễ lợi dụng. Lợi dụng cho đã đời đi, mai mốt anh té cái bạch xuống chết, mai mốt quay trở lại làm người ở. Làm người ở cho bà, xong bà đánh đập tàn nhẫn với tội lợi dụng ở kiếp rồi. Đừng có tưởng bở đâu nha. Đừng nghĩ là thấy người ta hiền dễ thương nhào vô tận tận xài cho đã đi rồi mạt sát người ta. Cuối cùng mà mình ngã ngựa đi. Khi mình chết quay lại làm người ở của nó hành hạ mình, nó đánh đập mình mỗi ngày với cái tội lừa gạt nó ngày xưa. Vấn đề phải biết rằng là như thế đấy. Mẹ bà ngoại thầy chửi con cái là chửi chồng á. Mỗi lần chửi là 3 ngày. Khi mà chết xuống dưới rồi hả? Nhốt vô một góc tối thu lui, không cho ăn trong 2 năm trời luôn. Bà ngoại có thầy luôn. Nếu quân đệ thấy được cái gì thầy đang nói đây á, quân đệ sẽ sợ hãi việc làm của mình. Thầy nguyện làm sao mẹ thầy, ngày xưa mẹ thầy nổi danh là bà Tư, mà bà Tụng. Bà Tụng không chuông không mỏ. Bà Tụng một cái là anh em chạy ra khỏi nhà hết. Bà Tụng 2-3 ngày là mẹ ruột của thầy đó. Bà tên nổi danh là Tư Tụng. Nhưng khi bắt đầu tới đời thầy, thầy tụng bằng chuông mỏ, bây giờ bả hết tụng rồi đó. Thầy tụng thế cho bả luôn. Giờ mẹ thầy không hề la rầy ai. Mà ngày xưa nổi danh là Tư Tụng quận Phú Nhuận là ai cũng biết, thầy ông Diệm với ông Thiệu đó, ai cũng biết. Đó. Ghê chưa? Vì thầy đời thầy tụng riết, bây giờ bà không có tụng giống bà ngoại thầy nữa. Bởi vì bà ngoại thầy đã tù 2 năm trời, nếu mà đứa cháu không tụng tu cho giỏi, đừng có hòng bả ra khỏi cái cửa ngục đó. Cho nên mình con cháu cộng nghiệp, mình có quyền cầu siêu cho quyền thất tổ là lý do đó đó. Bởi mình cộng nghiệp với ông bà cha mẹ cho nên mình có quyền được cầu nguyện, được tụng kinh, được giúp đỡ các vị được siêu. Đó là bổn phận đầu tiên mà người Phật tử phải làm. Nên thầy làm xong người thầy rất là nhẹ nhàng, gia đình rất là nhẹ nhàng. Mẹ thầy không còn chửi bới con cái như ngày xưa nữa. Quân đệ tưởng tượng đi, nếu mà mình quay một cuốn phim 3 ngày liền là bà sẽ chửi đúng 3 ngày không ngừng. Bà có trình độ như vậy luôn á. Nên thầy nguyện làm sao mẹ thầy đừng bị giống bà ngoại. Thầy thấy bà ngoại nhiều. Khi thầy ngồi xuống thầy tụng miệt mài bao nhiêu năm trời, tự nhiên mẹ thầy không còn tụng bằng cái đó nữa, mà thầy tụng thay bà. Thầy làm rồi đó. Thầy dám làm, dám nói, thầy biết được đó là thầy đã trải qua những cái chứng nghiệm lớn nhất. Thầy tụng hết, không cho mẹ thầy tụng tầm 7 nữa, mẹ thầy hết nghiệp. Nhưng thầy mới viết, đệ tử thì viết câu là vay nghiệp, trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Đó, mình trả nghiệp xong mình tiếp tục mình tạo nghiệp nữa, thì còn gì mà gọi là tiến hóa. Cho nên mình hãy biết là xấu rồi, bỏ cái xấu làm tốt là vãng sanh. Vãng sanh là từ chỗ xấu bước ra chỗ tốt, sống trong cái tốt, tức là bỏ đi sống nơi khác. Là từ chỗ tối ra chỗ sáng, gọi là vãng sanh ở hiện tiền này. Quýnh đệ đừng có nghĩ lầm rằng nhảy đạch 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 rồi vãng sanh, không bao giờ có. Mình đã từng là một người xấu. Mình sống xấu quá độ, bây giờ mình từ bỏ tất cả cái xấu, quay ra cái tốt để sống, gọi là vãng sanh, hiện tiền. Rất là đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu. Đừng có nghĩ xa xôi quá, tội lỗi một đống vậy đạch đạch chết rồi vãng ở đâu. Vãng ở đâu, một ngày giết không biết bao nhiêu con gà, con vịt, con chó, con trâu, mà niệm vài ba câu rồi đi vãng. Làm sao có chuyện đó được, hiểu không? Rồi tội lỗi đó ai gánh cho mình? Hiểu không? Dễ hiểu chưa? Cho nên đừng có mong cầu những cái nó ngoài tầm tay, mà những cái không bao giờ có thật. Mình biết rằng là một người từng sống đánh người ta, đánh đập người ta mỗi ngày là niềm vui. Khi mà hiểu được luật rồi, không đánh ai nữa, đi ra ngoài đi tu luôn rồi, đó là vãng sanh rồi đó. Tức là không tạo tác nghiệp ác, sống với điều tốt lành. Mình rời bỏ được cái điều xấu ác, mình ra cái điều kia mình sống tốt lành, mình đã vãng sanh trong ngay cuộc sống hiện tiền của mình. Vãng là đi, sanh là sống, đi sống nơi an lành, tốt lành hơn. Hiểu chữ vãng sanh chưa? A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh đệ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin có 3 câu hỏi cầu xin thầy. Dạ. Cho con. Câu hỏi thứ nhất, khi con niệm Phật và chị chú Đại Bi, mà con xin lấy con bỏ chị chú Đại Bi cũng uổng, mà niệm bỏ Phật cũng uổng. Thành ra con trước đây con. Ủa tại sao phải bỏ Đại Bi rồi bỏ niệm Phật chứ? Để con nói vậy. Tại vì con muốn tụng kinh và chú Đại Bi và Phật, nhưng mà cả hai điều mà con ngồi lâu quá con ngồi không nổi, như vậy lại con mắt con mổ
đau, thành ra con trước đây mấy tháng nay thì con đi niệm Phật đi thôi, mà giờ cũng trở lại con tụng kinh, mà cái nào con thấy con bỏ con cũng thất tiếc hết trơn. Mà bây giờ cô ngồi lâu quá mắt mình kém đúng không, mình dạ, tùy dạ. Phương tiện tùy duyên thôi, thí dụ giờ cô ngồi 2 tiếng thì cô mỏi cô đau đúng không, dạ. Thì ngồi 1 tiếng thôi chẳng hạn, mình tụng kinh xong mình nhắm mắt lại niệm Phật phía sau thứ dài, đó là công phu đó, dạ. Mình tụng kinh cũng là thiền, tụng kinh cũng là thiền, mà thiền động bằng cái miệng, ngồi yên tĩnh trong bài kinh mình đọc không giáp, cái đầu mình nghĩ, cái miệng mình tụng, cái tay mình gõ, cái tụng xong xuôi rồi cái ngồi yên lặng lại hít vô niệm Phật, thở ra niệm Phật. Thấy gì mình làm 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ mình mỏi mệt đâu, mình làm 1 tiếng đồng hồ mình khỏe hơn, mà không có bỏ cái nào hết á. Dạ, con khuya 4 giờ con về, con công phu là con ngồi tại phòng của con, tại vì có một mình đang con, dạ, ông xã con mất rồi, thành ra ngồi tại phòng con, chị chú Đa Bi với con niệm Phật. Cái này dạ. Con không có tụng kinh làm 5-6 tháng nay, tại vì mắt con mổ con không thấy chữ được, cho nên con thùng Đa Bi rồi đúng không? Dạ con thì đâu chị... cần phải nhìn nữa đâu. Dạ con không nhìn nữa, nhờ niệm Phật con không nhìn nữa, nhưng mà con muốn tụng kinh, nhưng mà thời gian nào để cho con bớt cái niệm Phật, bớt cái tụng kinh lại cho nó, mà con thấy con cô dạ. Con ngồi xuống á, tụng kinh nó có 3 cách tụng, dạ. Tụng to nhìn sách, tụng to là thanh trì tụng, dạ. Tụng cho vừa đúng nghe là kim cang tụng, còn ngồi một mình lầm bầm là niệm. Để đó mình chọn cái nào cũng được, đâu cần phải bỏ cái nào. Không, con bớt chứ con không bỏ. Thì bớt lại, dạ. Ừ, bớt lại một chút cho nó đỡ khổ. Tụng mà khổ tụng chi. Dạ, dạ con ngồi trong phòng nha. Dạ, ngồi đâu cũng được, ngồi ở dạ. Trong toilet cũng được, không sao. Dạ, còn cái câu hỏi thứ hai là khi con niệm Phật xong rồi con hồi hướng, mà con hồi hướng nhiều quá, mà con nghĩ lại là nhiều quá nhiều rồi, cái thời gian của con nó chiếm cô hết. Xin nhiều quá hả? Dạ con xin nhiều quá mà không biết con làm được cái xin gì chi con vậy? Không là con cũng như xin cho con hết bệnh và cho quan gia trái chủ và cũng cô tổ, nghe dạ. Thầy nói 1 lần thôi nha, dạ. Rồi xuống tụng kinh hết lòng vui vẻ hạnh phúc được tụng kinh, tự nhiên nó biến mất không cần phải xin. Cái người gọi là hành giả, tức là mình á, cái người mà đang ngồi tụng kinh niệm Phật là mình đang giải trừ nghiệp chướng quan gia trái chủ bệnh tật. Muốn như vậy là phải tụng kinh hết lòng vui vẻ hạnh phúc hoan hỷ được tụng là mình đã giải quyết bệnh của mình rồi, giải quyết nghiệp chướng rồi, không cần phải xin. Dạ. Tụng kinh mình xin nhiều quá thành ăn mày. Dạ con nghĩ. Dạ đúng rồi, ăn mày, nhưng mà không cho. Nó ngồi rõ ràng là nó đang được mà nó cứ xin hoài à. Túi đâu mà đựng. Dạ con thấy con cũng làm không được bao nhiêu mà con xin nhiều quá thấy. Thì bởi vậy mình không biết mắc cỡ chứ. Thật không biết có chứng cho con Bồ Tát với con không, mà con ra mới gặp thầy là con hỏi gì. Cho nên bây giờ mình không cần xin nữa, mình là con của Ngài đúng không? Dạ. Mình là con của Phật đúng không? Dạ. Gọi là Phật tử đúng không? Dạ. Phật tử là con của Phật. Dạ. Còn nghĩa là mình là con của cha mẹ mình đúng không? Dạ. Mắc chứng gì xin? Không xin nữa. Xin chi? Bữa giờ xin được gì đâu? Con thấy con không xin thì con tâm con nó không. Thấy thiếu phải không? Dạ thiếu. Kinh quen rồi. Con phải là phải nguyện, con phải cầu cho là cho Bồ Tát với Phật là chứng cho con, chứ con không nguyện được là không biết Bồ Tát có Phật có chứng cho con không. Cái bà trong hàng xóm mà bà cầu Bồ Tát riết Bồ Tát không dám lại nhà bà luôn đó. Không tin thì thôi, trong xóm này á, bà cầu Bồ Tát không dám tới, thần thánh cũng chạy luôn. Thì cái xóm đó ai cũng chạy bà hết rồi. Dạ. Vậy là mình không cần nguyện gì hết. Xin chi? Bà đó có xin ông trời cũng cho nữa. Đừng có xin nữa, xin người ta ngán mình lắm. Gặp cái mặt là xin là thấy gớm. Xin là xỏ nha. Xin nhiều quá người ta xỏ mình đó. Dạ, vậy là Phật. Không sao đâu cô. Tụng kinh cho giỏi vô là mình có, không cần phải xin ha. Mình cô hả? Cả cái đất nước này, Phật giáo, các thầy, các cô đều ngồi nghỉ tùm lum, không có niệm Phật được đâu. Không phải mình cô, yên tâm. Sao chắc là mọi chắc với mềm là sao? À, thành tâm nhưng mà vẫn có tùm lum phải không? Là niệm chưa đủ. Khi niệm tùm lum là chưa có đủ. Ừ. Thì bây giờ mình ngồi xuống hết lòng đi, kệ chuyện còn lại của mấy ổng lo. Mình lớn tuổi rồi có xin gì, lấy gì đựng. Thí dụ ổng đổ vô nhà chỗ đâu chưa? Phải không? Già rồi. Bây giờ thí dụ cô xin đi, ổng thấy cục vàng 50kg cô giác nổi không? Nó dập người mình luôn á chứ. Hiểu không? Cần gì xin, mình con ổng mình cứ ngồi làm hết lòng tụng kinh đi, ổng cho gì âm thầm mình tự biết nghe. A Di Đà Phật, chúc may mắn nha. A Di Đà Phật, con xin thầy cho con hỏi một câu. Con nghe giữa thầy là 3 năm rồi, nhưng mà con thì tụng Đại Bi
lâu lắm rồi con không thấy gì hết, nhưng mà từ cũng không phải, nhưng mà cái lúc cũng mấy tháng nay là con thì đã đi với lại đọc quảng sanh thì con thấy ngồi im thì con thấy cái gì nó như tiếng bò trên đầu á, thì bây giờ sao? Nhờ thầy cô, làm sao cho con hết tất được. Cả chúng ta đều được như vậy chứ không phải bị, khi mà mình tụng kinh nhiều á cái đầu nó nở ra, có thấy cái đầu thầy tròn không? Dạ. Ngày xưa cái đầu thầy rất là méo, nó vuông dứt hà, bây giờ nó tròn ra, mình tụng nó nở lên cũng thấy bự không? Dạ. Nó bự lên nè, dần dần bự bự to, cái đầu bắt đầu cái đầu cái tóc mình ai giống như ai rờ tóc mình đúng không? Dạ. Đừng có sợ bị cái luồng năng lượng luân chuyển trong cái não mình á, nó làm cho tóc mình nó nhúc nhích, ai rờ nào không sao, yên tâm, đừng có để ý tới nó, kệ nó đi. Dạ. Nhớ không? Dạ. Như là Phật bắt đầu là chỉ là tụng là có kết quả rồi đó, nó mới như vậy. Dạ. Còn mình tụng nó trơ trơ mấy năm sau là không có kết quả rồi, nhớ không? Dạ. Như là Phật chúc cô may mắn. Dạ. Đừng có lo cái chuyện đó là tốt đó, như là Phật. Đây nhìn thấy cái đầu thì tròn không? Thấy u cục không? Giống như cá La Hán vậy. À. Tụng kinh càng nhiều cái này nó càng u. U chứng tỏ là còn ngu. Chừng nào mà nó bằng tròn hết rồi nó mới hết ngu. Thiệt mà không tin thôi. Như là Phật cứ hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch thầy. Khi này có cái này mới hỏi cô, còn không có cái này đừng hỏi. Dạ. Dạ. Con trước Tết nay con bệnh thập tử nhất sinh, con đi khám khắp nơi không có ra bệnh. Ồ vậy à? Dạ. Rồi mấy ngày trước nay á, con đêm nào con cũng nằm thấy người mất, mà nhiều khi mời con ăn cơm nữa. Mọi người nói như vậy là thọ mạng mình đã hết. Rồi con có gặp một bạn đồng tu có cho cuốn, cho con thỉnh cuốn kinh của sư thầy biên soạn đó, con cũng có trì, con có cúng củ quyền và cúng cháo. Ngày đầu tiên tối cũng đêm như vậy, cũng tới giờ đó con cũng có thấy một cái gương mặt, con nghĩ đó là Diện Nhiên Vương Bồ Tát từ trên cao giáng xuống sát khuôn mặt con á. Rồi con cũng thấy vậy, con quay qua, trong tâm con nghĩ là con không biết con có cái lỗi gì hay không. Rồi cũng như vậy thôi, trong một tích tắc vậy cái ngày biến mất. Kính bạch thầy giải nghi cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quynh Quynh tụng cho thầy tiếp tục cái cuốn mà nhận của thầy Thiện Chí hay ai vậy, có là A Di Đà phải không? Dạ A Di Đà Phật. Quynh tiếp tục cúng cháo, chén cháo lỏng thôi. Dạ. Cũng như mình nấu cháo giống như sữa á, lỏng lỏng chứ đừng có hạt nhiều quá. Dạ. Lỏng thì lỏng ba chén với muối gạo, chút xíu muối gạo. Dạ. Rồi chút xíu hoa quả thì khi nào hoa cần thay mới thay. Dạ. Rồi tụng mỗi ngày, đêm nào tối nào ở không thì tụng đi, trong 49.100 ngày là Quynh giải rất là nhiều oan gia trái chủ, Quynh đã vay mượn, Quynh thấy rất là nhiều người về nhà. Rồi nếu Quynh tụng cho đúng mức đi, nếu mà không được 49.100 ngày thôi là chắc chắn Quynh sẽ thấy được rất rất nhiều người về nhà Quynh mà vui vẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ, là Quynh đã hoàn tất được cái nợ của mình với họ. Nó gọi là củ hiền thất tổ, bà nội ngoại hay bên vạn linh trăm họ của mình. Quynh cứ làm hết lòng đi, ai nói Quynh thọ mạng đã hết, người này là chưa có đủ trình độ. Ai muốn dám tới lấy mạng mình đi à? Chỉ có người sống lấy mạng nhau thôi, còn các vị kia không ai lấy mạng, có ai, tất cả đều nằm trong nghiệp số. Quynh tụng kinh, Quynh sẽ đổi số. Quynh đệ phải nhớ rằng là thí dụ người ta nói 3 ngày nữa mình chết, Quynh đệ ngồi xuống tụng kinh ráo riết không ngừng nghỉ, không có sự chết xảy ra, hoàn toàn không có. Nếu Quynh đệ thí dụ một người nào tới nào 1 tuần sau Quynh chết, Quynh tụng hết tuần đi, nếu mà Quynh chết trong tuần đó thầy sẽ chịu trách nhiệm, thầy mua hồn cho Quynh đệ. Chứ giờ sao giờ? Dạ. Nó chết rồi làm gì, mua hồn thôi. Dạ sao con bệnh mà con đi khắp nơi con bệnh khác. Gì Quynh? Quynh là bệnh tâm linh, bệnh oan gia trái chủ, bệnh của quyền thất tổ. Bổn phận Quynh phải tu để độ. Dạ. Quynh không tu bệnh kiếm không ra, chiều là bệnh. Nằm mới tới tầm 7 tầm 3. Con thì có ai ngủ với Quynh chưa? Ngủ trong đêm á? Dạ không. Có nói có, không nói không, dạ, không có gì phải ngại. Dạ dạ không. Mà đêm về nhiều, thấy người âm nhiều. Dạ. Năng lượng Quynh quá kém. Trước kia con không có, mới thấy hôm... Đúng rồi, bây giờ mình thấy ngồi thiền tụng kinh cho nhiều vô năng lượng mạnh. Dạ, mình không thấy âm linh, mình thấy chư Phật. Dạ. Nên khi Quynh tụng cho nhiều nhiều vô đi, cứ tụng hết lòng đi. Cứ để cháo tụng xong rồi cháo thì ăn, muối gạo thì rải ra sân. Dạ. Cứ làm mỗi đêm cho thầy, nếu mà cũng làm ngày mấy thời cũng được. Nhưng mà đặc biệt buổi chiều thì cho cháo thôi, còn những ngày buổi khác thì không cần phải lấy cháo. Dạ. Thì trong vòng 49 ngày Quynh sẽ thay đổi. Dạ. Còn Quynh không hết bệnh nó kiếm thầy. Nếu có chết báo thì biết.
cho cái hòm. Dạ, gì đâu. Thầy rất là vui vẻ cho hòm. Đối với thầy cái chết rất là bình thường, cho nên thầy nói chuyện chết rất là đơn giản. Quý đừng có lo. Cậy bà nó đi chết đâu có sao đâu. Hôm qua thầy coi cái gì mà vui lắm, thằng kia nó nói nha. Mà bị bắn nó đau lắm, nghĩ thương đau lắm. Thầy nghĩ thằng đó không đau đâu, nó chết cha nó rồi. Bắn chết lấy gì đau, phải không? Thầy đã kệ nó đi, Quýnh cứ tụng hết lòng đi. Chuyện chết để cho mấy người khác lo. Chúc may mắn nha. Yên tâm cứ tụng kinh. Quýnh tụng kinh mà Quýnh chết vì tụng kinh, thầy sẽ chịu trách nhiệm. Ở đây ai chết vì hít thở và tụng kinh mà chết, thầy sẽ lo. Chính xác. Còn gì nữa, giờ nó chết rồi cho nó cái hòm thôi chứ. Yên tâm hen. Thầy nói chuyện chết rất là đơn giản, vui vẻ thì nói chuyện rất là vui, không có gì, không có gì phải buồn hết trơn. Kể nó sống đúng chết phải rồi. Dạ không, bệnh là bệnh tâm linh không kìm ra được. Bệnh tâm linh không kiếm ra được, mình chỉ có tụng kinh mình mới giải quyết được thôi, hen. Rồi bữa nào huynh rảnh á, nói chuyện với thầy chút xíu rồi thầy chỉ cho cách làm. Thầy nói chuyện với họ luôn đi. Nếu mà huynh nói chuyện được với những người mà tới đòi huynh á thì họ sẽ không có đòi nữa. Nó tới nhiều quá rồi nữa, nói một câu thôi. Mày ăn cùi nè, lấy đi. Mày ngon mày lấy đi. Mày dám lấy không? Tao dám đi. Vậy đó, còn nó dám không? Sức mấy mà dám. Chúc may mắn. Thầy là vậy đó. Ngang tàn. Không biết nữa. Nay chúng ta gặp nha. Nói chuyện chơi, A Di Đà Phật. Dạ. Thầy chọc huynh đệ thôi, đừng có giận, A Di Đà Phật huynh. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con xin hỏi, con có một đứa em nay mất nay cũng đã mười mấy năm rồi, nó bị tai nạn đó thầy ạ. À? Nên bây giờ con cũng muốn đọc kinh cầu siêu cho em con á, nhưng mà không biết có được hay không, nhưng mà nó cũng hay không có rõ ràng lắm. Có nhiều lúc đó, có khi nhập về người kế bên á thì lại nói là nó đã đi học đạo gì rồi, nó thành đổ trạng rồi. Có khi lại về lại khóc lóc, nói bây giờ là em chỉ còn đứng ngay chỗ đó, em chờ chừng nào em bắt được người ta thấy em chỗ đó em mới đi được. Rồi bây giờ em bị cái gì vậy con? Dạ, nó bị té xe. Bây giờ con tới ngay chỗ đó đó. Xe đoạn đường nào? Con tới đó. Con lập bàn án nhỏ nhỏ như nãy mình cúng đơn giản, gì cũng đơn giản thì chút xíu thôi, cho nó ba chén cháo đi, đứng đó tụng thời kinh đi. Rồi nói với em á, kêu nó về với mình. Con tụng đi, con giúp nhiều người đó lắm á. Thầy đã làm ở Pleiku á, ở chỗ đó đoạn đường đó chết rất là nhiều. Chồng của đệ tử thầy cũng chết ở đó. Thầy bên tên đó, thầy đập bàn án, thầy tụng xong xuôi từ đó đi, cái chỗ đó không còn đụng xe nữa, hết luôn. Con làm được, nếu mà nó vậy là coi chừng nó vớ vẩn ở đâu. Nó nói thì trạng đậu rồi mà sao nó còn đứng đón ai nữa. Không, tại cứ lần trước thì nói là thi đổ trạng rồi, lần sau lại thi khóc là nói em cũng vẫn còn. Chắc là coi lại rồi không nạp thế nó bị đuổi ra cái gì. Không biết. Mà nghe cái chỗ nó té đó bây giờ nó đã cắt nhà lên, nó xây tùm lum hết. Ờ vậy thôi. Làm có được không? Không thì thầy chỉ cho con làm nha. Để dạ. Thầy chỉ cho con làm về lấy tên tuổi của em á. Để vô cái mỏ tụng kêu mỗi ngày đó là cho 49 ngày sau em biến mất à. Cái mỏ tụng kinh, cái mỏ này thì bình thường rồi, cái mỏ kia kìa. Nhét vô cái mỏ. Nhét vô cái mỏ, nhét ở đây à, nhét cho chết à. Nhét cái mỏ này nè. Dạ. Không lẽ viết tên nó nhét ở đây, nhét vô cái kia cả ông. À gì đẹp rồi. Nói thầy chỉ cho thầy chọc á. Cái thầy cho làm, nha. Dạ. Làm chắc chắn sẽ được hen, A Di Đà Phật. Huynh đệ, hỏi thầy chọc huynh đệ nó nha, chứ không có gì đâu, đừng có giận, ráng chịu. Đối với thầy không có gì quan trọng. Quan trọng với của người tu là gì? Không có gì quan trọng. Quan trọng tu còn gì nữa quan trọng. Cái tu chỉ là quan trọng nhất của người tu là gì? Trả lời. Không có gì quan trọng. Có gì nữa đâu quan trọng. Cái mạng cùi bà đó rồi. Hỏi tiếp đi con. Dạ. Dạ, dạ chào thầy với các vị Phật tử. Nói lớn con. Dạ, con xin hỏi thầy, tại như con bị tai nạn á, rồi con bỏ em bé vậy có sao không thầy? Cái gì con? Dạ, cũng như con bị tai nạn xe á thầy, con bỏ em bé vậy có sao không thầy? Dạ, mình con ở nhà nếu con tụng kinh á, cầu cho em được siêu, đó là tai nạn thôi con. Dạ. Còn cố tình tạo tác
gọi là thai nhi sản nạn, thai nhi bị chú bỏ là mình cố tình mình giết sinh mạng. Thầy có làm nhiều bệnh về cái này, có nhiều người làm 7-8 lần á, khi mình tụng kinh á, trong bụng nó đi ra mà cái người đàn bà nằm nó phải banh cái chân ra, nó ra 7-8 lần xong mới hết á. Mà nó hành cái người này bệnh á, ngày đêm bệnh không có làm gì được ngoài bệnh, bởi vì mình hại chết cái thân mạng cái nhà người ta phải đòi, người ta báo oán rồi, bệnh hoài không làm ăn, không ngóc đầu được. Còn mình bị tai nạn không sao hết, mình về cầu nguyện cho em nha. Tại vì mẹ con rồi nói chụp ít quang với lại uống thuốc tây á, cái không biết là đỡ. Tại bị té rồi sao bắt uống gì? Bị nứt xương chậu rồi, cái chụp ít quang á, nó chụp ít quang ảnh hưởng rồi. Dạ, rồi hiểu rồi, bị nứt sao mình uống thuốc cho nó lành. Dạ, giờ con đang uống thuốc ở trung tâm chỉnh hình đó thầy. Dạ. Đâu sao đâu con, thì uống thuốc cho nó hết bệnh thôi. Nhưng mà ý là gia đình không cho đỡ em bé sợ ảnh hưởng, cũng như mình chụp ít quang cho em gây. Đang có hả? Mà giờ bắt buộc uống cho ra thầy. Vậy là con hỏi thầy cơ là có tội không thầy? Thầy không có xác định, cô tự quyết định đi A Di Đà Phật. Thầy không có làm được, thầy không có nói được điều gì hết A Di Đà Phật. Okay. Ngoài cái khả năng của thầy không có nói được A Di Đà Phật. Xin lỗi, thầy không trả lời được A Di Đà Phật không? Rồi. Cầu siêu cho bé được không thầy? Như ví dụ mình lại chùa rồi mình ghi tên cầu siêu cho. Ủa em còn đó không hay là sao? Hay đi rồi? Bỏ rồi. Bỏ rồi thì bây giờ con tự lo, tự cầu siêu cho em. Dạ. Phải tự tụng cho em chứ không lên chùa. Ông Thiện Chí không có làm được đâu. Dạ, tại vì con hỏi bác sĩ, bác sĩ nói chụp âm gây với lại ít quen là có ảnh hưởng. Đúng rồi. Thì bây giờ con phải tự lo đi, tự tụng kinh cầu siêu cho em nha. Dạ. Như là Phật rồi, chúc con may mắn. Dạ. Dạ ăn. Bình thường rất là tốt, chứ nước uống cũng được, trừ ra muối gạo bỏ đi, rải ra sân muối gạo ít thôi nha, rải sân buổi chiều ha, cháu mình ăn bình thường nha, A Di Đà Phật đừng có bỏ. Rồi cô, quý đệ hỏi những gì mà thiết thực trong cuộc sống tu hành nha, bật lên nói được rồi cô, nói to lên. Ô Phật, bữa nay cũng dịp mai con đến đây một lần đầu tiên, nhưng bây giờ con hỏi thầy, con có đứa con gái này 32 tuổi mà nó bệnh hoài, mà khi đó hãy xin việc làm nó bệnh, ở nhà thì bệnh ít. Giờ thầy hướng dẫn chỉ cho con coi, có khi là nó khóc, có khi người dựa vô nói này nói kia mà không biết như thế nào, giờ đến đây con nhờ thầy. Em có bị tự kỷ, bị trầm cảm không bà? Dạ không. Bị bệnh mà ông lên bà xuống á hả? Dạ. Ông lên bà xuống đó hả? Dạ. 32 tuổi rồi hả? Dạ, 32 tuổi rồi thầy. Rồi bị lâu chưa? Dạ, nay cũng lâu rồi. Nó thích lên đồng hả? Hay là bị người ta nhập? Bị người ta nhập thôi. Khi mà nhập vô con mắt nó có đỏ hay nó nhắm mắt trồng trắng hay là đỏ lồm? Là bình thường. Nói chung là cũng không để ý, nhưng mà khóc. Khóc thì nhiều. Vì khi nó bị trầm cảm hay bị tự kỷ sao bà? Giờ cũng không biết nữa thầy. Nó có không trốn, nó không nói chuyện với bà không? Không, nói chuyện bình thường, chứ không có gì hết. Mà cái lâu lâu nó làm lần vậy hả? Dạ, cũng vẫn bằng bình thường. Nhưng mà hãy xin đi vô công ty làm là cái ngày đó nằm trên giường cứng, không có xuống được đi. Vậy cô ơi, cô về nhà tụng cho Cú Quyền cô đi. Cú Quyền hả thầy? Dạ, tụng Cú Quyền cho nhiều vô nha, cuốn sách của thầy Thiện Chí cho đó. Dạ. Tụng mỗi buổi chiều, tụng hoài đi. Dạ. Rồi cho em ngồi xuống tụng, nó sẽ giải được cái oan gia trái chủ của Quyền Thất Tổ nha bà. Dạ. Dạ, vậy là cái ông mà theo nó là ông làm biến thấy mẹ luôn á. Ừ. Không chịu đi làm. Bây giờ cứ mỗi lần hô làm đơn xin công ty là cái ngày đó không xuống được. Đúng cái rồi, gì, nó bệnh làm biến bà ơi. Dạ, còn ở nhà thuốc làm biến không có. Bệnh thì ít, mà hô đi làm bệnh nhiều. Ừ, đúng rồi, vậy nó bệnh làm biến á. Ừ. Bệnh nó khó trị lắm bà. Dạ không, cái này con nhờ thầy chứ. Bây giờ thầy xác cháu không làm biến. Bà nói như vậy làm sao? Dạ. Sao thầy mà cứu bây giờ cô tụng Cứu Quyền cho nhiều vô, nếu thực sự bị Cứu Quyền đeo á thì sẽ hết. Dạ. Còn nếu mà tu tụng 100 ngày rồi mà không hết á thì tìm cách khác. Dạ. Dạ, với Đà Phật. Bây giờ nói chung là bây giờ để thì về Mỹ thì làm đơn coi tụi nó có chế tạo thuốc làm biến được không à. Cháu thì xuyên làm chứ không có làm biến đâu. Rồi bây giờ dạ, cô tụng cho thầy nhiều như vậy đi. Dạ. Rồi hồi hướng công đức cho cô Hiền nha. Dạ. Vậy rồi nếu mà em tỉnh thì kia em tụng thêm nữa nha. Dạ. Bây giờ là Phật. Rồi nếu có duyên một ngày đó, nếu mà cô làm không được
Thì có thể gặp nói chuyện coi sao hen. Dạ, mô Phật. A Di Đà Phật rồi, chúc cô may mắn. A Di Đà Phật. Để cho con hỏi chúng ta chia sẻ với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. À, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con thầy rất là hoan hỷ. Dạ. Con cũng mới ngồi xuống một phu được mấy ngày thầy. Không mấy ngày thế hả? Dạ. Wow, giỏi hen. Tại công việc của con rất là bận, con cũng theo dõi trên mạng rất là lâu rồi thầy. Mà cho con hỏi là thí dụ như mình đọc chú đại bi á, dạ, thì 21 biến thì mỗi một biến thì cầu nguyện nó giống như nhau hay là mình có thể mình một chữ một cầm. Dạ. Khi cái luật cầu nguyện ngộ lắm, huynh chỉ để tập trung tư tưởng vào một điều mà thôi. Khi mình tụng mình cầu nguyện một điều mà thôi, xong rồi cái chuyện còn lại là của các vị khác. Cái luật cầu nguyện là mình nói tất cả những gì mình cần, chuyện còn lại khi nào, lúc nào, ở đâu, chuyện đó của luật nhân quả nha. Yeah. Thế mình không có, mình hả mở miệng ra rồi, rồi để cái chuyện nó tự nhiên đi, đừng có nghi ngờ, đừng có sợ hãi, thì lời cầu nguyện sẽ được như ý nha. Yeah. Yeah. Cảm ơn. A Di Đà Phật, cho chúc may mắn. Yeah. Đồng thời tụng kinh á, không cần phải xin gì hết á, ngồi xuống tụng hết lòng đi mà ông sắp à. Yeah. Nhớ là đại bi á, ngộ lắm, mình cứ tụng đi, tụng đi, tụng đi. Cái đại bi nó làm cho mình thay đổi tâm lý, thay đổi sinh lý, thay đổi đời sống tâm linh cũng thay đổi luôn. Cho nên mình cứ hết lòng mình tụng, nó có sự biến chuyển rất là nhẹ nhàng, rất là từ từ, nó không một lần được. Người tu mà gọi là chân chính là tu tiệm tiến. Tiệm tiến là từng bước một. Còn mình tu mà đốn ngộ á, mình không đủ căn bản á, mình sẽ bị lọt vào cái cảnh giới gọi là tự cao, tự đại, ma chướng sẽ ăn thịt mình. Cho nên tụng đại bi là từ từ, từ từ nó sẽ tiến hóa nha. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Cho con có câu hỏi là, dạ sư, thưa sư phụ là, cũng là hai người bắt đầu xuất phát biết là tập kinh tụng kinh niệm Phật đi. Nhưng mà sao, vì sao cái người kia có lực mạnh mà vì sao người kia lực yếu, là do công phu hay là sao, hay do dạ, do tư tưởng không? Lúc tụng kinh, cái tư tưởng mong cầu, những tư tưởng không tốt lành nhiều quá thì cái năng lực tập trung không có. Khi mình tụng kinh với sự an lành hạnh phúc mà lạc quan á, thì kết quả nhiều hơn là tụng kinh sự lo âu phiền não và bi quan. Tụng kinh không phải là hơn thua, mà người được lợi lạc nhiều, người không lợi lạc nhiều. Lý do là cái tư tưởng không giống nhau, bất đồng. Đồng thời không có tư tưởng lạc quan hạnh phúc trong khi tụng kinh. Thế nên mình nhận cái năng lượng mà gọi là hộ trì ít hơn người ta, có vậy thôi. Chứ không phải là hơn thua được. Đệ tử của thầy, thực sự á, khi mà nợ ít mà ngồi xuống tụng kinh mong rằng là, mà trong khi mình tụng kinh mà mình phiền não về tiền nợ nhiều quá, thì mình càng nghĩ về cái nợ làm cách nào trả, thì mình tụng kinh á, thì cái tư tưởng mình đi ra thiệt là xa, nó quay trở lại. Đầu tiên nợ có 40 thôi, 2 năm sau tụng riết nợ 400. Nó đẻ lời ghê cơ. Vậy luôn á. Thật ra mình phải cẩn thận trong việc tu là, hả, mình buồn phiền nhiều quá, mình tụng riết á, sự buồn phiền nó quay lại, nó đập mình thành lúc càng ngày càng tệ. Cho nên mình không tiến quá được, mình tụng không bằng người ta. Mình tụng còn nhiều hơn người ta mà mình lại xui nhiều hơn người ta, lý do đó đó. Hiểu chưa? Còn mình tụng ít thì mình an lạc hạnh phúc ra cái tụng, thì mình lại được an lạc hạnh phúc nhiều hơn cái người tụng nhiều. Rõ chưa? Là do tư tưởng mình, tất cả là do tư tưởng hết. Nhớ không? A Di Đà Phật. Dạ. Sự an lành. Xin hỏi một câu nữa là, thưa sư phụ, khi mà mình tụng kinh niệm Phật á, mà nghiệp trước mình nó cứ xảy ra, là do cái lòng từ bi mình không có, hoặc là do nghiệp, do mình còn sân si hay chấp gì đó nên nghiệp trước nó xảy ra hay sao? Một lần sân si là tạo tác nghiệp nó quay trở lại với mình. Hả, mình sân si nó quay trở lại bực mình, là mình hết á. Tất cả trở lại là do mình, chứ không phải người bên cạnh. Người tu á, là mình chiến đấu với mình chứ không có chiến đấu người bên cạnh. Rõ ràng người tu là chiến đấu với thằng tôi của mình chứ không chiến đấu với thằng tôi của người ta. Nếu mình chiến đấu với người ta, tức là mình đã đi trật đường của Phật tổ dạy rồi. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Phải nhớ như thế này, chiến thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu theo Phật là chiến đấu với cái tôi phàm phu tục tử của mình chứ không có chiến đấu với những người chung quanh. Khi mình muốn hơn thua với huynh đệ mình, muốn hơn mình đã thua, mình nói thắng mình đã bại. Cho nên muốn tu chân chính là phải chiến đấu với bản thân mình và cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Đó là con đường đi ngắn nhất, vào ngọn nhất, và là chánh pháp. Chứ còn nếu mà còn hơn thua với người ngoài là trật rồi, không phải là Phật pháp, nhớ chưa? A Di Đà Phật. Cho con hỏi một câu nữa là, một câu nữa thôi. Dạ, ngày xưa lúc trước kia là nhà con có đi biển, cha con á là sát sanh nhiều á, rồi bây giờ con là người biết tụng kinh niệm Phật á, thì con có thể
sám hối dùm cái tội mà sát sanh, đi biển sát sanh á, để cho cha con bớt tội được không sư phụ? Dạ được, mình cộng nghiệp với cha thì mình tụng thất Phật diệt tội chân ngôn chân nhiều vô để giúp cái tội sát sanh của bố mình. Không phải là ông dứt trừ được bản thân, ông muốn dứt trừ ông phải làm nhiều điều tốt lành rồi bản thân ông tự sám hối, nhưng mà nó vẫn phải quay trở lại một phần nào đó, không phải là dứt hết. Bản thân phải làm nhiều điều tốt để bù lại những nhiều điều xấu đã làm, bản thân phải tự làm hơn, rồi con có tụng kinh phụ thì cũng được, bởi là cộng nghiệp cho nên con làm được. Con thấy là cha con là vì cuộc sống gia đình cho nên con nghĩ là cha con còn vô minh, không có biết Phật pháp cho nên con thê giống như là mình sám hối. Sư phụ hiểu rồi, nghe nè. Thầy có một người đệ tử ngày xưa nghèo khổ quá, bố của cô á mới làm những con heo á, đi làm thịt heo để bán nuôi vợ nuôi con á. Khi mà ông bệnh quá rồi, mà bên này là bên Công giáo, ông bệnh quá rồi mà không hết được, thì cái người cô gái là đệ tử của thầy đó mới xin gia đình đó là cho nó cúng phóng sanh heo con á. Cúng sanh heo con thì ổng sẽ nhẹ. Mình nghĩ là cái chuyện đó nó mơ hồ đúng không? Tại sao người cha giết heo để bán nuôi vợ nuôi con, bây giờ con cái cúng heo phóng sanh làm sao hết được? Mà cái chuyện của ổng, ông nằm ổng bệnh rất là nặng, thì ông nó đem về quê đó đâu không biết, nó cúng những heo không, nó thả heo đi á. Nó tụng gì vậy bé? Tước Dao á. Tụng Di Đà Đại Bi xong xuôi rồi, nó thả heo xong xuôi rồi về bố, 10 ngày sau bố chết phải không? 10 ngày sau bố nó chết rất là yên lành, không có la hét như con heo nữa. Nhưng mà nó tụng nữa, 10 ngày sau ổng siêu luôn. Thế là người con á, cộng nghiệp với cha, cho nên người con được phép và có khả năng giúp đỡ cho cha mình giải được nghiệp chướng mà ổng đã từng tạo trách trong quá khứ. Nên tụng thất Phật diệt tội chân ngôn chân nhiều vô, là khi mà ông cận tử nghiệp á, ông nhẹ nhàng hơn, không có la hét. Thì cái nó làm xong á, là 10 ngày sau là ông già chết xong, 10 ngày sau nữa là ông già siêu luôn, về báo cho nó biết là đi luôn đó. Người ta làm được, mình làm được, với điều kiện là phải có tấm lòng trong việc làm của mình. Thì còn nếu mà con thương cha con tụng thất Phật diệt tội chân ngôn nhiều, rồi tụng bạc trừ nghiệp chướng chân ngôn nữa, thì ba cha con sẽ giảm nghiệp. Nhưng mà còn phần còn lại là ông phải chịu trách nhiệm những tầng tạo tác, chứ không phải là xóa hết được, nhau không? Bởi vì mình không phải là người cầm cán cân của nhân quả, nhớ chưa? Nam Mô Di Đà Phật, chúc con may mắn. Dạ con cảm ơn thầy. Chuyển cái microphone cho người khác. Chuyển quá đấy con, chuyển quá. Cảm ơn con đã hỏi những điều này cho bá tánh nghe nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Niên Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con hỏi thầy, như con cũng mới tu tập năm mới đây, nhưng mà con hỏi thầy hàng đêm con tụng niệm như sám hối như thế nào, cho hướng dẫn cho con biết. Dạ chưa, cái cuốn của thầy Thiện Chí tặng cho huynh đó. Dạ chưa có. Con chưa có, rồi chút nữa có hen. Rồi với tụng cha mẹ con siêu thoát, tụng 49 ngày như thế nào thầy chỉ. Rồi chút nữa sẽ chỉ cho huynh, hướng dẫn cho huynh. Có cái cuốn đó sẵn này, huynh sẽ làm theo. Trong đó ghi sẵn hết luôn, không cần phải là hỏi. Đọc hết trong đó cái nghi thức sao sao huynh làm y vậy luôn. Dạ. Thì huynh đệ làm được, mình làm được hen. Dạ. Nó có sẵn hết trơn rồi, đúng không? Cơm nấu sẵn chứ có ngồi xuống ăn thôi. Thế là Phật. Ông như cháu nấu đó, mà mình tụng đêm nào cũng nấu hết trơn là nấu. Dạ, Phật có ba chén cháu nhỏ nhỏ thôi, huynh chút xíu thôi, đừng có nhiều quá, mình húp cái rột là hết rồi. Dạ. Nghe, ban cháu tụng xong húp rất là nhiều năng lượng, với lại nước uống luôn, rồi muối gạo rải ra đường cầu cho của Quyền Thất Tổ được siêu. Dạ. Rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả đó. Dạ. Hả, có tụng là có kết quả. Nghe, Thế là Phật, chúc may mắn. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ lên nữa hả? Có cái này con hỏi một câu à thầy. Hỏi đi. Cái cô mà tụng cái gì được đó đó ha. Giờ mua được nhà lầu chưa? Dạ. Được rồi thầy. Nhiều Phật nhỏ này nó hên ghê á. Thầy ơi con tính hỏi thí dụ mình cũng củ quyền mình cúng cháo á thầy, nhưng mà con ăn cháo không có được, con ăn cái nó trởn ra sao thầy? Không ăn uống. Dạ. Cháo lỏng rồi uống luôn, không cần ăn. Dạ. Con hỏi thí dụ mà con tụng 49 ngày vậy, con ăn lạc tháng 10 ngày á. Rồi sao con tụng luôn, ăn chay luôn đi mà còn ăn lạc nữa? Chồng con không có chịu, nói là chồng ăn... không chịu kệ nó, việc làm mình cứ làm của mình thôi. Nó buồn bỏ luôn sao thầy? Thầy nói không có tổn thương mà. Bỏ tài. Dạ, không tính... có làm gì làm đi, mệt. Vậy là vừa tụng tháng 10 ngày thôi, còn nhiêu ăn mặn hả thầy? Mình ăn chay mình tụng kinh đi, còn cho nó ăn mặn. Thì con nấu đồ mặn á, mà nó nói ăn bệnh buồn, nó chịu. Tại nó đi. Ra quải ăn rồi mốt bỏ luôn á thầy ơi. Được không thầy? Bỏ tài.
Làm sao làm đi, mệt đi. Không cho hỏi nữa. Không làm, không hỏi. Con hỏi này nè thầy, tại vì á con bán á, con bán đồ tập quá mà hồi nay năm mấy con theo thầy con cúng toàn là chai không, mà sao con bán ế quá à. Bó tài. Tao đâu có bán đâu, tao biết mày. Thầy ơi, giờ á thí dụ mình cúng mặn giờ chai được không thầy? Không. Dạ. Không cúng luôn đi, làm gì làm. Bây giờ mà cúng mặn vô là mạt luôn đó, ráng chịu á. Vậy thôi khỏi luôn hả thầy? Ừ. Tụng kinh thôi, cúng gì cúng hoài vậy? Con cúng bánh trái mà sao để con bắn ới quá à. Thôi thôi thôi, đưa cho người khác đi, chút nói chuyện sao Di Đà Phật. Bé lôi ra ngoài nói chuyện đi bé. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay có duyên được gặp thầy, cho con xin hỏi là ví dụ như nhà mình tụng kinh đó thầy, mình tụng không được không ha? Mình phải thỉnh cái chuông với cái mỏ thầy. Dạ tùy phương tiện đi cô ơi, nếu mà không có cũng được không sao, nhưng mà nó chậm hơn chút xíu thôi. Nhưng mà có chuông cái mỏ tốt hơn hả thầy? Dạ phương tiện là cô, phương tiện độ mà, độ âm, độ linh, độ dương, độ sinh, độ linh. Dạ, giờ cho đó con hỏi câu nữa thầy. Là tối con ngủ nằm mơ á, con ưa thấy con đi lạc á thầy. Mà đi lạc lâu lắm không có tìm được đường về. Mà hả khi tìm rồi, được đường ra. Rồi, khỏi nói nữa, biết rồi. Dạ. Rồi xuống tụng kinh đi, sao không đi lạc nữa, Di Đà Phật. Cô mà còn mê tín nhiều quá là cô đi lạc đó. Cô mê tín nhiều quá cô sẽ đi lạc. Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Hiểu là mê tín rồi hen. Tự biết đi. Nam mô Di Đà Phật. Mở nút lên. Mở nút lên. Mở cái nút lên con. Mở cái nút lên. Đẩy lên. Nói to lên. Dạ Nam mô Di Đà Phật ạ. Nói to lên. Nam mô Di Đà Phật. Dạ hôm nay có duyên gặp thầy. Để cho cô bình tĩnh này, hỏi sao, từ từ hỏi. Ừ, cô chưa hỏi thầy được. Cô bị nghẹn lời. Dạ dạ, từ từ, từ từ, từ từ. Hít sâu thứ dài đi cô. Góc bên này nè, cánh bên này hỏi cho nhiều vô nè. Mấy đứa theo sư phụ kìa, hỏi cho nhiều vô. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch thầy, hôm nay cũng được sự duyên lành. Cũng nhờ chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chúng con ở Quảng Nam. Thì là từ lâu là con cũng đã ngưỡng mộ thầy, cũng muốn gặp thầy một lần để mà đảnh lễ thầy. Thì hôm nay có duyên lành thì thầy cho con được đảnh lễ tam bái thầy trước rồi. A Di Đà Phật. Cảm ơn công đức của huynh. Xá được rồi huynh, cảm ơn huynh nha. Vậy là cảm ơn huynh đến thăm. Dạ thì thầy cũng cho con xin phép hỏi một số câu hỏi. Thì trước khi hỏi thì con cũng xin tất cả các quý vị đạo hữu ở đạo tràng của thầy Thiền Trí thông cảm. Có ai lên đây hỏi lên đây. Dạ, lên đây. Được, dạ, được. lên đây yeah. Rồi dạ con xin phép thầy. Thì hôm nay là con cũng có được sự duyên lành đến tỉnh thất Thiền Trí. Thì cũng nhờ hồng ân của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát mà cũng gia hộ cho con. Con ở xa, ở tận Quảng Nam mà cũng đi vào đây là ba người. Con và vợ của con và em trai của con. Con từ lâu là con cũng đã ngưỡng mộ thầy, khắc ái để gặp thầy một lần để đánh lễ. Thì hôm nay con đã thực hiện được nguyện vọng của con. Và sau đó thì con cũng có một số câu hỏi để hỏi thầy, để mà giải đáp những cái gì con chưa biết. Thì con cũng mong thầy từ bi hoan hỷ cho con. Nam mô Di Đà Phật. Di Đà Phật biết sẽ trả lời. Dạ. Và sau thì con cũng xin cáo lỗi cùng tất cả các quý vị đạo hữu ở toàn cái tỉnh thất của Thiền Trí. Những quý vị nào có những câu hỏi mà chưa hỏi được thì có gì đó con hỏi trước, thì kính mong quý vị thông cảm và tha lỗi. Chứ đừng có nghĩ vì số lượng câu hỏi của con là ảnh hưởng đến quý vị. Thì không, cái câu hỏi nhiều khi hỏi câu hỏi người ta cần hỏi nên sao?
phải không? Hỏi đi con. Dạ dạ dạ, dạ. Đúng rồi, nếu không chuẩn bị gặp thầy sẽ quên hết. Phải chuẩn bị, à, gặp thầy là quên sạch, không nhớ gì. Dạ là con kính kính bạch thầy là bản thân con là con từng kinh cũng được lao về kinh của thầy. Nhưng mà sau là con bị tức cái ngực, mà nó tức từ phía trước qua phía sau. Nhưng mà lúc con tụng kinh á. Rồi ngưng. Dạ. Con tụng kinh, hơi thở con cạn là một. Hai nữa là cái lưng sau bốn con không mở. Lưng sau bốn con nó đóng, bởi vì lòng từ bi con nó chưa rộng. Con còn hẹp trong gia đình con quá. Con hiểu không? Con mắt con đỏ nữa, tánh sân nó còn. Cho nên lưng sau bốn là nằm ở cái dưỡng ngực con tức từ trước ra sau. Và lưng sau bốn của mình là cái từ tâm. Lưng sa bốn là lưng sa từ tâm, nó đóng, nó không mở được, nó không thông được cho nên nó tức, nó khó chịu. Rồi hít mạnh vô. Nè, hít mạnh lên nè. Làm vậy đi. Mạnh. Không, phà một cái thiệt mạnh. Rồi nói vậy đó. Rồi tiếp tục. Đúng rồi. Làm tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi, thở lại coi. Hết tức chưa? Dạ, con xin cảm niệm công đức của thầy. Nhưng mà ý là con hỏi thầy là con lúc... Bây giờ con... nhẹ chưa? Dạ, nhẹ rồi thầy. Xin cảm niệm công đức của thầy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì là con hỏi ở đây là con tụng nó hết. Nhưng mà lúc mà con không tụng con đi đâu hả? Con là con hai thỉnh thoảng để bị... Một chút nữa thì chỉ dạ, cho dạ. Làm hết nha. Dạ, con xin phép hỏi câu hỏi thứ hai. Là lúc mà con tụng kinh, mà lúc con tụng kinh của thầy, tụng kinh A Di Đà đó, con đổi giọng. Là con biết con đổi, có thể con đổi ba giọng. Nhưng mà lúc con cảm nhận một cái nguồn năng lượng nào đó vào cơ thể con. Nhưng mà cái đó thì con không biết là năng lượng đó là tốt hay là xấu, là năng lượng chánh hay là năng lượng tà, thì con cũng chưa cảm nhận được vấn đề đó. Thì mong thầy là từ bi giải cái nghi lên cho con. Dạ huynh đệ, khi huynh đệ tụng kinh mà buổi sáng thì tụng kinh lăng nghiêm, giọng thầy giống con gái. Giọng của thầy rất là trong, buổi sáng dậy sớm 3-4 giờ vậy thì tụng giọng thầy rất là trong, giọng con gái. Nhưng mà phải biết rằng là khi mình ngồi xuống công phu á, mình là Phật. Cho nên không ai được phép vô cái nhà này ngoài mình ra. Trong nhà này có một ông Phật, mỗi chúng ta đều có một ông ở trong nhà này. Thì ngồi xuống công phu, không ai được phép vô căn nhà này ngoài mình ra. Cho nên mình tụng kinh với cái lòng chân chính, cái tâm an lành hạnh phúc, mình tụng hết lòng đi thì không ai được phép mượn căn nhà này ngoài mình. Cho nên chính mình chứ không phải người khác. Nếu mà con một cái lực nào vô con rồi, con đã thay tâm đổi tánh rồi. Tức là không phải thay con cái lúc mà con tụng kinh. Nếu mà đã vô tụng kinh rồi là nó ở với mình hoài, nó không đi được, hoặc nó sẽ mượn mình làm phước cho nó. Mà mình biết mình là chủ nhà cho nên không ai được phép mượn căn nhà của mình ngoài mình ra. Cái tư tưởng mình rõ ràng là mình chứ không phải là ai khác, phải có tư tưởng như vậy, nhớ chưa? Hiểu không? Đúng rồi, nhưng mình không cho khác, bởi vì mình làm chủ. Phải biết mình làm chủ là không ai được phép mượn, hiểu không? Dạ đúng vậy, cho nên tụng cho củ quyền cho nhiều vô. Chứ chúng ta tu ngộ lắm, khi mà có một các vị họ tu trước rồi, họ có một cái năng lực rồi, mà họ gãy nửa chừng, họ không tu kịp. Thì khi mà mình có cái lòng, mà mình phát tâm tu, người ta thấy mình cái thức mình muốn tu như vậy, người ta lại gần mình, nương vào mình để tiếp tục tiến hóa, để làm phước. Nếu mà họ lớn được mình á, mà họ làm, họ bắt mình làm theo, mà mình làm theo là họ lớn được mình rồi, thì họ nghĩ rằng họ sẽ tạo phước được. Thực sự là hoàn toàn sai lầm. Nhà của người nào người đó xài, căn nhà này của anh này, căn nhà này của thầy, căn nhà này của huynh, nhà người nào đó dùng, đây là phương tiện để cho ông thầy, ông Phật của mình tu. Là chỉ có một người giết được tu thôi, là dùng phương tiện này, còn người khác mượn là vớ vẩn. Nhân huynh quyết định, huynh làm chủ. Một tư tưởng làm chủ, không được phép vô, nhớ chưa? Dạ dạ, con xin cảm ơn công đức của thầy. Và vợ chồng con thì cũng tu theo cái pháp môn của thầy. Cùng mới thằng em của con thì con cũng mới giới thiệu sao nó cũng đang tu tụng bà. Xong 49 ngày xong rồi. Và tụi con thì cũng tụng tu thì hàng đêm thì tụi con cũng tụng kinh A Di Đà. Nhưng cái một ngạc nổi là
vợ chồng tụi con tu, nhưng mà hai đứa con nó thỉnh thoảng nó hay bị đi đâu, rồi ví dụ mình đi chở đi đâu thì nó hay bị đau bị đồ, thì cũng biết chắc có lẽ là tụi con tu như vậy thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề. Không, không khi mình ngồi xuống tụng kinh, vợ chồng tụng kinh á, đại bi tụng, đại bi tụng vãng sanh cho nhiều vô ha. Dạ. Vãng sanh nhiều vô, lấy cái nước trên bàn thờ cho mấy em uống. Dạ. Khi mà em bị á, khi mà em bị đi đâu là nó vong linh không phải làm nó mà lại gần, bởi vì theo tụi con đi về phải theo nó. Dạ, dạ. Khi chúng ta phát tâm tu á, cái năng lượng của người mình phát rất là lớn. Khi mình tu mình chiêu cảm được các vị vong linh, hương linh, âm linh chung quanh đó, họ đi theo mình. Đây là cái phước để mình tiếp tục tạo âm đức, cho nên về nhà bình an tụng kinh để tạo giúp cho họ siêu thì âm đức càng lớn. Những đứa nhỏ mình lại gần nhỏ, mình tụng kinh xong lấy nước cho nó uống xong á, mình rảy nước cho mặt em thì em sẽ tỉnh. Dạ. Hiểu nói không? Là mình dạ. Sải tịnh, bởi vì khi mà vong linh mà mình rảy nước họ, họ sẽ siêu liền, họ không tụ đề được. Thì đó đừng có ngại. Khi mà thấy bị như vậy mình biết là mình có tiếp tục làm được những điều là điều phước, nhớ không? Dạ, con xin cảm ơn công đức của Di Đà Phật rồi. Dạ, thì trên bước đường tu thì con và cùng tất cả gia đình của con thì cũng phát tâm tu, nhưng mà làm sao để mà mình tu theo cái pháp môn của thầy để bản thân mình giữ chính được bản thân mình. Rồi trước tiên rồi mình mới giữ được con cái hay những gì trong gia đình. Thì thầy cũng hoan hỷ chỉ cho con một cái. Dạ, Di Đà Phật, khi ngồi xuống tụng kinh, há tụng kinh là tạo phước cho gia tộc, cho bản thân, cho con cái trong nhà. Cha mẹ tụng kinh thì con cái hưởng, con cái tụng kinh cha mẹ hưởng, và chúng ta cộng nghiệp với nhau. Khi ngồi xuống tụng, cả nhà tụng hoặc là vợ chồng con tụng gì nữa, là mình ngồi xuống đó, mình làm hết lòng đi rồi giúp cho quyền cái tổ mình siêu đi. Nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng, khi chúng ta ngồi xuống tu tụng mà giỏi thì mình đã hiểu được luật, mình tu tốt thì cũng vì mình có cơ hội siêu sanh tịnh độ, mình giải trừ nghiệp chướng quan gia của mình luôn hiện tiền. Trong lúc ngồi xuống tụng mình đang giải trừ bệnh tật và quan gia trái chủ của mình, đồng thời giúp đỡ của quyền siêu. Đó là việc làm của mình, mình phải để hết tấm lòng của tâm trí trời vào, việc làm mới được như ý. Hả tụng kinh là phải hết lòng, hả tụng kinh là phải hết cái tâm, biết rằng mình đang làm cho của quyền thất tổ theo luật bất di bất dịch của vũ trụ. Khi mình giúp đỡ các ngài siêu, các ngài sẽ giúp cho con cháu hương thịnh, đó là luật. Bây giờ âm siêu thì dương thới, rõ không? Con cứ hết lòng gì cũng nói đi, hết lòng đi, các ngài sắp xếp xếp. Mà không cần phải ngồi đó suy tư. Thầy tụng bao nhiêu năm rồi, thầy đâu có bao giờ suy tư gì, thì ngồi xuống là tụng hết lòng. Thầy tụng là hết lòng. Thưa thầy là, nếu như trên bước đường đi, mà nếu cũng đi tu thì tất cả các quý vị đạo hữu cùng huynh đệ ở đây thì cũng đã hiểu rồi, vì mình đi ngược dòng mà, ngược dòng thì tất nhiên dạ, đúng vậy. Gặp những cái vấn đề rất là khó khăn. Nhưng mà cái dòng nó dễ thì cũng đỡ, nhưng lúc mà nó trong cái dòng sái thì làm sao để mình vượt qua. Dạ, thưa thầy. Chính vì đó mình phải có định lực cho sự chịu đựng, phải kiên nhẫn, đồng thời cố gắng làm sao đừng có nổi sân hoặc là nổi điên lên để mình đối trị. Khi mà pháp thế gian tới mà mình dùng thế gian pháp để đối trị, tức mình đang dùng phàm trí để đối trị cái phàm trí. Thay vì một cái pháp thế gian phàm trí tới với mình mà phải dùng thánh trí trị, để tự nhiên đừng chống đối. Hả, để tự nhiên là nó qua, hành chống đối nó vướng lại sẽ có chuyện. Thế là mình không phải thọ cái thế gian pháp. Vì thọ thế gian pháp cho nên mình bị nó cuốn mình, gọi là chướng duyên. Mình phải đối trị bằng cách là, thí dụ nó nói một câu không vừa ý, nó làm cho mình khó chịu, mình không dùng phàm trí nói lại, mà dùng thánh trí trị là phải làm tin kệ nó. Quýnh hiểu không? Dạ dạ. Ấy con là nếu con cái đoạn đường con đi như vậy, con có phát tâm của con muốn. Nếu con không có định lực cho nên con bị chao đảo, cho nên cố gắng làm sao dùng cái tâm để làm dây cương cưỡi con ngựa ý của mình á, dùng cái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến để đối trị cái việc xảy ra trên địa đường đó. Con phải dùng cái Phật trí mình đối trị với nó, chứ đừng dùng cái phàm trí đối trị. Con hiểu ý không? Con phải chịu đựng và dùng cái trí tuệ, cái thánh trí của mình á, để mình tìm ra cái nguyên nhân để mà để mình tiếp tục mình đối xử, tiếp xử và hành xử với nó, để không tạo tác nghiệp của hai bên. Con hiểu ý thầy chưa? Hả? Nếu không hiểu thì chút nói chuyện. Con thấy quý vị cũng hơi nắm lòng. Con cũng muốn xin hỏi một hỏi câu nữa đi rồi. Dạ, một câu nữa là con mình hỏi. Còn nhiều thời giờ lắm. Dạ. Dạ, dạ. Là một câu hỏi để cho vợ con, hỏi để cho thầy, nhờ thầy. Dạ. Dạ, dạ. Con hỏi trở đi một câu nữa đi đã rồi chuyện khác. Dạ, để cho con nhường cho vợ con hỏi. Bây giờ coi, bạn hỏi. Con phải không? Dạ, vợ. Dạ. Ok, rồi. Dạ. Ok, hỏi đi con. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy. Thì trước đó... Kê sát vô con, kê sát con vô. Con cũng cầu mong được gặp thầy. Thì con cũng như chồng, thì con cho xin thầy cho con đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật, con già. Dạ.